Chương 301 Mọi người thấy dưới thành đột nhiên có gần một 000 tang thi có dị năng ảo ra, dường như chúng nhờ tang thi dị năng hệ thổ để đào đường hầm trong lòng đất, sau đó từ đường hầm dưới đất chui lên. Vừa ra khỏi đường hầm, đã dùng dị năng tấn công những người ở trên tường thành, khiến tường thành bị đánh thủng một lỗ lớn. Những người ở bức tường thành thứ nhất, đại đa số chỉ là người thường, bọn họ chỉ phụ trách bắn pháo tấn công tang thi ở phía xa, chứ không có cách ứng phó với tang thi ở dưới tường thành bởi vì bọn họ không thể bắn pháo xuống phía dưới làm vậy chẳng khác nào tự hủy trận địa người nhà họ chiến liền lập tức ra lệnh cho đội pháo binh rời khỏi tường thành phòng tuyến thứ nhất để dị năng giả đối phó với tang thi có dị năng những tay bắn tỉa ở phòng tuyến thứ hai phụ trách giúp dị năng giả bắn chết tang thi có dị năng năng lực của tang thi có dị năng tương đối mạnh phải cần đến ba dị năng giả để đối phó với một tang thi có dị năng chỉ chốc lát hàng phòng tuyến thứ nhất đã bị đánh nát vụn phía chân trời vọng lại, không phải tiếng dị năng va chạm dị năng, thì cũng là tiếng súng bắn. Những tay bắn tỉa ở hàng phòng tuyến thứ hai hết sức căng thẳng, nhất là khi tình hình chiến đấu ở hàng phòng tuyến thứ nhất quá đổi hỗn loạn, muốn bắn trúng đầu tan thi, không phải chuyện dễ dàng gì. Chưa tới 3 phút, trên trán các tay súng đã ướt nhẹp mồ hôi, từng giọt từ trên mặt lăn dài xuống, cả lòng bàn tay cũng không ngừng tiết mồ hôi. Thế nhưng, họ không có thời gian rảnh để chú ý tới, toàn bộ sức chú ý của họ đều đang dồn về hàng phòng tuyến thứ nhất, không dám có chút sai lầm nào. Lúc bọn họ bắn trúng đầu tang thi, như trút được gánh nặng mà thở phào, với những tay súng như họ, bắn lệch vị trí chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu bắn trúng người mình, sẽ ân hận cả đời. Bọn họ thở phào xong, lại một lần nữa hít sâu, nhắm họng súng về phía mục tiêu tiếp theo. Ở xa xa, sau khi đội pháo binh ở hàng phòng tuyến thứ nhất trút lui, tang thi cấp thấp không còn trở ngại gì, chúng không sợ hỏa hoạn, dẫm đạp lên thi thể đồng đội, dẫm lên biển lửa mênh mông mà hướng về thành B. ở thành B, càng vào trong thì tường thành càng cao, tự như một chiếc cầu thang, từng tầng từng tầng nối tiếp, cho nên những người ở tường thành phía sau đều có thể thấy rõ tình hình chiến đấu ở hàng phòng tuyến thứ nhất và thứ hai. nhất là những người cầm ống nhòm, từ xa họ đã trông thấy tang thi vượt biển lửa đi về phía bọn họ. tang thi tới, tang thi sắp tới nơi rồi, có người kinh hãi la to. Ngay sau đó, có người giận dữ quát, sợ cái gì mà sợ, không phải tang thi vẫn chưa tới nơi sao. Cả anh nữa, có biết bộ dạng anh bây giờ chỉ càng gây hỗn loạn, khiến tâm lý những người khác bị ảnh hưởng, mất đi dũng khí đánh tang thi không hả? Người nhà họ chiến dẫn đầu hàng phòng tuyến thứ hai thấy tang thi vượt ra khỏi biển lửa, lại một lần nữa ra lệnh, đội pháo cối và súng, đội lựu đạn chuẩn bị. Quy lực của hai đội pháo đạn này kém với Đại Bác, tầm bắn cũng khá gần, cho nên chỉ khi tang thi sắp tới mới có thể để hai chi đội cầm pháo lên bắn. Tang thi vừa vượt biển lửa, tiếng pháo lại một lần nữa vang lên, khiến đám tang thi nổ tan. Thế nhưng, quy lực của pháo sao đủ, chỉ nửa giờ sau, vẫn có không ít tang thi tránh khỏi đạn pháo mà ra khỏi rừng rậm, đi tới đồng cỏ mênh mông không có cây lớn che cản. Vốn bên ngoài thành B là một khu rừng rậm rạp, khắp nơi cây cối ung tùm, cây này nối tiếp cây khác, nhưng qua mấy tháng mùa đông giá rét, những cây đại thụ xung quanh đều bị con người chặt sạch, dùng làm củi nhóm lửa sưởi ấm. Cho nên, qua mùa đông, ngoài thành trụi lũi, chỉ còn lại một bãi cỏ mênh mông. Mọi người thấy tang thi đi xuyên qua rừng cây, càng ra sức bắn phá, thế nhưng, tang thi tự như nổ mãi không hết, chết một đám lại có thêm một đám. Bãi cỏ trống trải chẳng mấy chốc bị thi thể tang thi phủ kín, nơi nơi đều là xác tang thi. Cứ như vậy, tang thi dẫm đạp lên thi thể đồng bọn mình, Bước từng bước về phía tường thành, dùng thân thể của chính mình mà chồng lên làm cầu thang, để đồng bọn phía sau dẫm lên đến chỗ đám người kiêu ngạo, tạo thành bức tường vừa cao vừa dày lại vừa chắc chắn. Mọi người thấy tang Thi bò lên phòng tuyến thứ nhất, đều sẵn cả tóc gáy. Chiến lôi cương thấy cảnh này, lập tức hạ lệnh, dị năng giả ở phòng tuyến thứ hai và thứ ba nghe lệnh, dồn toàn lực đánh chết tang Thi. Dị năng giả ở hàng phòng tuyến thứ hai và thứ ba nhận được mệnh lệnh, bất kể họ có muốn ra trận giết tang thi hay không, cũng phải dồn toàn lực để ứng phó, bởi vì nếu bây giờ không cố gắng đánh, thì người chết sẽ là con người. Chiến Bắc Thiên đứng bên cạnh chiến lôi cương thấy dị năng giả lao về hàng phòng tuyến thứ nhất, lẫn vào trong đám tang thi có dị năng, liền nhau mắt lại. Cơ thể hắn lóe lên, từ bức tường thành thứ sáu tới hàng phòng tuyến thứ nhất, lập tức phóng ra dị không gian bao vây xung quanh dị năng giả và tang thi có dị năng dị năng giả và tang thi có dị năng bị dị không gian bao quanh cảm thấy xung quanh mình có điều bất thường dừng động tác lại nhưng bởi vì không thấy có gì nên lại tiếp tục chiến đấu bằng dị năng thế nhưng tang thi phát hiện mình không thể sử dụng dị năng liền lấy làm kinh hãi nhóm dị năng giả cũng nhận ra điểm này liền dùng tốc độ nhanh nhất để dùng dị năng đánh vào đầu tang thi chỉ một phút ngắn ngủi tang thi có dị năng trong dị không gian đều đã chết dưới tay các dị năng giả Vị năng giả thấy tang thi không nhúc nhích nằm trên mặt đất gương mặt ai nấy đều mừng rỡ nhất thời sĩ khí tăng cao thế nhưng trong lòng họ rất tò mò không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra những người ở hàng phòng tuyến phía sau lại trông thấy rõ nhất cử nhất động của họ hiển nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì trong lòng họ không khỏi khen ngợi và hâm mộ thầm nghĩ không hổ là người nhà họ chiến vừa ra tay đã không tầm thường chiến bắc thiên thu hồi dị không gian lại một lần nữa xuất thủ với tang thi có dị năng ở chỗ khác những người đứng ở hàng phòng tuyến thứ ba thấy từng nhóm từng nhóm tang thi có dị năng ngã xuống đất vừa mừng vừa sợ mọi người càng ra sức chiến đấu với đám tang thi cấp thấp đã bò lên hàng phòng tuyến thứ nhất đám tang thi có dị năng ở gần đó nhận ra tình huống bất thường trông thấy đồng bọn của mình một giây trước còn bình thường một giây sau đã vỡ đầu ngã xuống đất liền cảm thấy kỳ lạ vội hướng lên tường gào thét tang thi có dị năng làm sao vậy Chúng nó kêu cái gì? Những người sống không nghe hiểu ngôn ngữ của tang thi, chỉ nghe như tiếng giả thú gầm rú, trong lòng cảm thấy sợ hãi, cứ cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía, một lát sau, xa xa vọng lại tiếng gầm. Ngay sau đó, lại có một nhóm tang thi từ dưới đất chui lên. Nhóm tang thi có dị năng này so với nhóm trước đó thì càng mạnh hơn, tiện tay phất dị năng một cái, đã đánh gục năm, sáu dị năng giả. Mọi người đều hết sức căng thẳng. Những người ở hàng phòng tuyến thứ hai và thứ ba đều là dị năng giả cấp 3 trở lên, tuy đối phó với tang thi trung cấp có chút khó khăn, nhưng nhờ ngũ hành tương sinh tương khắc, hai, ba người bọn họ vẫn có thể đánh hạ một tang thi có dị năng. Hiện tại, nhóm dị năng giả đều biết rõ mình không phải đối thủ của tang thi, tang thi có dị năng đối phó với dị năng giả bọn họ, chỉ đơn giản như thái rau trên thất. Chiến lôi bình quay đầu nói với chiến lôi cương, anh cả, Rõ ràng đám tang thi có dị năng còn mạnh hơn đám trước, chúng nó là tang thi cao cấp sao? Mọi người nghe thấy bốn chữ tang thi cao cấp đều hít sâu một hơi. Chiến lôi cương gật đầu, lại một lần nữa hạ lệnh, để dị năng giả cấp 4, cấp 5 xuất trận. Nhưng dị năng giả cấp 4 rất ít, cấp 5 trở lên càng miễn bàn, cho nên chỉ có hơn trăm dị năng giả chạy tới phòng tuyến thứ nhất và thứ hai. Chiến Bắc Thiên thấy cả đám phan nhân triết và trang tử duyệt đã đi ra, nheo mắt lại, chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh cơ thể lóe lên đi tới trước mặt đám phan nhân triết đám phan nhân triết trông thấy chiến bắc thiên đều dừng động tác lại nhìn hắn đầy cảnh giác bọn họ tự biết thân mình biết mình không phải đối thủ của chiến bắc thiên chúng đưa mắt nhìn nhau nghĩ nên tiến lên hay lùi bước chiến bắc thiên một giọng nói hung dữ từ trong đám tang thi cao cấp vang lên chiến bắc thiên liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh trông thấy dung tuyết thế mà lại đứng giữa bầy tang thi trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Dung Tuyết thấy đôi mắt hắn lạnh tanh, gương mặt sợ hãi lui vài bước, nhưng nghĩ giờ cô đang đứng giữa bầy tang thi cao cấp, chẳng có gì phải sợ chiến Bắc Thiên kia, liền khí thế trở lại. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, giận dữ nói, "Chiến Bắc Thiên, hôm nay chúng ta tính lại món nợ trước đó đi." Giờ bộ dạng cô người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này đều là do Chiến Bắc Thiên hại, còn có Chuyện trước đó chiến Bắc Thiên đâm trách cổ họng của cô, cũng nên tính toán lại nếu không nhờ chiến nam thiên dùng dị năng chữa thương cho cô chỉ e giờ cô không thể nói chuyện được nữa chiến bắc thiên chưa bao giờ là người thích nhiều lời liền đánh ra một lưỡi chém không gian tất cả đám tang thi cao cấp đều biến sắc có thể núp thì liền núp không núp được thì cũng cố gắng chạy sang bên cạnh mắt thấy lưỡi chém sắp đánh về phía bọn chúng đột nhiên một thân ảnh màu trắng như sao băng vụt qua xuất hiện trước mặt đám tang thi cao cấp và chiến bắc thiên lưỡi chém không gian bị ngăn cản, một giây sau, liền bị hắc khí trên người vừa tới kia nuốt trọn, lưỡi chém không gian liền biến mất không vết tích. Chiến Bắc Thiên thấy người tới kia chính là Chiến Nam Thiên, chân mày hơi trao lại, lại nhìn nửa người hắn bị ánh sáng trắng bao quanh, nửa còn lại bị hắc khí quấn, nheo mắt lại, trong mắt hiện lên tia sáng mờ. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng cũng ép được tên kia ra ngoài rồi. Lão đại Đám tang thi cao cấp nhìn thấy Chiến Nam Thiên, liền nhao nhao lên đầy mừng rỡ. Chiến Nam Thiên u ám nhìn chồng chọc, chọc Chiến Bắc Thiên, nhếch môi lên, tên này để tôi đối phó, mấy cậu đi đối phó với những người khác đi. Vâng. Đám tang thi cao cấp liền nhầm về phía những dị năng giả khác. Chiến lôi cương đứng trên tường thành qua ống nhầm thấy có người đỡ được đòn tấn công của con trai ông, chân mày nhíu chặt lại. Đứng bên cạnh ông, chiến lôi bình cũng cầm ống nhầm nhìn chiến bắc thiên, hỏi, anh trai, cái tên tang thi đỡ đòn của bắc thiên là ai vậy thoạt trông rất lợi hại thế mà có thể dùng thân thể đỡ lấy đòn tấn công của bắc thiên không biết nhưng mà anh trong tên kia rất giống chân mày chiến lôi cương càng nhíu chặt lại nói được nửa câu liền dừng lại chiến lôi bình quay sang giống cái gì chiến lôi cương lắc đầu không có gì chắc là anh nhìn nhầm lúc tang thi kia xuất hiện trước mặt con trai ông chỉ trong chớp mắt tia sáng và hắc khí trên người tang thi kia bay lên khiến ông loáng thoáng trông thấy nét mặt của đối phương nhưng bởi vì ánh sáng trắng và hắc khí bao phủ người kia cho nên ông cũng không thể thấy rõ mặt mũi đối phương thế nên rất có thể ban nãy ông đã nhìn nhầm rồi chiến lôi bình quay đầu nét mặt hết sức khó coi anh sau khi bắt thiên bị đỡ đòn dị năng giả của chúng ta bị đánh áp đảo rồi chiến lôi cương nghe vậy vội cầm ống nhầm lên tiếp tục quan sát có tang thi cao cấp tham gia vào dị năng giả liên tục bị đánh bại nhiều dị năng giả chết dưới tay một tang thi cao cấp chiến lôi cương lại một lần hạ lệnh các thủ lĩnh và một số cán bộ cấp cao của các doanh địa khác cũng phải tham chiến ngay cả chiến gia bọn họ ở tiền tuyến chỉ huy cũng phải ra trận còn có dị năng giả trong doanh địa của chiến bắc thiên cũng phải tiến lên cùng đánh bại tang thi dưới sự gia nhập của họ thế lực đôi bên mới miễn cưỡng cân bằng Phan Nhân Triết ngửi thấy mùi dị năng giả đã sát hại Lưu Vũ, dùng sức mạnh sấm sét đánh về phía dị năng giả, nhằm về phía đám hướng quốc và lục lâm. Tàng thi cao cấp khác đang đánh nhau cùng với hướng quốc và lục lâm, liếc mắt thấy có ti chấp đánh tới, giật mình, vội dừng chiến đấu, tránh khỏi ti Sét cường đại. Bọn họ thấy Phan Nhân Triết đi tới, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, lại có một tang thi nữa đột nhiên nhảy ra trước mặt họ. Trương Hoắc âm trầm nhìn chồng chọc Lục Lâm và hướng quốc, đi tới đứng bên cạnh Phan Nhân Triết, giận dữ nói, anh Nhân, có phải bọn chúng không? Có phải bọn chúng đã giết Lưu Vũ không? Phải. Em muốn báo thù cho Lưu Vũ. Trương Hoắc liền phóng ra dị năng hệ kim tấn công về phía nhóm Lục Lâm. Ở bên kia chiến trường, chiến Nam Thiên nở nụ cười u ám, chiến Bắc Thiên, mày nói xem, nếu mọi người trông thấy rõ tướng mạo của tao, không biết họ sẽ phản ứng thế nào, liệu còn nghe nhà họ chiến của mày chỉ huy nữa hay không chiến bắc thiên không nhiều lời cùng hắn liền phóng dị không gian ra bao vây xung quanh lại đồng thời khống chế các tang thi có dị năng xung quanh để dị năng của chúng mất tác dụng trong khoảnh khắc dị không gian đánh tới chiến nam thiên vung tay phải ra phóng ra hắc khí làm khiên chắn ngăn cản dị không gian chụp tới khoảnh khắc dị không gian chạm vào hắc khí liền mất đi tác dụng ngay sau đó chiến nam thiên vung tấm khiên hắc khí về phía sau, bao bọc những tang thi có dị năng và dị năng giả. Thế nhưng, hắn mau chóng thu hồi hắc khí lại, chỉ thu về hắc khí trên người tang thi có dị năng. Những dị năng giả khác vẫn bị hắc khí bám trên người, mất đi sức chiến đấu. Bọn họ sợ hãi nhìn tang thi trước mặt, đừng, đừng mà. Thậm chí có người sợ hãi, có người nằm dưới đất, có người bởi vì không chịu nổi sự ăn mòn của hắc khí mà đau đớn lăn lộn trên đất đám tang thiên nhân cơ hội giết chết dị năng giả, tiện thể lấy ra tinh hạch. Chiến Nam Thiên cúi đầu cười, chỉ cần dị năng của mày không chụp được tao, mày không thể bắt tao được. Dứt lời, hắn vung tia la dè, đánh về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên tạo bức tường không gian ngăn cản, ung dung đỡ dị năng hắn bắn tới. Để không làm tổn thương tới những người vô tội, hắn liền biến mất khỏi vị trí. Chiến Nam Thiên ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải, phát hiện chiến Bắc Thiên xuất hiện ở nơi cách đó 10 m, liền vừa đánh vừa đi theo, chẳng mấy chốc bị đưa ra khỏi phạm vi chiến trường. Sau khi họ rời đi, chiến lôi cương di dời tầm mắt, nhìn về phía đám tang thi cao cấp đang chiến đấu. Có dị năng giả cao cấp gia nhập, tình hình chiến trận chuyển biến tốt hơn, nhất là nhóm thẩm khâm dương và tỉnh quân lâm đã là dị năng giả cấp 5, đối phó với tang thi cao cấp dễ dàng hơn so với dị năng giả cấp 4 nhiều. Dị năng của thẩm khâm dương hệ độc, chỉ cần trong cơ thể tang thi có virus anh ta có thể khống chế virus trong cơ thể chúng khiến chúng nổ tung mà chết viêm lỗi là dị năng giả hệ khí có thể nén không khí hoặc khống chế tang thi còn vưu cảnh phong là dị năng trọng lực có thể đối phó với trang tử duyệt dị năng tiên đoán và hệ phong trọng lực có thể khiến thân thể trang tử duyệt thay đổi thể trọng không thể bay được hơn nữa dưới tác dụng của lực từ trường hệ phong sẽ trở nên chậm chạp ngay cả những dị năng khác hệ phong cũng hành động hết sức chậm chạp, giống như slow Motion trong phim ảnh. Dưới tình huống như vậy, tiên đoán không còn tác dụng gì, trừ phi, dị năng được sử dụng trước khi dị năng trọng lực của vưu cảnh phong phát ra, trang tử duyệt có thể dự cảm được mà tránh, cho nên sau đó trang tử duyệt có thể dùng tiên đoán để đối phó với vưu cảnh phong hay không, phải xem vận may và đẳng cấp. Tỉnh quân lâm là dị năng tinh thần, có thể đối phó với trịnh gia minh dùng ảo thuật các tang thi cao cấp còn lại, dưới sự phân phó của chiến Bắc Thiên, mỗi dị năng giả trong doanh địa của hắn lại phụ trách đối phó với một tang thi cao cấp, lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc để ngăn cản đòn tấn công của tang thi. Trong tình hình trước mắt, tuy rằng dị năng giả bọn họ có thể tạm thời khiến tang thi có dị năng không rảnh làm những chuyện khác, thế nhưng, tang thi cấp thấp mới là ngọn nguồn tai họa. Không bị các dị năng giả ngăn cản, cũng không còn đạn pháo với uy lực lớn, chúng chẳng mấy mà bò qua hàng phòng tuyến thứ nhất, đi về phía hàng phòng tuyến thứ hai. Chiến lôi cương vội vã ra lệnh, binh lính ở phòng tuyến thứ hai, thứ ba, thứ tư lui lại, dùng đạn pháo tấn công tan thi ở phòng tuyến thứ nhất. Ngay sau đó, chuông báo động vang lên, các vị năng giả ở phòng tuyến thứ nhất nghe thấy tiếng chuông báo động, biết chỉ huy muốn bỏ tường thành đầu tiên, mặt hơi biến sắc, vội vừa đánh vừa chạy khỏi hàng phòng tuyến đầu tiên. Sau khi bọn họ rút lui, pháo đạn lại một lần nữa nổ lên phát ra những tiếng vang ầm ầm bức tường thành vừa cao vừa dày chẳng mấy chốc bị nổ thành nhiều lỗ to nhất thời pháo lửa mù mịt rất nhiều tang thi bị nổ tan xác chiến lôi cương lại ra lệnh cho dị năng giả ở hàng phòng tuyến thứ nhất tứ dầu phóng hỏa đốt cháy thi thể tang thi trong khi bên kia tường thành pháo nổ ầm ầm thì chiến bắc thiên và chiến nam thiên cũng đánh nhau hết sức kịch liệt bóng hai người lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời khi thì xuất hiện ở phương thành phía bắc lúc lại xuất hiện ở phương thành phía đông chiến nam thiên liên tục phóng ra dị năng hệ ám muốn dùng dị năng hệ ám để dị năng của chiến bắc thiên mất đi hiệu lực nhưng tốc độ của chiến bắc thiên nhanh hơn hắn mỗi lần hắn phóng ra dị năng hệ ám chiến bắc thiên đều tránh được dị năng hệ quan của hắn lại bị bức tường không gian của chiến bắc thiên ngăn cản gây trở ngại mỗi lần bắn ra tia laser và dị hỏa đều bị bức tường không gian của chiến bắc thiên cản lại căn bản không thể chạm được vào người chiến Bắc Thiên. Đương nhiên, chiến Bắc Thiên cũng không chiếm được lợi thế, dù tốc độ của chiến Bắc Thiên nhanh hơn hắn, nhưng chiến Bắc Thiên vẫn phải né tránh hắc khí trên người hắn, để tránh bị hắc khí ăn mòn. Ngoài ra, dị năng chiến Bắc Thiên phóng ra, chỉ cần chạm vào hắc khí, sẽ mất đi tác dụng, nên căn bản không thể gây thương tổn cho chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên tranh đấu với chiến Nam Thiên gần 10 phút thì mau chóng nhận ra điểm này. Hắn nheo mắt lại, tăng tốc độ phóng dị năng không ngừng đánh về phía chiến nam thiên nhân lúc đối phương không chú ý một lưỡi chém không gian đánh về phía bên trái thân thể chiến nam thiên cũng chính là nơi bị quần sáng trắng bao bọc chiến nam thiên cả kinh vội tránh né nhưng vẫn chậm một bước lớp áo và da thịt bên cánh tay trái đều bị cắt một mảng lớn có thể thấy rõ xương bên trong cánh tay hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình cười u ám ngay sau đó nơi bị cắt mau chóng lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, da thịt mau chóng khôi phục lại như ban đầu. Chiến Bắc Thiên, mày tàn nhẫn thật đấy, đây chính là thân thể em họ mày, thế mà mày lại nhẫn tâm gây tổn thương. Chiến Bắc Thiên hờ hững nói, nếu linh hồn trong cơ thể đã không phải người thân mà tao biết, như vậy, tao cũng không cần phải kiên dè gì nữa. Chiến Nam Thiên cười suy một tiếng, nếu mày không để ý, thì mày đã ra tay với tao từ lâu rồi, chứ không phải chờ đến tận bây giờ. Dứt lời, ánh mắt hắn khẽ gợn, cơ thể hóa thành một luồng sáng trắng. Chiến Bắc Thiên thấy Chiến Nam Thiên bay về phía thành B, ánh mắt khẽ lóe lên, cố ý chậm chân đuổi theo phía sau, để Chiến Nam Thiên tới thành B trước một bước. Ở thành B, người ở trên tường thành thấy có ánh sáng bay tới, thoáng giật mình, sau đó ánh sáng xuyên qua năm hàng phòng tuyến, đi tới bức tường ở hàng phòng tuyến thứ sáu, đó cũng chính là nơi Chiến Lôi Cương đang đứng chỉ huy mấy người chiến lôi cương sững ra nhìn bóng người trên tường thành bởi ánh sáng trên người đối phương quá chói lòa mọi người đều phải nheo mắt lại không nhìn rõ phía trước mặt mình là ai nhưng có một điều có thể khẳng định là người trước mắt này chính là tang thi cao cấp đã cản đòn của chiến bắc thiên chiến lôi cương lấy lại tinh thần vội la to mọi người mau lui về phía sau đồng thời ông phóng dị năng hệ lôi tấn công về bóng người bị ánh sáng và hắc khí vây quanh Bóng người kia ung dung tránh đòn tấn công, chọc tức nói: "Bác à, không phải bác nên nhìn rõ xem ai để tấn công sao?" Chiến Lôi Cương và Chiến Lôi Bình cùng người nhà họ Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc nên ngẩn ra. Chiến Lôi Bình thì thào nói, hình như là giọng của Nam Thiên. Chị gái Chiến Lôi Bình nói: "Chắc là Nam Thiên rồi, nếu không sao nó lại gọi anh cả là bác trai." Chiến Lôi Cương chau mày lại, thử hỏi: "Cậu là Nam Thiên?" bác và bố không nhận ra con sao? Chiến Nam Thiên thu hồi hắc khí và ánh sáng trên người về, lộ ra dáng vẻ thật sự, đôi mắt đỏ quạt cùng bờ môi tím đen, khiến người nhà họ chiến sợ hãi đến không nói nên lời, đều ngẩn ra tại chỗ. Xung quanh ông lên, những người nhận ra Chiến Nam Thiên đều rối rít thảo luận, kia không phải con trai thiếu tướng Chiến Lôi Bình, Chiến Nam Thiên hay sao? Sao anh ta lại biến thành bộ dạng này? Anh ta hóa trang sao? Gì chứ? mấy anh không thấy bộ dạng của anh ta giống tang thi thật sao anh xem móng tay anh ta cũng đen luôn kìa mọi người ý thức được chiến nam thiên chính là tang thi chợt lui về phía sau vài mét sao lại như vậy sao thiếu gia nhà họ chiến lại là tang thi được trước đó người trong doanh địa nhà họ chiến đồn người nhà họ mộ là tang thi tôi nghĩ có lẽ là giả thật ra chính thiếu gia nhà họ chiến mới là tang thi nên đổ chuyện này lên người nhà họ mộ Mọi người vừa nghe vậy, rất nhiều người tán thành với giả thuyết này, dù sao mắt thấy vẫn thật hơn tai nghe. Thế nhưng, có người nói, tôi thấy chưa chắc đâu, nói không chừng đại thiếu gia nhà họ Mộ cũng là tang thi, nói chung, chúng ta cần đề phòng tất cả thì hơn. Mọi người đều gật đầu. Sắc mặt người nhà họ Chiến hết sức khó coi, mà sắc mặt người nhà họ Mộ cũng không khá hơn chút nào. Trong thấy bộ dạng tang thi của Chiến Nam Thiên, Mộ Duyệt Phong hết sức phẫn nộ, anh ba em đã nói nhà họ chiến chẳng có ý tốt gì rồi mà rõ ràng người nhà họ chiến là tang thi thế mà lại đồn rằng nhà họ mộ chúng ta là tang thi giờ thì chưa đánh đã khai mộ duyệt thành nhìn chiến nam thiên chân mày nhíu chặt lại ông thật sự không ngờ chiến nam thiên cũng là tang thi mộ duyệt tri vẫn giữ được lý trí duyệt phong đừng kích động xem nhà họ chiến kìa ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc và không thể tin thế kia nói rõ họ cũng không biết chiến nam thiên là tang thi có mà giả vờ thì có. Dù có là giả vờ, cũng không thể ai cũng giả được nét mặt giống nhau. Mộ Duyệt Thành nhìn những người nhà họ chiến khác, Duyệt Tri nói đúng đó, hẳn nhà bọn họ cũng không biết chiến Nam Thiên là tan thi, chúng ta đừng để đối phương làm rối loạn trận chiến, cũng đừng để bị bọn chúng gây xích mích nội bộ. Mộ Duyệt Phong nghĩ giờ là lúc rất nhạy cảm, đành nén cơn tức trong lòng xuống, nhìn xem người nhà họ chiến giải quyết chuyện này thế nào. Chiến lôi bình mở to mắt, Nhìn người trên tường thành, Nam Thiên, con. Con. Lời muốn nói cứ nghẹn trong họng, làm thế nào cũng không nên lời. Chiến Lôi Cương khôi phục bình tĩnh đầu tiên, thấp giọng hỏi, Nam Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cháu lại biến thành bộ dạng này? Những người nhà họ Chiến khác cũng dần lấy lại tinh thần. Chiến Nam Thiên buồn cười nhìn ông, bác cả, bộ dạng này của cháu không hay sao? Sao ai nấy cùng nhìn cháu sợ hãi như vậy? thấy mọi người sợ cháu như vậy cháu thấy hưng phấn lắm mộ duyệt thành cách đó không xa nghe thấy lời chiến nam thiên nói chân mày nhíu chặt lại trong mắt lóe lên tia phức tạp chiến lôi bình nghe thấy lời nói khiến mọi người bực mình như vậy tìm lại giọng mình giận dữ nói chiến nam thiên con làm bố hết sức thất vọng con đôi mắt ông hết sức bi thương nhìn con trai mình biến thành bộ dạng như vậy sao ông có thể không đau lòng cho nổi nếu chỉ là tang thi thì thôi đi đằng này suy nghĩ cực đoan như vậy thực sự không bỏ qua được, thằng bé càng ngày càng khác chiến nam thiên mà ông biết. Hóa ra, sự điềm đạm trước đó chỉ là giả vờ, ông còn nghĩ con trai mình đã thay đổi lại như cũ, nhưng thật không ngờ trái lại càng nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc vì lý do gì, lại khiến con trai ông trở thành bộ dạng này? Cháu biến thành tan thi từ lúc nào, chiến lôi cương hỏi. Từ lúc nào á? Để cháu nghĩ xem nào, chiến nam thiên giả vờ suy nghĩ một chút, đột nhiên, đôi mắt đanh lại cơ thể hóa thành luồng sáng trắng mà nhằm về phía chiến lôi cương đợi xuống âm phủ rồi cháu sẽ nói cho bác biết mọi người sợ hãi kêu lên hoàn toàn không phản ứng kịp đang xảy ra chuyện gì xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại không có tiếng dị năng chạm nhau cũng không còn tiếng đạn pháo ai nấy đều thắc mắc chỉ có những người từng ở trong dị không gian của chiến bắc thiên mới biết chuyện gì đang xảy ra bắc thiên chiến lôi cương thử cất tiếng gọi còn đây, một bóng người hiện lên trước mặt họ. Chiến lôi cương nghĩ tới khoảng thời gian trước, hai anh em nó đánh nhau trong doanh địa nhà họ chiến, bèn lớn tiếng hỏi, Bắc Thiên, có phải con đã biết Nam Thiên là tang thi từ trước rồi không? Đợi thi triều kết thúc con sẽ giải thích với mọi người sau, trước mắt có điều này cần nhắc nhở mọi người, sau này đừng gần gũi với Nam Thiên nữa, nó có thể biến mọi người thành tang thi bất cứ lúc nào để uy hiếp con, với cả, giờ nó không chỉ là tang thi, mà còn là tang thi vương, trận thi triều kia là do nó gọi tới. Chiến Bắc Thiên nói xong, bỏ lại đám đông đang ngạc nhiên, rời khỏi dị không gian. Bên ngoài dị không gian, lúc Chiến Nam Thiên tấn công về phía Chiến Lôi Cương, liền nhận ra có động tĩnh dị thường, lo lắng trước mắt là bẫy, cho nên một giây trước khi tới gần Chiến Lôi Cương, vội thay đổi phương hướng, bay ra khỏi trăm mét, âm trầm nhìn chồng chọc đám người trên tường thành. Hôm nay hắn đã để lộ thân phận mình, sau này không cần phải giấu giếm gì nữa, cho nên, tất cả những người đang đợi lệnh trên tường thành đều trông thấy bộ dạng tan thi của chiến Nam Thiên. Rất nhiều người trợn to mắt, không thể tin nói, trời ơi, chiến nhị thiếu gia thế mà lại là tan thi. Chiến Nam Thiên nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn về phía bọn họ, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười âm hiểm, đoạn giơ tay lên, bắn ra ngàn vạn tia laser. Ngay lập tức, bức tường thành thứ sáu bị đánh thủng như tổ ong, rất nhiều người bởi vì không tránh kịp, bị tia la dè chiếu xuyên qua cơ thể ngã xuống đất hy sinh tình hình ở bức tường thành thứ sáu liền trở nên hỗn loạn rất nhiều người lớn tiếng hét chói tai chạy về phía an toàn ngay sau đó bức tường thành lung lay có người đang chạy trên tường thành dừng bước chân hỏi mọi người có thấy gì không thấy cái gì hình như tường thành hơi lung lay không phải chứ đừng dọa tôi sợ chứ dứt lời rất nhiều người cảm thấy bức tường nghiêng về phía bên phải, mặt mọi người biến sắc. Mọi người chạy mau, tường thành sắp đổ, tường thành sắp đổ rồi. Mọi người thét chói tai, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, họ không để ý tới những người bị thương dưới đất, liều mạng chạy về phía hàng phòng tuyến thứ bảy. Thế nhưng, bọn họ càng chạy nhanh, bức tường thành càng nghiêng hơn, cuối cùng không chịu được nữa, nửa trên tường thành đổ về phía đối diện. Người ở trên tường thành rơi từ trên cao xuống, phát ra tiếng thảm thiết, cứu tôi với, cứu tôi với. Chiến Bắc Thiên vừa ra khỏi dị không gian, liền thấy bức tường thành thứ sáu bị đánh sụp, muốn cứu người nhưng lực bất tòng tâm, chưa nói tới có biết bao nhiêu người rơi xuống thành, mà lúc hắn thấy, mọi người đã rơi từ trên cao xuống đất, còn bức tường thành nặng trịch rơi xuống người họ. Mấy người chiến lôi cương theo chiến Bắc Thiên ra khỏi dị không gian, đều trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn kia, họ đau lòng quay đầu sang một bên không dám nhìn tiếp. Chiến Nam Thiên dường như càng chơi càng nghiện, lại tiếp tục dùng dị năng tấn công những bức tường thành khác. Sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm xuống, mau chóng dùng bức tường không gian đỡ lấy đòn tấn công của Chiến Nam Thiên, lại thấp giọng nói với nhóm Chiến Lôi Cương, bảo tất cả mọi người rút lui về phía doanh địa của con, sẽ có người sắp xếp cho họ đi. Sắc mặt Chiến Lôi Cương có phần do dự, nhưng mà. Không nhưng nhị gì nữa, đột nhiên mộ duyệt thành cất tiếng, trung tướng Chiến chúng ta nghe lời chiến thiếu tướng, mọi người xem thành B đã không giữ được nữa, sớm muộn gì cũng thất thủ. Chiến lôi cương nhìn xuống phía dưới, tàn thi cấp thấp đã bò tới hàng phòng tuyến thứ ba. Mà bọn họ đã dùng gần hết pháo đạn, cũng không còn dị năng giả ngăn cản tàn thi cấp thấp lại, cho nên giờ chỉ có duy nhất một biện pháp là rút lui. Chiến lôi cương không do dự quá lâu, ông thu hồi tầm mắt, lập tức hạ lệnh, rút lui, thông báo cho mọi người rút lui, đi về doanh địa của Bắc Thiên. Mọi người nhận được mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất từ trên tường thành đi xuống, chạy về phía trong thành, vừa chạy vừa thông báo cho những người đang ẩn núp trong thành. Những người đang ẩn núp trong nhà, nhận được thông báo, liền cuốn quyết thu thập hành lý và lương thực, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Còn những người có nhiều lương thực, cũng không để ý xem nơi họ tới có đi xe được không, vội mang hết vật tư bỏ lên xe. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, cả thành phố vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn hẳn, giống như một khu chợ có tiếng con nít khóc ầm ĩ, có tiếng người gọi với, cũng có những tiếng cãi và ồn ào. Ngoài thành, những dị năng giả đang vất vả đánh nhau với tang thi cũng nhận được thông báo rút lui, nhưng để có thể an toàn rút khỏi chiến trường, không phải chuyện dễ dàng gì. Bọn họ không những phải giải quyết tang thi đang đánh nhau cùng họ, mà còn phải tập hợp mọi người lại, vừa đánh tang thi vừa rút lui. Chiến Nam Thiên đứng trên không nhìn người trong thành hoảng loạn chạy trối chết, nụ cười âm trầm trên mặt càng lúc càng lớn, giơ tay lên chiếu ra chùm tia laser chiến bắc thiên đã đoán được hắn sẽ làm như vậy liền sử dụng bức tường không gian để đỡ lấy đòn tấn công của hắn sau đó lại một lần nữa tấn công để chiến nam thiên không thể dành thời gian cho việc khác trong thành chiến lôi cương thấy mọi người chạy trối chết về phía trước còn lo vật tư ở phía sau vừa tức vừa sốt ruột mọi người đừng mang theo vật tư giờ chạy quan trọng hơn tàn thi sắp tấn công vào thành tới nơi rồi Mọi người làm như không nghe thấy lời chiến lôi cương nói, vẫn lo dịch chuyển vật tư của họ, xác định mang hết vật tư lên xe rồi mới lái xe đi. Ngoài ra, tính ích kỷ của mọi người cũng lộ ra. Họ chỉ lo bản thân mình chạy, lo mang theo vật tư của mình, bên cạnh có đứa trẻ ngã xuống khóc que que, cũng không ai chịu vương tay kéo, bế đứa bé lên. Bọn họ làm như không nhìn thấy đứa bé kia, mang theo vật tư, chạy qua mặt đứa bé, không ai để ý tới đứa bé ở dưới đất. Chiến lôi cương trầm mặt đi tới, ôm lấy đứa bé, dỗ dành mấy câu, đợi đến khi đứa bé ngớt khóc, mới hỏi bé ở đâu, sau đó sai người đưa bé về nhà. Đám trẻ nhà họ chiến không quen nhìn mấy người ích kỷ, không nhìn được mà nói, cậu à, bọn họ không nghe chúng ta, đừng để ý tới họ nữa, họ muốn thế nào thì để thế đấy, dù sao thì họ cũng không biết chúng ta định đi đâu. Có người nghe thấy vậy, liền phản bác, người nhà họ chiến các anh đều là tang thi, còn bỏ thành bê cho tang thi xâm chiếm khiến thành bê thất thủ sao chúng tôi có thể nghe mấy người được nữa người nhà họ chiến các anh đừng hại chúng tôi nữa a di đà phật những người khác nghe thấy vậy đều phẫn nộ và nhìn họ đầy khinh bỉ sắc mặt người nhà họ chiến hết sức khó coi nhất là chiến lôi bình hận không thể xông ra trận bắn chết con trai mình cô tiểu bối nhà họ chiến tức muốn chết nếu cô không tin người nhà họ chiến chúng tôi thì đừng tới doanh địa nhà bọn tôi nữa tự rời khỏi thành B đi. Đừng nói nữa, mặc kệ bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, chiến lôi cương lạnh lùng nói, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của chúng ta là được rồi, nếu ở đây họ không cần chúng ta, thì chúng ta tới nơi khác hỗ trợ, phải rồi, tìm người sắp xếp cho người ở khu thành phía bắc trời đi đi. Không bao lâu sau khi người nhà họ chiến bỏ đi, bởi vì bên kia tường thành không có người trông chừng, hơn 10 bức tường thành bị tan thi có dị năng đánh thành một lỗ hổng lớn tang thi cấp thấp không cần phải nằm chồng chất lên nhau để leo tường bò vào liền đi thẳng qua lỗ hổng sau khi đám tang thi đông nghiệp vào thành liền tản ra khắp nơi tìm người để ăn thịt đám người thấy tang thi vào thành gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi vừa lái xe vừa hét to ra bên ngoài tang thi vào thành rồi tang thi vào thành rồi con người nghe tin tang thi đã vào thành mặt biến sắc sao nhanh như vậy tang thi đã vào được thành rồi tường thành b vừa cao vừa dày lại vừa kiên cố như vậy ít nhất tang thi phải mất nửa ngày mới có thể vào được chứ sao mới hơn nửa giờ đã vào được rồi bọn họ kinh hãi nhanh tay thu thập vật tư của mình đừng lo vật tư nữa giờ chạy quan trọng hơn có người lo lắng hô có người sợ cứ như vậy sẽ bỏ mạng liền quơ đại đồ dùng cần thiết rồi dẫn theo người nhà bỏ chạy có người lại lo sau khi chạy đi không có đồ ăn sẽ chết đói sống chết cũng phải mang theo toàn bộ vật tư đi đến khi họ xuống dưới tầng, đám tang thi đã đi tới đầu đường. Tang thi ngửi thấy mùi người, liền trở nên hết sức điên cuồng, chúng gầm rú lên, càng đẩy nhanh bước chân đi về phía con người. Đám người trong thành thấy gương mặt thối rửa dữ tợn của tang thi, đều sợ hãi hét to. Tang thi tới, tang thi tới rồi. Dưới đường phố càng hỗn loạn hơn trước, mọi người hoảng loạn chạy không biết đường nào, đã quên mất phải tới doanh địa nhà họ chiến. Đúng lúc này, phía sau nổ rầm một tiếng. Mọi người nhìn về phía sau, thấy đám tang thi vừa đuổi theo họ đã bị nổ thành ngàn mảnh nhỏ. Họ sửng sốt, nhìn người nhà họ chiến trước đó họ khinh thường đang dùng dị năng tấn công tang thi, ngăn cản tang thi đi tới. Sau đó, có người cầm loa phóng thanh hô, mọi người đừng hoảng sợ, đừng cuốn, xin hãy xếp hàng đi về phía trường trung học cao lãnh, sẽ có người sắp xếp cho mọi người đi. Mọi người quay đầu nhìn, thấy mộ nhất an nhà họ mộ đang chỉ huy những người còn sống rời đi theo trình tự dưới sự sắp xếp và hỗ trợ của hai doanh địa mọi người an tâm hơn nhiều không còn hoảng loạn chạy tứ phía như trước nữa con đường cũng không còn tắc nghẽn ngay lúc mọi người nghĩ người nhà họ mộ và nhà họ chiến có thể ngăn cản tang thi đột nhiên một nhóm tang thi có dị năng cao cấp đi ra tấn công về phía dị năng giả nhà họ chiến năm sáu dị năng giả ngã xuống đất tình cảnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn mọi người hoảng hốt muốn rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất mộ nhất an vội hô mọi người đừng hoảng hốt mọi người đừng hoảng hốt có người ở phía sau giận dữ nói tàn thì đánh tới nơi rồi mấy người không cho chúng tôi đi nhanh lên có phải muốn chúng tôi chết ở đây luôn không mộ nhất an cho mày lại mọi người càng hoảng thì sẽ càng loạn hơn càng loạn càng khiến tắc nghẽn mọi người càng không thể trốn thoát được chỉ có làm theo trật tự thì mọi người mới có thể an toàn tới trường trung học cao lãnh nhưng đám người kia đâu nghĩ được nhiều như vậy Giờ họ chỉ muốn mau mau chạy thoát, lái xe về phía trống, dẫn tới những người phía sau không đi được, phía trước lại bị tắt, bởi vì ai cũng muốn len qua khe hở để chạy thoát, thành thử tạo thành cục diện anh chặn tôi, tôi chặn anh. Mộ nhất an thấy tình huống như vậy, cũng hết sức bực mình, tất cả mọi người không chịu nghe lời cậu, dù cậu có gào trách cổ học, cũng không ai nghe cậu nói gì. Cậu tức giận ném loa xuống đất, dẫn theo người nhà họ mộ chạy tới cuối đường, cùng người nhà họ chiến đối phó với tang thi. Nhưng vừa mới đi tới phía trước Một ngọn lửa cháy rực bắn tới Mộ nhất an cả kinh Vội dùng dị năng hệ thủy để cản lại Thế nhưng Đẳng cấp dị năng của đối phương cao hơn cậu Lửa cứ như tên Bắn vùng vụt về phía họ Cậu cuốn quyết hô to Mọi người mau nằm xuống Những dị năng giả cùng cậu đi tới Ở phía trước phản ứng rất mau lẹ Đều nằm xuống đất tránh dị hỏa Nhưng những người ở phía sau Thì không may mắn như vậy vừa định nằm xuống thì ngọn lửa cháy rực bắn vào người họ, ngay lập tức, họ kêu những tiếng thảm thiết, chỉ chốc lát cơ thể đã bị thiêu thành tro. Gương mặt mộ nhất an tái nhật. Người nhà họ chiến thấy vậy, vội và chung tay đối phó với tang thi cao cấp đang đi về phía họ. Tang thi cao cấp kia là một cô gái, trên người mặc đồ màu đỏ, mái tóc nhuộm đỏ rực, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo, không để họ vào mắt, tùy tiện phẩy tay một cái, đã biến dị năng giả cấp thấp thành tro phía sau cô gái mặc đồ đỏ kia lại là một nữ tang thi khác, vẻ mặt biến nhát, nhưng cũng không để tâm tới dị năng giả loài người, hờ hững đi phía sau. Cô ta không hề động thủ, nhưng tất cả dị năng giả trước mắt không ai dám ra tay với cô ta, cho nên mọi người không đoán ra cô ta là dị năng hệ gì. Nhóm chiến lôi cương cách đó mấy con phố nghe thấy động tĩnh liền vội và chạy tới. trông thấy tang thi cao cấp tấn công dị năng giả của họ, liền vội vã ra tay tấn công về tang thi áo đỏ nữ tang thi kia thấy dị hỏa của mình khó có thể ngăn cản đòn tấn công của đối phương vội nói với cô gái đi phía sau chị diệp năng lực của đám này khá mạnh một mình em không chống đỡ nổi nghe thấy vậy diệp thụ liền nâng mí mắt lên nhìn về phía đám chiến lôi cương đột nhiên mí mắt mở to lập tức có một thế lực vô hình bao xung quanh nhóm của chiến lôi cương nhất thời nhóm chiến lôi cương cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung đau đến mức bọn họ không thể nhìn được mà ông đầu kêu thảm thiết ngay cả đường nhìn cũng trở nên mơ hồ. Anh, là dị năng hệ tinh thần, chiến lôi bình đau đớn nói. Chiến lôi cương cũng phát hiện ra dịp thụ là tan thi dị năng hệ tinh thần, cố nén cơn đau, giơ tay lên, dùng xét đánh về phía dịp thụ. Dịp thụ không hề hoảng loạn, khoảnh khắc xét đánh xuống, một bóng người lóe lên, dẫn theo dịp thụ và lưu tinh biến mất. Ngay sau đó, một lưỡi cắt bằng gió sắc lẻm đánh về phía mấy người chiến lôi cương. Mấy người chiến lôi cương trông thấy, trong lòng cả kinh, nhưng bởi bị dị năng tinh thần khống chế nên họ đứng còn không vững, càng miễn bàn đến việc tránh né lưỡi cắt gió vừa nhanh vừa mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi cắt kia đánh tới. Ngay lúc lưỡi cắt chỉ còn cách họ chừng nửa mét, không biết lưỡi cắt kia chạm vào cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn trước mặt họ, sau đó lưỡi cắt gió biến mất không còn dấu vết. Nhóm chiến lôi cương và chiến lôi bình chờ đợi cơn đau, ngẩng người nhìn về nơi phát ra tiếng động, ngay lập tức, dị năng tinh thần hết tác dụng với họ, cơn đau ở đầu nguôi dần, không còn thấy đau đớn nữa. Diệp thụ bị Hạ Đông Hải đưa đi phát hiện dị năng bị cắt đứt, tự đáy lòng thấy kinh hãi, vội quét xung quanh một vòng, đôi môi đỏ mọng hé ra, cất tiếng nói, có dị thương. Hạ Đông Hải nheo mắt lại, cũng nhận thấy có điều bất ổn, phong nhận của hắn thế mà lại không đánh vào người đám chiến lôi cương, đồng thời tự nhiên biến mất vô cớ trước mắt họ. Hắn không thể tin mà lại một lần nữa phóng dị năng ra, dùng chiêu bát phong long quyển mạnh nhất tấn công về phía chiến lôi cương, thế nhưng vẫn thế, phong nhận đánh tới trước mặt mấy người chiến lôi cương thì phát tiếng nổ, không mảy may động tới mấy người chiến lôi cương. Lưu tinh cũng vậy, dị hỏa của cô ta không thể chạm vào người bọn họ. Gương mặt cô sửng sốt, anh Hải, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, đột nhiên, một luồng sáng trắng như thiên lôi mà đánh từ trên đầu họ xuống, ầm một tiếng, phát ra tiếng nổ đinh tai nơi đám hạ Đông Hải đứng, lập tức bị nổ thành một cái hố có bán kính 15 mét, những gian nhà ở gần đó bị chấn rung làm lung lay sụp xuống, từng cây từng cây đại thụ bật gốc, thể như trận động đất cấp 8, cảnh tượng hết sức kinh sợ. Hơn nữa, đám tang thi bị ánh sáng trắng bắn tới, chợt biến mất không dấu, đến cả tro cũng không còn. Nhóm dị năng giả và con người sợ hãi nhìn cái hố lớn, bịt lỗ tai ông lên vì chấn rung, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, trong lòng họ biết rõ, họ đã được cứu. Ngay sau đó, một ánh sáng trắng như sao băng vụt qua, từ đằng xa lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mấy người chiến lôi cương. Mọi người lại một lần nữa sửng sốt, mộ, mộ đại thiếu gia, là đại thiếu gia nhà họ mộ. Mọi người vừa mừng vừa sợ, cứ thế mà quên mất họ từng nghi ngờ chuyện mộ nhất phạm là tan thi. Mộ nhất an lấy lại tinh thần đầu tiên, hết sức vui mừng, anh phạm, là anh sao, là anh thật rồi, mấy ngày rồi anh đi đâu vậy, anh có biết bác ba không tìm được anh, lo lắng thế nào không? Những dị năng giả khác thấy mộ nhất phàm xuất hiện, liền thở vào một hơi, nhoẻn cười thật tươi. Mộ nhất phàm quay đầu nhìn mộ nhất an, thấp giọng nói, mọi người rời khỏi đây trước đi, để anh đi đối phó với bọn chúng. May quá, anh về vẫn chưa quá muộn. Chiến lôi cương thu vẻ ngạc nhiên lại, liếc mắt nhìn chiến lôi bình, không chắc chắn hỏi, cậu có làm được không? mộ nhất phàm không nhiều lời đôi mắt đanh lại nhìn ba tang thi hạ đông hải lưu tinh và diệp thụ cơ thể lóe lên đi tới trước mặt họ cản đường họ đi lưu tinh nhìn thấy mộ nhất phàm gương mặt liền tràn đầy phẫn nộ cắn răng nói mộ nhất phàm món nợ lần trước bị hủy dung cũng đã đến lúc tính lại rồi lúc đó nếu không có lão đại dùng hết dị năng để khôi phục dung mạo cho cô chỉ e đến giờ gương mặt cô vẫn còn cháy xém từ nay về sau không dám soi gương nữa Hạ Đông Hải nhìn ra Lưu Tinh muốn ra tay tấn công, vội ngăn cản, hạ giọng nhắc nhở, đừng kích động, cô không phải đối thủ của nó đâu. Hắn ngước mắt lên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, lớn tiếng nói, Mộ Nhất Phàm, mày là đồng loại với chúng ta, thân là một tang thi, mày. Câu tiếp theo, hắn nhỏ giọng nói, lại đi giúp đỡ con người, mày có nghĩ từ nay về sau, mày không thể đặt chân vào giới tang thi không? Mọi người ở xa xa nghe thấy tiếng Hạ Đông Hải nói trước đó, sợ hãi trận to mắt, thậm chí lộ ra vẻ sợ sệt. Mộ đại thiếu gia là tang thi thật. Không biết, nghe nằm tang thi kia nói, chắc mộ đại thiếu gia là tang thi thật. Nhưng, nếu anh ta là tang thi, sao lại cứu chúng ta? Chiến lôi cương nhìn xoáy sâu vào mắt mộ nhất phạm, quay đầu nói với họ, nhân lúc mộ đại thiếu gia đang níu chân đám tang thi này, mọi người mau rời đi. Mọi người vừa nghe vậy, không kịp thảo luận xem mộ nhất phạm có phải tang thi không, vội mang đồ đạc của mình rời đi. Lưu Tinh để ý đám người kia đang bỏ đi, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn, dùng tinh thần để sai khiến những tang thi khác đuổi theo con người. Những người sống thấy tang thi lại một lần nữa điên cuồng đuổi theo, sợ hãi kêu lên: tang thi tới rồi, tang thi tới rồi. Mộ Nhất Phạm nghe thấy tiếng, đôi mắt nghiêm lại, ra tay đánh về phía Lưu Tinh. Hạ Đông Hải vội đưa Lưu Tinh và Diệp Thụ rời đi. Thế nhưng hắn đâu phải là đối thủ của Mộ Nhất Phạm còn chưa bay được 5 mét, đột nhiên đã bị bắn ngược trở về đầy khó hiểu, nặng nề ngã lăn xuống đất. Lưu Tinh phẫn nộ đứng lên, anh Hải, sao chúng ta phải sợ nó, huống hồ lão đại đã nói, nếu như mộ nhất phàm ra tay với chúng ta, chúng ta không cần phải khách sáo mà phản đòn. Không đợi Hạ Đông Hải đáp lời, Lưu Tinh liền ra tay tấn công về phía mộ nhất phàm. Mộ nhất phàm dễ dàng tránh khỏi đòn tấn công bằng lửa của cô, cũng không dây dưa với họ nhiều, liền phóng thiên la địa võng bằng dị năng hệ kim biến dị mà chụp xuống đầu lưu tinh lưu tinh vốn không thấy rõ mộ nhất phàm sử dụng dị năng gì đã cảm thấy trên đầu đau như muốn nứt toạt thế như có thứ gì đó lột da đầu mình cô tức giận trợn trừng mắt không cam lòng nhìn mộ nhất phàm sau đó không làm gì nữa hạ đông hải không biết mộ nhất phàm làm cái gì nhưng thấy lưu tinh hành động dị thường vội hô lên một tiếng lưu tinh dứt lời cơ thể lưu tinh xuất hiện vô số vết nứt máu đen từ từ chảy ra, ngay sau đó, cơ thể cô giống như đóa hoa, tứ phân ngũ liệt mà bắn xuống đất. Diệp thụ nhìn thấy lưu tinh chết quá thảm thiết, cơ thể không khỏi rung lên, đôi mắt bình tĩnh cuối cùng cũng hiện lên nỗi sợ. Hạ Đông Hải nhìn mảnh thi thể dưới đất, cũng không nén được nỗi sợ hãi, thế nhưng, hắn mau chóng lấy lại tinh thần, muốn dùng dị năng để chạy khỏi nơi này. Nhưng bọn họ như bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt, dù hắn dùng dị năng hệ phong thế nào, dù có bay phía nào, cũng không thoát khỏi lòng giam này. Hạ Đông Hải biết mình và Diệp Thụ chết chắc rồi, tức giận ngẩng đầu lên gào thét. Lúc này, phía chân trời vọng lên tiếng gào của hắn, trong tiếng gào mang theo sự không cam tâm, như một lời nhắn với những tang thi khác. Diệp Thụ nghe thấy gào của hắn, nét mặt ảm đạm, nhưng cô không vì vậy mà bỏ cuộc. Cô nhìn về phía mộ nhất phàm, cố gắng dùng dị năng tinh thần để khống chế mộ nhất phàm. Không ngờ, dị năng tinh thần lại phản lại, đánh vào tinh hạch trong đầu cô, cô đau đớn rên lên thảm thiết gục trong lòng hà đông hải chẳng biết còn sống hay đã chết diệp thụ hà đông hải vội ôm lấy cô ngay sau đó hắn nhận ra không gian nơi họ đứng mỗi lúc một hẹp hơn con người nghe thấy tiếng tang thi gào thảm thiết đều quay đầu lại muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy hai tang thi cao cấp không biết bị thứ gì đè ép cơ thể càng lúc càng bẹp lại cuối cùng máu ruột nội tạng trong người bị ép ra ngoài từ từ bị ép mỏng dẹt như miếng bánh chết một cách hết sức khó coi. Mọi người không biết mộ nhất phạm làm thế nào, mà chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết xong ba tang thi cao cấp, có thể thấy dị năng của anh rất cao, có lẽ đã ngoài cấp 5, khiến họ vừa cao hứng vừa sợ hãi. Thế nhưng, họ không có nhiều thời gian để sợ hãi, từ xa xa vọng lại tiếng tang thi gào. Tiếng gào lần này có lực uy hiếp rất mạnh, ngay cả con người không có dị năng cũng có thể cảm nhận được tiếng kêu tràn đầy sức mạnh. Tang thi xung quanh cũng đua nhau gào thét, sau đó, đôi mắt đỏ bừng, đẩy nhanh bước chân đi về phía họ. Mộ Nhất phàm nghe thấy tiếng gào thét phía xa xa, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, trong đầu anh có một suy nghĩ mãnh liệt đang điều khiển anh đi giết hết những người còn sống. Anh biết đây là mệnh lệnh của Tang Thi Vương, vội ra sức lắc đầu, đồng thời tạo kết giới để ngăn cản hiệu lệnh Tang Thi Vương truyền tới, tránh cho bản thân mất đi ý thức. Tang Thi tới rồi, Tang Thi tới rồi. Con người sợ hãi chạy khỏi đây thậm chí có người đến xe cũng không cần vội chạy ra khỏi con đường nhất thời tình cảnh càng thêm hỗn loạn mấy người chiến lôi cương vừa phóng dị năng mãnh liệt ngăn cản tang thi vừa lui lại thế nhưng tang thi dết mãi không xong hết nhóm này lại tới nhóm khác không bao lâu sau tiếng gào thét ở đằng xa nhỏ xuống mộ nhất phạm cũng tham gia vào đội ngũ giết tang thi thế nhưng con số tang thi vượt xa sức tưởng tượng của họ với nhóm dị năng giả ít ỏi bọn họ chỉ có thể ngăn cản tang thi đuổi theo ở một con đường các tang thi khác từ bốn phương tám hướng tràn vào với năng lực của bọn họ căn bản không thể giết được nhiều tang thi như vậy chiến lôi bình thấy càng ngày càng có nhiều tang thi giọng đầy nôn nóng anh cứ đánh như vậy cũng không phải cách chúng ta mau nghĩ biện pháp chặn đường đi chiến lôi cương thu hồi dị năng suy nghĩ một chút đừng đánh nữa chúng ta cùng rút lui sau đó tìm một chỗ thích hợp để ngăn cản chúng vâng những người khác đều thu hồi dị năng lại theo mọi người chạy về phía doanh địa của chiến bắc thiên sau đó họ nghe thấy phía trước phát ra tiếng hét chói tai tang thi phía trước cũng có tang thi làm thế nào bây giờ chúng ta chết chắc rồi mọi người nghe thấy phía trước có tang thi vội xoay người lui về phía sau chạy nhưng lại thấy phía sau cũng có một nhóm tang thi từ bốn phương tám hướng tràn tới gương mặt họ xám xịt điên cuồng hét to phía sau cũng có tang thi không có đường lui rồi họ nhìn xung quanh đều có tang thi đi tới giọng rung lên nhất định sẽ có cách để chúng ta rời khỏi đây nhất định sẽ có cách chiến lôi cương vội quan sát địa hình xung quanh tất cả mọi đường đều bị tang thi ngăn chặn giờ họ chỉ có thể mở một con đường máu để đi tất cả dị năng giả theo tôi ông liền dẫn theo dị năng giả đi xuyên qua đám đông dẫn đầu đoàn người mọi người dùng dị năng để tấn công những người không phải dị năng giả cũng phải chuẩn bị ra tay sẵn sàng chiến lôi cương phóng ra dị năng hệ lôi tấn công về phía con đường đi tới doanh địa của chiến bắc thiên những người khác cũng rối rít xuất thủ mộ nhất phàm dùng dị năng hệ kim và kết giới để bịt các con đường ngăn tàn thi tiến về phía trước dị năng hệ kim có thể chế thành lưới sắt hơn nữa dị năng hệ kim của anh là biến dị trạng thái trong suốt tất cả mọi người đều không nhìn thấy anh phóng ra dị năng gì thế nhưng lúc tang thi đi xuyên qua lưới sắt cơ thể lập tức bị cắt thành từng miếng thịt ướm máu trông hết sức đáng sợ. Mà kết giới ngoại trừ có thể ngăn cản tang thi đi qua, còn có thể bắn tang thi ngược trở lại, khiến tang thi cảm thấy đau đớn không cùng. Mọi người thấy những cửa đường khác đều bị chặn lại, liền thở vào một hơi, giờ họ chỉ cần chuyên tâm đối phó với tang thi phía trước mặt là được rồi. Thế nhưng, tang thi cấp thấp trong tình huống có tang thi cao cấp khống chế, vẫn không ngừng xông về phía trước, cho nên, sau khi con đường bị ngăn cản, chúng lại ríu rít xoay người đi, đi về con đường có thể đi được tang thi đi rồi có người mừng rỡ nói những người có đầu óc thì không vì thế mà vui mừng không đi đâu chắc chúng đi đường khác tới đấy đội của chiến lôi cương nhìn tang thi cản đường vội nói tăng hỏa lực tấn công dưới sự hợp lực của họ dị năng giả dết được không ít tang thi cấp thấp nhất là có sự giúp đỡ của mộ nhất phàm họ nhanh chóng đi qua khỏi ngã tư thế nhưng phía trước mặt càng có nhiều tang thi đợi họ hơn đồng thời bọn họ hoàn toàn bị bao vây, không thiếu những tang thi cao cấp, trung cấp với những dị năng khác nhau đang đợi họ. Mọi người nhìn tang thi đi về phía mình, mặt mũi trắng bệch, mà sắc mặt của nhóm chiến lôi cương cũng không khá hơn là bao. Mộ nhất phàm châu mày, tuy một mình anh có để đối phó với một nhóm tang thi cấp thấp, thậm chí, hàng vạn con tang thi cũng không thành vấn đề, thế nhưng, trước mặt có hơn 20 vạn tang thi, huống hồ vừa đánh tang thi, còn vừa phải phân lực chú ý đi bảo vệ những người khác. Hơn nữa, số người bình thường hơn số dị năng giả gấp mấy trăm lần, một dị năng giả phải bảo vệ đến mấy trăm mấy nghìn người, còn vừa phải đối phó với tang thi cấp thấp và cao thấp. Anh à, có cần rút lui không? Chiến lôi bình thấp giọng hỏi. Chiến lôi cương châu mày lại, phía sau càng có nhiều tang thi hơn. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Với năng lực của chúng ta thì không thể đối phó với nhiều tang thi như vậy được. Giờ giết con nào hay con ấy, xông lên. Chiến lôi cương liền phóng dị năng hệ lôi đánh về phía tang thi, những dị năng giả khác cũng đồng loạt xông lên tấn công. Mộ nhất phàm liền phóng dị hỏa và dị năng hệ quan tấn công tang thi, dưới sự ra tay của anh, tang thi ngã xuống như rác. Đồng thời, anh còn dùng dị năng tinh thần khống chế tang thi, nào ngờ, mệnh lệnh của tang thi vương mạnh hơn dị năng tinh thần của anh, dị năng tinh thần căn bản không có tác dụng gì với bọn chúng, chỉ có thể mở to mắt nhìn tang thi đánh về phía những người sống những người không có dị năng thấy tang thi điên cuồng tấn công tới, nhất thời, liên tục hét lên những tiếng chói tai, những ai bạo gan hơn thì lấy tảng đá hay cầm gậy để đánh tang thi, còn những người nhát gan chỉ biết tránh né và la hét. Cục diện trở nên hết sức hỗn loạn, những tiếng thét vang liên hồi. Các dị năng giả đối phó với tang thi trung, cao cấp đã đủ trầy trật, càng không nói tới đi chiếu cố những người bình thường khác. Chỉ mấy phút ngắn mũi, máu nhùm kín con đường, rất nhiều dị năng giả chết trong tay tang thi, còn có rất nhiều người nếu không bị tang thi cắn chết thì cũng cắn bị thương, sau đó biến thành tang thi tấn công về phía người mình. Chiến lôi cương bọn họ chứng kiến cảnh mọi người nếu không chết thì cũng biến thành tang thi, trong lòng hết sức lo lắng, cũng vô cùng đau lòng, muốn nhanh chân qua giúp, lại bị tang thi cao cấp cản lối đi, hơn nữa, dị năng của họ cũng bị tiêu hao rất nhiều. Mọi người càng ngày càng bất lực, rất nhiều người ông thi thể người khác mà hòa khóc, cũng có người bị kích động, như phát điên mà đánh về phía tang thi, cắn lại bọn chúng, còn có những đứa trẻ sợ hãi khóc que que. Lúc này máu chảy thành sông, trong không khí nồng mùi máu tươi chết chóc, khắp nơi là thi thể, có của con người, cũng có của tang thi, cục diện vừa điên cuồng lại vừa thê lương. Trong lúc mọi người đang vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng gào mang theo sự uy hiếp từ giữa đám đông vang lên. Ngay sau đó, tang thi dựng cắn xé, từ từ lui về phía sau, nhường cho con người một lối đi, thậm chí cả tang thi cao cấp cũng ngừng đánh. Mọi người sửng sốt. Những người đang gào khóc, nổi điên cũng dần dần dừng động tác lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tang thi phía trước, tình cảnh yên tĩnh trở lại. Đi mau, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai họ. Bọn họ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy mộ nhất phàm hóa thành luồng sáng bay lên không trung, đôi mắt đỏ đậm như máu nhìn về phía xa, đôi môi vừa đen vừa tím hé ra quát, nhân lúc tôi còn khống chế được đám tang thi này, mọi người mau đi đi anh vất vả lắm mới dùng ý chí vượt trên cả mệnh lệnh của tang thi vương để khống chế tang thi ở nơi này nếu không đi nhanh lát nữa rất có thể sẽ bị tang thi vương khống chế ngược lại cũng bởi vì vậy nên anh mới biến trở thành bộ dạng tang thi thật sự chỉ có như vậy mới có thể phát huy năng lực tang thi lên cao nhất khống chế đám tang thi này thật sự mà nói nếu không chứng kiến cảnh con người lần lượt ngã xuống khiến anh thật sự không đành lòng thì anh cũng đã không để lộ thân phận thật của mình cho nên Giờ anh không dám nhìn ánh mắt của những người khác, không muốn thấy họ lộ vẻ sợ hãi trước anh. Mộ Nhất An cùng người nhà họ mộ đều sợ hãi nhìn về phía mộ Nhất Phàm. Anh! Anh Phàm! Bọn họ vẫn tin mộ Nhất Phàm tuyệt đối không phải tan thi, nhưng bây giờ... Chiến lôi cương hoàng hồn lại đầu tiên, quát to một tiếng, mọi người đi mau. Có người sợ hãi, lắp bắp nói, mộ. Mộ đại thiếu gia là tan thi, anh ta là tan thi thật những người khác cũng lộ vẻ sợ sệt. Mộ nhất an thu hồi tầm mắt, giận dữ nói, tang thi thì sao, anh ấy đang giúp chúng ta chạy khỏi đây, chứ đâu có hại chúng ta, mọi người có đi không, không đi thì chết ở đây đi. Tất cả anh em nhà họ mộ theo tôi. Cậu ta dẫn người nhà họ mộ đi vào con đường tan thi nhường ra, vội vã rời khỏi nơi đầy máu tanh và thi thể này. Chiến lôi cương và chiến lôi bình cũng nhìn nhau, nói với người ở trên trời cao, nhất phàm, cháu cẩn thận một chút mộ nhất phàm nghe thấy giọng chiến lôi cương giật mình đoạn gật đầu vâng mọi người đi mau đi chiến lôi cương lập tức dẫn theo những người nhà họ chiến khác rời khỏi nơi này mọi người cũng không để ý mộ nhất phàm có phải tang thi hay không nữa chạy khỏi nơi đó những người vừa bị cắn vừa bị cào thương thậm chí những người đã sắp biến thành tang thi tới nơi cũng muốn bỏ đi thế nhưng họ vừa chạy được mấy bước thì dừng lại vẻ mặt cô đơn và đau khổ mà đứng một chỗ giờ họ đi cũng có ích gì cuối cùng họ vẫn biến thành tang thi, sẽ giống như những tang thi kia làm tổn thương người nhà và đồng loại của mình. Mọi người đi đi. Một người đàn ông bị cắn dùng sức đẩy người nhà mình ra, anh sắp biến thành tang thi rồi, không thể đi với mọi người, nếu không. Mọi người cũng sẽ biến thành tang thi giống anh mất. Một cô bé 6 tuổi dùng hai tay ông chặt đùi người đàn ông, khóc to, bố ơi, con không muốn xa bố. Mộ nhất phạm ở trên cao nhìn xuống đám đông phía dưới, nhìn những người không nở buông tay người nhà đã biến thành tang thi của mình, chân mày trao lại, thật sự không đành lòng quay rời họ. Thế nhưng, anh vẫn phải nhắc nhở, mọi người còn không mau đi đi. Người đàn ông vừa nghe, cũng quyết gỡ tay đứa con ông chân ra, nhét vào lòng vợ mình, nức nở nói, hãy nuôi con bé thật tốt. Đôi mắt người vợ đỏ lên vì khóc, trong mắt tràn đầy những cảm giác không nở, dùng sức ông lấy người đàn ông của mình. Đúng lúc này, xa xa lại vọng lên tiếng tang thi gầm thét ý chí của mộ nhất phàm bị tiếng gào của tang thi vương ảnh hưởng sự khống chế bị dập tắt bàn chân tang thi bắt đầu dịch chuyển nhìn loài người vẫn chưa đi được bao xa lại một lần nữa tiến về phía con người anh lại dùng ý chí để khống chế tang thi thế nhưng đám tang thi không còn nghe anh chỉ huy trái lại chúng càng thêm điên cuồng những người chưa kịp rời đi thấy tang thi cắn tới liền sợ hãi hét to những người đã bị nhiễm virus không còn cố kỵ gì nữa để bảo vệ người thân họ quên mình mà tấn công về phía tang thi hung mãnh tình cảnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn những dị năng giả đã rời đi sau khi thấy tang thi lại một lần nữa tấn công về phía những người chưa kịp đi vội bảo mọi người mau chạy tới trường trung học cao lãnh còn họ thì quay trở lại đối phó với tang thi thế nhưng nước xa không dập được lửa gần bọn họ chỉ có thể đánh một chút tang thi ở bên ngoài chứ không thể đối phó với tang thi ở bên trong, dị năng căn bản không thể đánh vào trong được. Trong lúc hỗn loạn, tuy mộ nhất phạm đứng trên bầu trời có dị năng, nhưng tang thi và người lẫn vào với nhau, hơn nữa, mọi người bị phân tán, căn bản không thể dùng kết giới để bảo vệ tất cả những người sống. Tương tự, anh cũng không tiện sử dụng dị năng quá mạnh, một đòn đã đánh bại tất cả tang thi cấp thấp để bảo vệ mọi người không bị thương, anh chỉ có thể đánh lần lượt từng tang thi một. Điều này khiến anh hết sức sốt ruột, nhất là khi thấy mọi người lần lượt ngã xuống, hoặc là khi nhìn mọi người bị nhiễm virus, đôi mắt anh càng đỏ lên. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, dù dị năng có mạnh tới đâu, cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người. Lúc này, trong mắt mộ nhất phàm ngập tràn vẻ mặt sợ hãi của con người, cùng cảnh tượng con người bị tan thi cắn ngã không thể vực dậy, bên tai thì văng vẳng những tiếng hét chói tai và tiếng trên thảm thiết do bị tan thi cắn, từng tiếng, từng tiếng động vọng vào tai anh rồi đâm thẳng vào trái tim anh nó khiến anh cảm thấy rất khó chịu vô cùng khó chịu cứ như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim anh khiến anh không thở nổi muốn ngửa mặt lên trời hét thật to để phát tiết cũng muốn tất cả mọi thứ trước mắt ngừng lại nhất thời đầu mộ nhất phàm trống rỗng không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa cảnh tượng chém dết trước mặt cũng mờ nhọa thể như thước phim quay chậm tất cả mọi người đều trở nên vô cùng chậm chạp hân hân đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn, thể như lưỡi kiếm sắc lẻm đâm vào tai mộ nhất phàm, khiến anh lập tức lấy lại tinh thần, anh thấy cô bé lúc trước ôm đùi người đàn ông đang ngã xuống đất, cạnh đó là đám tang thi điên cuồng bổ nhào về phía cô bé. Cô bé nhìn tang thi xấu xí, sợ hãi khóc to, "Mẹ ơi!" Mẹ của cô bé lo lắng chạy tới, tuyệt vọng hét lên một tiếng, "Đừng, đừng mà." Bởi khoảng cách hai mẹ con quá xa, người mẹ không kịp đi cứu lấy đứa con mắt thấy tang thi sắp cắn lấy con gái mình đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gầm khiến trời rung đất chuyển vọng mãi về phía chân trời sóng âm mạnh mẽ mang theo chấn rung khiến tang thi và mọi người trong vòng 500 mét đều bật ra 5 mét rồi ngã xuống đất cảnh tượng hết sức kinh khủng ngay cả mặt đất bởi vì sóng âm mà rung chuyển thể như một trận động đất lớn rầm 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 rất nhiều căn phòng xung quanh bị sóng âm rung sụp xuống có thể thấy uy lực của tiếng gầm kia mạnh đến nhường nào không chỉ có vậy, dị năng giả và tang thi ở hàng phòng tuyến thứ nhất đang chiến đấu với nhau cũng nghe thấy tiếng gầm mạnh mẽ, họ dừng động tác lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó, tất cả tang thi đều sợ hãi lui về phía sau ba bước, hưng phấn ngửa đầu lên trời gào thét, ngay cả tang thi cao cấp cũng không nhìn được mà hét lên. Lúc này, khắp trời là tiếng giả thú gầm rú, loài người nghe xong, tim càng không ngừng rung lên. Dị năng giả đang chiến đấu cùng tang thi nhân lúc tang thi ngửa mặt lên trời gào thét bèn nhanh tay đánh vào đầu bọn chúng hỏi người bên cạnh đám tang thi bị làm sao vậy bọn nó gào cái gì không biết nhưng mà giống hệt ba tháng trước tuyết ngừng rơi lúc đó tất cả tang thi cùng gào to giống như hoan nghênh ai đó tới giống thật vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì có dị năng giả lo lắng nói sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra chứ chiến nam thiên đang chiến đấu với chiến bắc thiên ngoài thành bê nghe thấy tiếng gào lập tức dừng động tác lại vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói sao có thể sao có thể chiến bắc thiên nhân cơ hội phóng dị không gian bắt lấy chiến nam thiên chiến nam thiên vội lấy lại tinh thần tránh né dị không gian của chiến bắc thiên sau đó dùng dị năng hệ ám tấn công về phía chiến bắc thiên rồi lập tức dùng dị năng hệ quan mà bay về phía phát ra tiếng gào ánh mắt chiến bắc thiên nghiêm lại dịch chuyển trong chớp mắt tới trước mặt chiến nam thiên lập tức phóng ra lưỡi chém không gian Chiến Nam Thiên vội vàng né tránh, khẽ chửi thề một tiếng, chết tiệt. Xem ra giờ hắn không thể vào thành ngay, thế nhưng, hắn rất tò mò, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì, tại sao? Tại sao không ai là tang Thi Vương giống hắn lại có thể phát ra tiếng gầm uy lực tới vậy? Bên trong thành B, mấy người chiến lôi cương cũng bị sóng âm cuộc ngã xuống đất, nhìn tang Thi ngửa mặt lên trời gào thét và đám tang Thi ở xa xa bị cuộc ngã, gương mặt tràn đầy sự thắc mắc. Chiến lôi bình đứng dậy phủi lưng, vội hỏi, tiếng kêu này là sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không? Chiến lôi cương ngồi bất động tại chỗ, ngạc nhiên nhìn về bóng đen đang bay trên không trung, tiếng gào thét từ đó vọng lại mãi không ngừng. Thậm chí ông còn có thể cảm nhận được sóng âm đánh vào người mình, cũng may mà họ ở cách đó khá xa, nên uy lực của sóng âm không lớn lắm. Nhưng những người và tang thi ở gần bóng đen kia thì không may mắn như vậy, ngoại trừ bị đánh bay bật ra, còn có rất nhiều người không chịu nổi sống âm mà rơi vào hôn mê bất tỉnh mà đám tang thi thì ông cái đầu phát đau phát ra tiếng kêu vừa hưng phấn lại vừa đau khổ chiến lôi bình nhìn theo chiến lôi cương anh đó là mộ nhất phàm sao chiến lôi cương lắc đầu không biết khoảng cách quá xa nên ông không thể nhìn rõ bóng người kia là ai nhưng giác quan thứ sáu mách bảo ông rằng đó chính là mộ nhất phàm chiến lôi bình lại nói hình như có thứ gì đang bay về phía bóng đen kia chiên lôi cương ngước mắt lên nhìn hình như có một con dị thú rất lớn đang bay về phía mộ nhất phàm hơn nữa dường như trên đó còn có người đang ngồi lúc này mộ nhất phàm cũng không rõ mình bị làm sao chỉ biết đột nhiên cơ thể tràn đầy năng lượng đồng thời muốn thông qua tiếng gầm thét kia để phát tiết sức mạnh ra ngoài hơn nữa anh còn phát hiện ra mình có thể dễ dàng khống chế tang thi ý chí của tang thi vương đã không còn là trở ngại với anh nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhất phàm đột nhiên bên tai vang lên giọng nói ngạc nhiên và đầy lo lắng mộ nhất phàm nghe thấy giọng cao phi trong mắt ánh lên sự kinh ngạc liền từ từ thu tiếng gầm quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy năm người nhóm cao phi và trần hạo đang ngồi trên thú bay lo lắng mà ngạc nhiên nhìn bộ dạng tang thi của anh nhưng trong mắt không hề lộ vẻ sợ hãi Ánh mắt Trần Hạo đảo qua người mộ nhất phàm một vòng, quan tâm hỏi, nhất phàm, anh không sao chứ? Mộ nhất phàm đang định nói gì đó, chợt nghe thấy vương băng hưng phấn nói, ma ma, nhìn ma ma bây giờ đẹp trai ghê á. Nói rồi, cậu bổ nhào về phía mộ nhất phàm. Đặng hiểu nghị nhanh kéo cậu ta lại, không thấy mẹ đang bay trên trời sao? Cứ như vậy nhảy qua sẽ ngã xuống dưới, sẽ bị thương nặng đấy. ứ ừ, ư, ừ, vương băng biểu biểu môi, tỏ vẻ không vui chút nào mộ nhất phàm há miệng cất giọng khàn khàn nói tôi không sao mọi người trần hào khổ sở nói xin lỗi trong lúc anh cần chúng em nhất chúng em lại không về kịp lúc đó sau khi họ về nhà chỉ thấy tang thi đầy ấp thôn xóm nhưng lại không thấy người nhà họ đâu họ không thể làm gì hơn là đi tìm cho nên tốn rất nhiều thời gian mới tìm được thi thể người nhà mình sau khi an táng cho người thân xong họ lập tức quay trở về, không ngờ mộ nhất phàm đã biến thành bộ dạng tan thi. Chu Toàn cũng không hỏi vì sao mộ nhất phàm lại biến thành tan thi, chỉ hỏi, có cần bọn em giúp một tay không? Mộ nhất phàm nhìn ra họ vẫn coi anh là bằng hữu, liền nói, đưa tất cả mọi người ở dưới đó tới trường trung học cao lãnh, sẽ có người sắp xếp cho họ rời thành bê. Đặng hiểu nghị lập tức vỗ vỗ lưng vương băng, nghe thấy chưa, mẹ giao việc cho cậu kìa. Việc gì cơ, vẻ mặt vương băng mờ mịt. Đưa người đi. Vương băng biết mẹ cần cậu đưa người đi, lập tức phân thân ra thành hơn một vạn người, bế những người không bị thương lên, bay về phía doanh địa của chiến Bắc Thiên. Sau đó, mọi người trong doanh địa của chiến Bắc Thiên thấy khắp bầu trời là những thanh niên giống hệt nhau bế người bị ngất bay tới, cảnh tượng hết sức hoành tráng, khiến ai nấy đều ngẩng đầu lên, tò mò nhìn ngó. Giờ vương băng đã không còn giống như trước, cậu không chỉ bị giới hạn phân thân trong 500 người, Mấy tháng trước, dưới sự thúc ép của nhóm Trần Hạo, cậu trở thành người biến dị có dị năng cao nhất trong số 5 người nhóm Trần Hạo. Đương nhiên, cậu có thể thăng cấp nhanh như vậy, không phải vì khả năng lĩnh hội của cậu cao hơn đám Trần Hạo, cũng không phải vì cậu thông minh hơn nhóm Trần Hạo, mà là cậu biết phân thân. Đây cũng là chủ ý do Chu Toàn nghĩ ra, cậu ta thấy tính khí vương băng trẻ con là một người không yên vị được, không thể làm gì hơn là nghĩ cách phân thân ra để hấp thụ tinh hạch thật không ngờ cách này lại có hiệu quả thật người khác phải hấp thụ từng viên từng viên tinh hạch một trong khi vương băng chỉ cần phân thân ra là có thể hấp thu toàn bộ số tinh hạch muốn thăng cấp chậm cũng khó cứ như vậy vương băng không còn ghét việc hấp thụ tinh hạch nữa giờ chỉ cần hấp thụ một lần tinh hạch là có thể ra ngoài chơi rồi trong lúc nhóm trần hạo hỗ trợ di chuyển mọi người mộ nhất phàm cũng thử sử dụng ý chí để đuổi toàn bộ tang thi trong thành bê đi Lúc này không còn giống như trước bị ý chí của tang thi vương ngăn cản, cho nên tất cả tang thi đều ngoan ngoãn rút lui khỏi thành B. Ngay cả nhóm tang thi cao cấp đang chiến đấu với dị năng giả cũng ngoan ngoãn nghe lời ngừng chiến, rời khỏi hàng phòng tuyến thứ nhất ở thành B, nếu họ liều mạng muốn chống lệnh, thì sẽ trở nên sợ hãi ý chí mộ nhất phàm truyền tới, đồng thời, càng phản kháng lại càng sợ hãi mộ nhất phàm. Dù chiến Nam Thiên có sử dụng ý chí để đối địch với mộ nhất phàm, cũng chỉ khiến bọn chúng không sợ nữa mà thôi. Mộ nhất phàm xác định không còn người bị sóng âm của anh đánh ngất nữa, mới bảo nhóm Trần Hạo đi tới doanh địa của chiến Bắc Thiên trước để hỗ trợ. Đợi họ đi rồi, anh dùng dị năng hệ quan để chữa trị cho những người bị nhiễm virus. Thế nhưng, anh chỉ có thể chữa lành vết thương của họ, muốn loại bỏ virus trong cơ thể là chuyện không thể nào, sau đó, anh đánh tỉnh những người bị nhiễm virus dậy. Những người bị nhiễm virus tỉnh lại, trông thấy mộ nhất phạm với đôi mắt đỏ ngầu phản ứng đầu tiên là sợ hãi nhưng nghĩ tới việc chẳng mấy mà họ cũng biến thành tang thi giống mộ nhất phàm thì không còn quá sợ sệt nữa ngay sau đó vẻ mặt của tất cả mọi người bị sự tuyệt vọng và mất mát thay thế đột nhiên mộ nhất phạm cất tiếng nói mọi người không cần phải quá khổ sở sau khi mọi người biến thành tang thi không có nghĩa là không thể gặp người nhà mọi người ngẩn ra nhìn mộ nhất phàm chỉ cần mọi người có thể vượt qua được giai đoạn đầu, đừng đánh mất ý thức của bản thân. Như vậy, mọi người có thể hấp thụ tinh hạch của động thực vật biến dị để thăng cấp tan thi, đợi đến khi mọi người khống chế được sự thèm khát thịt người, cũng là lúc có thể đi tìm người nhà mình. Mọi người đều mừng rỡ, nhưng lập tức bị nổi muộn phiền thay thế. Mộ đại thiếu gia, anh nói thì nghe nhẹ nhàng thật đó, nếu dễ dàng như vậy, thì ngoài thành B đã không có nhiều tan thi đến thế. Cái này phải xem ý muốn gặp lại người thân của mọi người lớn tới đâu, nếu cuối cùng mọi người vẫn mất ý thức, nói rõ mọi người không muốn gặp lại người thân. Nhất định tôi sẽ gặp lại người thân, đột nhiên có người thấp giọng nói. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía người kia, đó chính là cha của cô bé ban nãy. Chỉ cần Chỉ cần con gái và vợ không ngại tôi là tang thi, tôi sẽ tìm tới họ. Những người khác cũng bắt đầu nói, đúng, chỉ cần người nhà chúng ta không chê chúng ta là tang thi nhất định chúng ta sẽ đi tìm họ. nỗi bi thương của họ đều được sự kiên định thế chỗ. Mộ Nhất Phạm nói, nhất định mọi người có thể gặp lại người thân của mình, nhưng lúc mọi người còn chưa biến thành tang thi, mau tìm chỗ để giam mình lại, đợi đến khi mọi người có ý thức sẽ tự mở cửa đi ra ngoài. Mọi người đều gật đầu. Chiến Lôi Cương đứng cách đó không xa, trông thấy ở đây không cần họ giúp đỡ, liền quay đầu nói với nhóm Chiến Lôi Bình, chúng ta tới doanh địa của Bắc Thiên đi một tiểu bối trong đó nói cháu chợt phát hiện tang thi cũng không quá đáng ghét các tiểu bối khác cũng gật đầu tán đồng thật ra nếu tang thi không cắn người không ăn thịt người họ cũng sẽ không để ý tới virus trên người tang thi chỉ cần nghiên cứu thuốc chữa là được rồi mộ nhất phàm nhìn mọi người rời đi ngay lúc anh đang băn khoăn xem tiếp theo nên làm gì chợt nhận thấy có khí tức tang thi đang dao động ở gần đó anh chợt nheo mắt lại Tất cả tang thi trong thành B đã bị anh đuổi ra khỏi thành, sao còn có tang thi đi loanh quanh ở gần đó. Mộ Nhất phàm đảo bước, đi về phía biển quảng cáo để biển quảng cáo che cho mình, ánh mắt nhìn qua khe biển, nhìn về phía khí tức đi tới. Ngay sau đó, một bóng người vụn trộm từ bên kia đường chạy về phía đường tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, cậu ta trốn trong góc đường, lén lúc nhìn xe máy người chiến lôi cương đã đi xa. Sau đó, lại lén lúc đi theo đến khi mộ nhất phàm trông thấy mặt mũi đối phương, không khỏi ngẩn ra, sau đó, khẽ chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, cuối cùng cũng tôi cũng tìm được cậu. Anh tìm nam tang thi đã nhiều ngày, nhưng không thấy đâu, giờ thì không tìm nữa, cậu ta lại tự đưa đến cửa. Cơ thể mộ nhất phàm lóe lên, phóng về phía tang thi kia, cất tiếng nói, cậu đang làm cái gì thế? Cậu tang thi kia bị giật mình, vội xoay người, trông thấy bộ dạng tang thi của mộ nhất phàm, bật người về phía sau vài bước, đến khi thấy rõ mộ nhất phạm là ai thì mừng rỡ nở nụ cười gào gào anh dai hóa ra là anh mộ nhất phạm châu mày nhìn từ trên xuống dưới năm tang thi kia một lượt cũng không biết có phải do vừa thăng cấp hay không thế mà anh lại ngửi thấy khí tức của đối phương cậu vẫn chưa biết nói tiếng người vẻ mặt cậu tang thi kia thắc mắc tôi có thể nói được tiếng người sao lúc này cậu ta mới chú ý mộ nhất phạm cũng giống như mình đôi mắt đỏ ngầu bờ môi tím đen ngay cả móng tay cũng đen kịt. Cậu ta ngạc nhiên nói, anh cũng là tang thi sao? Vốn tưởng tất cả tang thi ai cũng giống tang thi cấp thấp, đều không biết nói chuyện. Mộ nhất phàm thở dài, đúng vậy, là tang thi giống cậu. Sau đó, anh thu hồi bộ dạng tang thi, trở về bộ dạng loài người. Nam tang thi trận to mắt nhìn anh, anh bị sao vậy? Mộ nhất phàm giải thích, cậu chỉ cần thu virus dưới lớp biểu bì lại, như thế bề ngoài của cậu sẽ giống như con người nam tang thi hỏi virus gì cơ thì là virus trong cơ thể cậu đó cậu xem móng tay cậu xem cũng bởi vì virus nên mới chuyển sang màu đen nam tang thi cái hiểu cái không gật đầu sau đó thử làm như lời mộ nhất phạm thu hồi virus vào trong cơ thể cậu ta hiểu chuyện rất nhanh mau chóng thu được virus vào trong cơ thể nam tang thi giơ tay lên nhìn móng tay mình nó không còn đen như trước cậu ta mừng rỡ, vui vẻ nói, cảm ơn anh nhiều. Mộ nhất phàm nhìn nam tang thi kia biến thành người thường, nhận ra tướng mạo cậu ta hết sức đẹp trai, hơn nữa đôi mắt ôn hòa, khóe môi còn mang theo nụ cười hòa nhã lịch sự, thật giống một công tử nhà giàu. Nam tang thi chú ý mộ nhất phàm đang nhìn mình, giơ tay lên sờ sờ mặt, trên mặt tôi có gì à? Mộ nhất phàm thu hồi tầm mắt, tôi chỉ tò mò cậu đi kiểu gì, sao lại tới thành bê? Anh tìm nhiều ngày như vậy, cũng đã tìm rất nhiều thành phố, nhưng vẫn không tìm được cậu ta, sau đó nghe tin thi triều ập tới thành B, bèn vội vội vàng vàng quay về. Nam Tang Thi nói, tôi theo thi triều tới, thấy bọn chúng đi về phía thành B nên cũng đồng hành cùng bọn chúng, sợ bị những người khác truy sát. Mộ Nhất Phàm. Thế mà tên này lại trà trộn vào trong thi triều, chẳng trách anh không tìm được người. Anh kéo tay Nam Tang Thi, cậu đi theo tôi. Nếu đã tìm được người rồi, thì không để cậu ta đi nữa. Nam Tàng Thi lo lắng gào gào, anh à, anh muốn đưa tôi đi đâu? Đi rồi cậu sẽ biết. Nam Tàng Thi dừng bước, nhưng giờ tôi không thể đi theo anh được, tôi muốn đi tìm người nhà mình. Mộ nhất phạm nhân cơ hội hỏi, người nhà cậu? Người nhà cậu họ gì? Nam Tàng Thi hé môi, lại không nói người nhà mình là ai. Mộ nhất phàm nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không thể nói của cậu ta, cũng không ép buộc, cậu không nói cũng không sao, giờ tất cả mọi người đều đi tới trường trung học cao lãnh, chỉ tới đó cậu mới tìm được người nhà mình, giờ tôi cũng đang định tới đó, cậu có muốn đi cùng không? Nam Tàng Thi hỏi, trường trung học cao lãnh. Câu ta nhìn về phía mấy người chiến lôi cương đi, đó chính là đường tới trường trung học cao lãnh. Nam Tàng Thi do dự một chút, đoạn gật đầu. Dọc đường tới doanh địa của chiến Bắc Thiên, mộ nhất phàm tự giới thiệu mình trước, sau đó nhân cơ hội hỏi tên cậu Tang Thi kia. Ánh mắt cậu Tang Thi tối xuống, khóe miệng gượng gạo cong lên thành nụ cười tao nhã, "Tôi là Thiên Nam, thiên trong thiên không, nằm trong phương Nam." Thiên không bầu trời. "Thiên Nam," mộ Nhất Phạm cẩn thận nhắc lại. Thiên Nam đọc ngược lại không phải là Nam Thiên sao? Tuy rằng càng ngày càng xác định cái cậu Tang Thi tên Thiên Nam rất có thể là người anh muốn tìm, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta cố ý đặt tên như vậy để đánh lạc hướng anh hoặc là để anh mắc mưu anh nghĩ để chiến bắc thiên tự tới xác nhận thì sẽ tốt hơn dù sao chiến bắc thiên cũng có thể phân biệt rõ đối phương có nói dối hay không hơn anh mộ nhất phàm không tiếp tục hỏi thăm chuyện của cậu tang thi kia nữa thế nhưng anh chú ý ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi trên người nhóm chiến lôi cương đang đứng cách họ hơn trăm mét đôi mắt thiên nam tha thiết xoắn bệnh cùng những tâm tình phức tạp không biết nên làm sao cuối cùng là vẻ mặt cô đơn khổ sở cách trường cao lãnh hai cây số bọn họ trông thấy một hàng dài xếp từ bên trường cao trung ra phía sau vẫn còn người lục tục chạy đi xếp hàng lúc này thiên nam thả chậm bước chân từ đằng xa xa đi theo sau lưng mấy người chiến lôi cương mộ nhất phàm liếc mắt nhìn cậu ta gọi vương băng đang chơi đùa trên không trung xuống để vương băng kêu mấy người trần hạo tới chỉ chốc lát sau nhóm trần hạo từ doanh địa của chiến bắc thiên chạy ra mộ nhất phàm nhân lúc thiên nam đang ngẩn ra dẫn theo trần hạo đi tới bên cạnh nói phiền mấy cậu coi chừng người kia à nói chính xác thì là một tang thi nếu cậu ta làm chuyện gì tổn thương con người lập tức dùng kết giới giam cậu ta lại trần hạo gật đầu hỏi nếu cậu ta không làm gì vậy bọn em không cần phải để ý tới cậu ta đúng không ạ à? ừ mộ nhất phàm bàn giao mọi chuyện xong xuôi rồi rời đi sau đó đi tới hàng phòng tuyến thứ nhất ở thành b dị năng giả ở hàng phòng tuyến thứ nhất nhân lúc thi triều rời đi bọn họ mau chóng vừa rút lui vừa đưa những dị năng giả bị đánh thương quay trở lại đường hầm an toàn qua đường hầm an toàn đưa người tới doanh địa của chiến bắc thiên trong lúc bọn họ chuẩn bị đóng cửa đường hầm một tia sáng lóe lên chói mắt họ hướng quốc và lục lâm đang định đẩy cửa lớn ra chợt dừng động tác lại nhìn về phía phát ra tia sáng chói mắt chỉ thấy tia sáng kia dừng lại trước mặt đám tang thi lộ ra bóng một người bởi khoảng cách quá xa nên họ không thấy rõ người kia là ai cũng không biết đối phương làm gì mà phần lớn tang thi xoay người bỏ đi không theo vào rừng nữa chỉ có số ít tang thi có dị năng còn ngoan cường chống lại phát ra tiếng gào thét mao vũ đang chỉ huy trong đường hầm thấy lục lâm và hướng quốc chần chừ không đóng cửa bèn tiến lên hỏi sao mấy ông còn chưa đóng cửa hướng quốc nhìn tang thi bên kia nói bọn tôi đang nhìn đám tang thi ở đằng kia mao vũ cho mày lại tang thi sao vậy? Sẽ không tấn công tới nữa chứ? Không phải, chúng nó bỏ đi. Bỏ đi không tốt sao? Chỉ bỏ đi thôi thì chẳng có gì, tôi chỉ lo sắp tới chúng nó lại làm chuyện gì không thể ngờ. Ông xem, có tang thi đang đứng trước bọn nó, hình như đang ra lệnh cho chúng làm gì. Mao Vũ nghe vậy, nhìn ra bên ngoài, đúng là thấy một tang thi đứng trước đám tang thi. Cậu ta không chút nghĩ ngợi mà lấy ống nhầm trong túi ra nhìn, bóng lưng quen thuộc phía xa xa khiến cậu ta cho mày đầy căng thẳng lục lâm thấy vẻ mặt cậu ta bất thường lập tức hỏi ông nhìn thấy gì vậy mao vũ nhạt giọng nói người kia quay lưng về phía chúng ta không nhìn thấy rõ bộ dạng người đó nhưng mà cậu ta do dự đưa ống nhầm cho lục lâm ông tự xem đi lục lâm khó hiểu nhận lấy ống nhầm đồng thời cũng cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen thuộc mao vũ ông có thấy bóng lưng kia rất giống một người không Mao vũ gật đầu chính là tôi cảm thấy như vậy hình như anh ấy là lục lâm muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi mao vũ lắc đầu ý bảo không cần cản lục lâm thở dài hướng quốc đó giờ vẫn luôn mau miệng sao người kia giống mộ nhất phàm vậy mao vũ và lục lâm nhìn nhau không nói gì hướng quốc vẫn chưa từ bỏ ý định vẫn không bỏ ống nhầm xuống nhưng đối phương không quay đầu lại khiến cậu ta cảm thấy hết sức nóng ruột. Ngay lập tức, không biết cậu ta nghĩ tới điều gì, giơ tay lên, phóng ra dị năng hệ hỏa, đánh về phía mặt đất gần bên ngoài đường hầm. Rầm một tiếng, các dị năng giả trong đường hầm vội vã hỏi, sao vậy? Sao vậy? Có phải tan thi lại đánh tới không? Mao Vũ vội trấn an họ, không phải, không phải. Lục Lâm hạ giọng quát, hướng quốc, ông làm cái gì vậy? hướng quốc không để ý tới lục lâm nhìn qua ống nhầm thấy lúc tang thi kia khi nghe thấy tiếng động vội quay đầu lại gương mặt quen thuộc khiến cả người cậu ta run lên mộ nhất phàm quả nhiên là mộ nhất phàm cậu ta phẫn nộ đập ống nhầm xuống đất mao vũ nhìn kín ống nhầm bị đập bể ông chắc là mình thấy chính xác chứ dù anh ta có biến thành cho tôi cũng nhận ra uổng công trước đó chúng ta tin tưởng không phải anh ta làm hại uông ly thật không ngờ anh ta lại là tang thi mao vũ châu mày lại ông bình tĩnh một chút ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây anh ta lừa chúng ta thì thôi đi nhưng lão đại thì sao lão đại mà biết anh ta là tang thi không biết sẽ đau lòng tới cỡ nào hướng quốc chỉ cảm thấy tức giận và đau lòng thay cho chiến bắc thiên trải qua quãng thời gian qua sao cậu ta không nhìn ra lão đại thật sự thích mộ nhất phạm chứ? hơn nữa còn thích đến ăn sâu vào xương vào tủy trước đây Lão đại bọn họ là một người nói một không hai Nhưng mỗi khi đối mặt với mộ nhất phàm Lão đại họ có thể thường xuyên đổi ý Đủ thấy lão đại bọn họ thích mộ nhất phàm tới nhường nào Mau vũ nhặt ống nhầm lên Đoạn lên tiếng Chúng ta chỉ mới thấy mộ nhất phàm đứng trước mặt đám tang thi Chứ chưa thấy anh ấy biến thành tang thi Cho nên không thể vì anh ấy đứng trước mặt tang thi Thì có nghĩa anh ấy là tang thi Ban nãy chúng ta cũng đứng trước mặt đám tang thi Đánh nhau cùng tụi nó Lẽ nào chúng ta cũng là tang thi? Hướng Quốc lập tức phản bác, "Khác chứ, chúng ta đánh nhau với tang thi, nhưng Mộ Nhất Phạm đứng trước mặt tang thi mà tang thi không động vào anh ta." Ngay sau đó, không biết cậu ta nghĩ tới điều gì, lại nói, "Lẽ nào thi triều thực sự do anh ta gọi tới?" "Thôi được rồi, Mao Vũ thấp giọng nói, không tìm được chứng cứ đã định tội người khác, không phải tác phong của quân nhân chúng ta, ông đừng quên, Mộ Nhất Phạm là dị năng giả đa hệ." trong đó anh ấy còn có dị năng hệ tinh thần chưa biết chừng anh ấy dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế tang thi hướng quốc nghe vậy lửa giận liền tiêu tan đi rất nhiều với cả dù anh ấy có là tang thi ông nghĩ anh ấy có thể qua mắt được lão đại sao lão đại sẽ ngu đến mức không phát hiện ra được chắc nếu anh ấy là tang thi thật mà anh ấy có ý đồ gì xấu chắc chắn lão đại đã biến thành tang thi từ lâu rồi tôi cũng đồng ý với lời mao vũ nói lục lâm nói nếu mộ nhất phạm là tang thi thật anh ấy có rất nhiều cơ hội để xuống tay với chúng ta nhưng anh ấy không làm có thể thấy anh ấy không muốn làm hại chúng ta với cả nếu mộ nhất phạm là tang thi thật tôi nghĩ lão đại đã biết từ lâu rồi thậm chí còn giúp mộ nhất phạm giấu chuyện này hướng quốc nhìn về phía lục lâm có phải ông đã biết cái gì rồi không tôi không biết cái gì chỉ suy đoán vậy thôi Tất cả phải đợi lão đại nói cho chúng ta biết Đương nhiên, nếu ông thực sự không tin mộ nhất phàm Có thể gọi điện hỏi lão đại luôn Nói cho lão đại biết chuyện này Chỉ là đột nhiên Lục Lâm nhớ tới lần trước đến cao ốc nhà họ mộ Trước mặt rất nhiều người Lão đại nói, dù mộ nhất phàm có phải tan thi hay không Lão đại vẫn sẽ bảo vệ Cho nên, cậu ta đoán Nếu mộ nhất phàm là tan thi thật Nhất định lão đại đã biết Hướng quốc sờ sờ điện thoại trong túi quần, Gương mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn bỏ tay xuống, đóng cửa đường hầm lại. Mao Vũ vỗ vỗ vai Hướng Quốc, "Tôi biết ông lo cho lão đại, nhưng mà ông cũng phải tin lão đại, dựa vào trí thông minh của lão đại, ông nghĩ có chuyện gì có thể giấu giếm được lão đại sao?" Hướng Quốc gật đầu. "Thật ra, dù Mộ Nhất Phàm có phải tang thi hay không, cậu nghĩ Mộ Nhất Phàm không hại người là tốt rồi, chỉ cần không làm lão đại của cậu đau lòng, cậu sẽ không có thành kiến lớn với Mộ Nhất Phàm." Sau lần trước lão đại bảo cậu dùng trái tim để suy xét, cậu cũng để ý mộ nhất phàm trước đây mà cậu biết thực sự rất khác với mộ nhất phàm hiện tại. Nếu không phải gương mặt vẫn vậy, cậu còn hoài nghi không biết đây có phải mộ nhất phàm trước kia hay không. Tính cách, khí chất, mọi mặt đều khác trước rất nhiều. Mộ nhất phàm cũng không biết đám hướng quốc đang nhìn mình, sau khi xác định kia chỉ là một tiếng động vang lên, chứ không có gì bất thường, anh mới quay đầu nhìn về phía nhóm tang thi trung cao cấp trước mặt vẻ mặt đám tang thi hung dữ đầy đề phòng nhìn chồng chọc mộ nhất phàm thậm chí có tang thi muốn ra tay tấn công anh bởi vì chúng nó không muốn phục tùng lệnh của kẻ phản bội giúp đỡ loài người thế nhưng khí tức cường đại trên người mộ nhất phàm phát ra lại áp chế được chúng nó khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi anh lùi bước về phía sau chứ đừng nói tới dùng dị năng tấn công anh ánh mắt sắc bén của mộ nhất phàm quét một vòng trên người đám tang thi cao cấp nhanh chóng trông thấy dung tuyết đứng trong đám tang thi Lúc này, da cô ta đen như vỏ cây, hơn nữa lại xù xì hết sức xấu xí, nếu không nhìn kỹ, có lẽ không thể nhận ra cô chính là Dung Tuyết. Dung Tuyết trở nên cảnh giác, trong lòng biết rõ tang thi xung quanh cấp không cao bằng mộ nhất phạm, nên bị khí tức trên người mộ nhất phạm áp chế. Đôi mắt cô ta dần dật, trước khi mộ nhất phạm kịp động thủ, đột nhiên xoay người, chạy về phía gốc cây bên cạnh, mau chóng ẩn mình vào trong thân cây. Mộ nhất phạm lập tức tạo kết giới trên thân cây, không để cho Dung Tuyết có cơ hội bỏ trốn. Một giây sau, Dung Tuyết bị bật ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Cô ta đau đớn vùng vẫy trên mặt đất, sau đó, thân thể hóa thành một cây mây lớn. Mộ nhất phàm tiến lên dùng chân đá lấy cành mây, bực mình nói, lại chạy. Trương Hoắc ở trong đám tang thi bị khí tức trên người mộ nhất phàm đèn ép vô cùng đau đớn, đầu không ngừng ông lên, ý thức gần như bị khí thế mạnh mẽ xâm chiếm. Hắn vội giơ tay lên ông lấy đầu mình, nhân lúc lực chú ý của mộ nhất phàm không để trên người mình, liền hỏi Phan Nhân Triết, anh nhân, khí thế trên người mộ nhất phàm là sao vậy, sao giống hệt lão đại? Phan Nhân Triết nén cơn đau, cố chấp nhìn chồng chọc mộ nhất phàm, không biết. Trương Hoắc tức giận quát với mộ nhất phàm, mộ nhất phàm, mày là đồng loại với chúng tao, lại đi giúp đỡ con người đối phó bọn tao, nhất định mày sẽ gặp báo ứng. Ban nãy, rõ ràng tan thi bọn chúng hơn con người một bậc, thậm chí, hắn và Phan Nhân Triết có thể giết chết hai tên đã hại chết Lưu Vũ. Thế nhưng, sau khi mộ nhất phàm xua đuổi, chúng bị ép rời khỏi hàng phòng tuyến thứ nhất, đồng thời, không thể tấn công đánh dị năng giả. Mộ nhất phàm nói, tôi chỉ hy vọng con người và tang Thi có thể chung sống hòa bình với nhau, nếu không tôi đã ra tay với bọn cậu từ lâu rồi, chứ không chỉ đứng đây đuổi bọn cậu đi. Trương Hoắc cười nhạt, chung sống hòa bình. Có thể sao? Con người không ngừng giết chết chúng tao, lấy tinh hạch của chúng tao để thăng cấp dị năng của mình. Thì cũng tương tự thôi, tan thi cũng cắn chết con người, cũng sẽ đào lấy tinh hạch trong đầu con người, hại con người nhà tan cửa nát, bởi vì sợ hãi nên bọn họ mới phản kháng, giết chóc. Không đợi mộ nhất phạm nói hết câu, trương hoác đã cắt ngang, rốt cuộc mày đứng về phía ai, sao lại nói giúp cho con người. Mộ nhất phàm lại nhìn hắn, cậu cứ mở miệng ra là con người, có khi nào cậu nghĩ, trước đây cậu cũng là con người, là vì bất đắc dĩ nên mới biến thành tang thi không? Với cả, các cậu có nghĩ tới người nhà mình không? Những người nhà còn chưa biến thành tang thi? Bởi vì thi triều tới, mà họ luôn lạc không có nhà để về, thậm chí có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, mấy cậu thực sự muốn nhìn thấy kết cục như vậy sao? Những tang thi có người nhà vẫn còn chưa biến thành tang thi, nghe nói vậy xong, cơn phẫn nộ với mộ nhất phạm nguôi ngoài đi nhiều, sau đó bị sự do dự, bối rối thay thế, bắt đầu kiểm điểm lại hành vi của mình. Mộ Nhất Phàm tiếp lời, đương nhiên, tôi cũng không định nói tốt cho con người, con người cũng có lỗi, hơn nữa, lỗi rất nghiêm trọng, lúc các cậu mất ý thức cắn người, họ lại không dùng cách chính xác để vãn hồi, chỉ biết sợ sệt, lo lắng, vì sự sinh tồn mà hại chết các cậu, nếu ngay từ đầu họ không giết chóc, nghiên cứu ra phương pháp để loại bỏ virus tan thi, có lẽ kết cục sẽ khác, cho nên tôi mong các cậu có thể cho con người một chút thời gian. Chỉ cần nghiên cứu ra thuốc chữa virus, các cậu sẽ mau chóng trở lại làm người, được sống với người thân của mình. Những tang thi còn ông khác khao trở về làm con người nghe nói có thể trở lại làm người, trong lòng trở nên kích động. Trương Hoắc thấy tang thi có vẻ dao động, nổi giận gầm một tiếng, tất cả đừng nghe hắn, nếu chúng ta có thể quay trở lại làm người, thì đã thay đổi từ lâu rồi. Mộ nhất phàm liếc mắt nhìn Trương Hoắc, nghiên cứu thuốc chữa cần thời gian, Giờ nghiên cứu viên trong thành B đang nghiên cứu thuốc chữa được một nửa rồi Chỉ cần các cậu kiên trì đợi Sẽ có thể quay về làm người Trương Hoác gặn hỏi Thế cần bao lâu? Một năm, hai năm Hay là mười năm? Hai mươi năm Anh đừng nghĩ bọn tôi không biết những cái kia không thể lập tức nghiên cứu ra được Hơn nữa đám nghiên cứu viên còn muốn bắt tan thi bọn tôi đi làm thí nghiệm Mộ nhất phạm nói Nếu thật sự muốn quay về làm con người Tôi tin bất kể là một năm, hay là hai năm, các cậu đều nguyện ý chờ, trừ phi các cậu muốn làm tang thi. Trương Hoắc đang định phản bác, lại bị Phan Nhân Triết ngăn lại, Phan Nhân Triết nói, giờ chúng ta đi luôn đi. Anh Nhân, Trương Hoắc lo lắng nhìn Phan Nhân Triết. Bọn họ còn chưa báo thù cho Lưu Vũ mà. Sao có thể đi luôn được? Phan Nhân Triết không nói gì, kéo cổ tay Trương Hoắc, xoay người bỏ đi. Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn, dưới sự hướng dẫn của Phan Nhân Triết, tang thi cao cấp rời khỏi thành B. Trong đám tang thi, anh còn thấy Trang Tử Duyệt và Trịnh Gia Minh đi với nhau. Trang Tử Duyệt nhìn xoáy sâu vào mắt mộ nhất phạm, sau đó mặt không đổi sắc xoay người, theo tang thi khác rời đi. Trịnh Gia Minh đi bên cạnh thấp giọng nói, không phải anh rất căm hận mộ nhất phạm sao? Sao ban nãy có cơ hội ra tay với mộ nhất phạm mà anh lại không làm? Cậu ta chú ý lúc mộ nhất phạm đá đá cạnh mây do dung tuyết biến thành, Lòng bàn tay Trang Tử Duyệt đã ngưng lại một luồng sức mạnh lớn muốn đánh về phía Mộ Nhất Phàm, nhưng sau đó lại bỏ qua. Trang Tử Duyệt nhạt giọng nói, tôi có dự cảm, mình không đánh lại được cậu ta. Đúng là năng lực của Mộ Nhất Phàm đột nhiên mạnh lên nhiều, dường như đã bằng cấp bậc với Chiến Nam Thiên, nhưng không phải Chiến Nam Thiên đã nói cấp bậc của anh ta chỉ một người có thể đạt được sao? Chỉ cần một người đạt được, dù những người khác cố gắng tới đâu cũng không đạt được cấp vương, sao Mộ Nhất Phàm lại làm được? trang tử duyệt lắc đầu không biết ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì hắn lại nói giờ tôi không còn hứng thú với cậu ta nữa sau này mặc kệ cậu ta đạt được cấp bậc gì hay là cấp bậc thấp hơn tôi tôi cũng không muốn giết cậu ta trịnh gia minh cảm thấy hết sức tò mò với việc đột nhiên hắn ta đổi ý sao lại thế trang tử duyệt trầm mặt trong chốc lát đoạn nói bởi vì tôi vừa có dự cảm mộ nhất phàm sẽ chết với một người sắp phải chết việc gì phải tốn công đi chết huống hồ đối phương từng là bạn thân của hắn khoảnh khắc biết mộ nhất phàm sẽ chết hắn mềm lòng không đành lòng ra tay trong mắt trịnh gia minh ánh lên tiên ngạc nhiên sẽ chết vậy anh ta chết thế nào không biết vừa nãy thấy mỗi một chút hình ảnh lóe lên chỉ thấy cậu ta chết đi còn lại mọi thứ rất mơ hồ nhưng tôi cảm nhận được xung quanh rất bi thương hình ảnh gì hình ảnh nhắm mắt xuôi tay Trịnh Gia Minh thử hỏi, có phải anh ta chết trong tay Chiến Nam Thiên không? Không rõ lắm, có lẽ vậy, Trang Tử Duyệt lẩm bẩm nói. Ở đội Tang thi phía trước, Trương Hoắc vẫn canh cánh trong lòng với chuyện Phan Nhân Triết cho đội rút lui, không hiểu sao Phan Nhân Triết lại muốn nghe Mộ Nhất Phàm. Phan Nhân Triết liếc nhìn Trương Hoắc vẫn luôn im lặng, nhạt giọng nói, chúng ta không phải đối thủ của Mộ Nhất Phàm, nếu chúng ta đánh nhau với hắn, người thua thiệt chỉ có chúng ta. Chúng ta có nhiều tang thi như vậy, chẳng lẽ không đánh lại được hắn sao? Anh hỏi cậu, chúng ta có nhiều tang thi như vậy, có thể đánh thắng lão đại không? Trương Hoắc sửng sốt, sao anh ta có thể so sánh với lão đại được? Ánh mắt phan nhân triết tối xuống, trước đây thì không được, nhưng giờ thì chưa chắc, nếu cậu còn muốn báo thù cho Lưu Vũ, vậy để hắn cho lão đại giải quyết đi, chúng ta đi tìm người sát hại Lưu Vũ. Anh nhân, ý anh là, rất có thể hắn cùng cấp bậc với lão đại sao? rất có thể là như vậy đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh thôi đám trần khải hào đi bên cạnh nghe họ nói chuyện đều lộ vẻ kinh ngạc phan nhân triết lại nói không phải lão đại muốn thân xác và tinh hạch của mộ nhất phàm sao giờ cậu gọi lão đại đi đối phó với mộ nhất phàm đi trương hoắc hỏi không phải lão đại đang chiến đấu với chiến bắc thiên sao anh ấy sẽ có cách để giải quyết hai người họ trương hoắc nghe vậy không do dự nữa Ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, truyền tin cho Chiến Nam Thiên ở phía xa xa. Chiến Nam Thiên đang chiến đấu với Chiến Bắc Thiên, nghe thấy tiếng gầm, đôi mắt nheo lại, tránh khỏi đòn tấn công của Chiến Bắc Thiên, cơ thể lóe lên, bay về phía Mộ Nhất Phàm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng tang thi gầm từ phía xa xa vọng lại, tuy rằng không biết đối phương đang muốn nhắn nhủ điều gì, nhưng lại trở nên cảnh giác. Ánh mắt lập tức đảo nhanh nhìn về bốn phía, chú ý tất cả mọi động tĩnh. Đột nhiên, một chùm sáng từ phía đông nam lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía bên này, một giây sau, ở nơi cách anh chừng 2 mét, phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng đụng phải kết giới phòng ngự mà anh đã tạo trước. Đồng thời, Mộ Nhất phàm vội nhảy cách xa khỏi 20 mét, ngay sau đó, đột nhiên bị kéo vào trong lòng một người ấm áp. Anh ngẩng đầu lên nhìn liền gặp phải con ngươi đen thâm thúy chứa đầy sự quan tâm anh mừng rỡ nở nụ cười bắc thiên chiến bắc thiên nhìn nụ cười sáng lạng càng siết chặt vòng tay ôm anh vào trong lòng mấy hôm rồi em đi đâu có biết anh rất lo cho em không mộ nhất phàm nhìn quan ảnh bị bật ngược ra ngoài trăm mét vội nói mấy hôm nay em vẫn tìm kiếm cậu tang thi kia ở mấy thành trấn xung quanh em nghĩ chỉ khi nào tìm được cậu ấy anh mới có thể toàn tâm toàn lực đối phó với chiến nam thiên anh nắm lấy bàn tay trên eo tiếp tục nói thực sự xin lỗi đã để anh phải lo rồi lúc đó điện thoại hết tin em lại vội đi tìm cho nên không về báo với anh được một tiếng chiến bắc thiên hỏi em đã tìm được cậu ấy chưa vốn là chưa tìm được thế nhưng cậu ta lại chủ động tìm tới giờ đang ở xếp hàng cách doanh địa 2 km do nhóm trần hạo canh chừng giờ anh có muốn đi gặp cậu ấy không gương mặt chiến bắc thiên có vẻ do dự lúc này Ánh sáng từ trăm mét bên ngoài đột nhiên vọt tới. Mặt Chiến Bắc Thiên biến sắc, ông Mộ Nhất Phạm biến mất khỏi vị trí. Mộ Nhất Phạm nhân cơ hội nói, "Em nghĩ tốt nhất là để anh đi xác nhận thân phận của cậu ấy, để Chiến Nam Thiên cho em giữ chân đi, với đẳng cấp em bây giờ, Chiến Nam Thiên không thể dùng uy lực của Tang Thi để khống chế em, chỉ cần em không đụng phải hắc khí trên người hắn, hắn không thể làm gì được em." "Em thăng cấp rồi sao?" ưa ừ, mộ nhất phàm suy nghĩ một chút lại nói giờ rất có thể em đã thăng lên bằng cấp bậc với chiến nam thiên chiến bắc thiên ngạc nhiên châu mày suy nghĩ một chút vội nói vậy giờ em phải cẩn thận một chút anh sắp xếp xong mọi chuyện sẽ về ngay nếu có chuyện gì em cứ em cứ gầm lên một tiếng được rồi chiến bắc thiên đưa mộ nhất phàm tới nơi an toàn sau đó biến mất khỏi vị trí chiến nam thiên ở phía xa xa thấy chiến bắc thiên rời đi lập tức đuổi theo nhưng không ngờ lại bị mộ nhất phàm cản lại mộ nhất phàm nhìn chiến nam thiên nhoẻn cười chiến nam thiên giờ đối thủ của mày là tao đột nhiên anh phất tay một vài sợi dây không thể thấy rõ bắn về phía chiến nam thiên bằng tốc độ ánh sáng chiến nam thiên tự động tránh né bởi phản ứng trễ nửa nhịp nên mấy sợi dây lập tức bắn vào nửa người bên phải của hắn chiến nam thiên cúi đầu nhìn chỉ trông thấy cánh tay hắn bị bắn thủng mấy lỗ nhỏ, hơn nữa, còn có thứ gì đó đâm vào lỗ nhỏ trong cánh tay hắn. Chiến Nam Thiên giơ tay lên chạm vào nơi bị thương, sau đó, lấy vật cứng dài nhỏ kia ra. Hắn dùng sức trút vật kia ra khỏi tay, bởi vì thứ kia trong suốt, cho nên phải nhìn kỹ, mới có thể lờ mờ trông thấy mấy sợi dây thép. Chiến Nam Thiên phẫn nộ ném sợi dây thép trong suốt xuống, lạnh lùng nhìn chồng chọc mộ nhất phàm, đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó thể che giấu mày thăng cấp đương nhiên thăng cấp không phải là một chuyện đáng để kinh ngạc nhưng nếu đối phương thăng cấp vương bằng với hắn hắn không thể không ngạc nhiên được cấp vương chỉ có một người sau khi tang thi thăng cấp những tang thi khác sẽ bị tang thi cấp vương áp chế không thể thăng cấp lên thế nhưng mộ nhất phạm lại thăng lên cấp vương được cho nên hắn không ngạc nhiên không khiếp sợ thế nào đây phải rồi ban nãy có một tiếng gào uy lực ngang hắn vang lên lẽ nào là mộ nhất phàm phát ra tiếng gào mộ nhất phàm cười hỏi sao tao thăng cấp kỳ lạ lắm à hay là mày ngạc nhiên vì tao đã thăng lên cấp vương chiến nam thiên tức giận nói không thể nào hắn không tin mộ nhất phàm cũng là tang thi vương chỉ có một tang thi vương vậy mày giải thích tình hình tao bây giờ thế nào đây chiến nam thiên nhìn anh không nói gì dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này Mộ nhất phàm ý vị thâm trường nói, mày phải biết trên đời không có chuyện gì là không thể, huống hồ, thân thể này vốn có tiềm lực làm tan thi vương. Thật ra anh cũng rất khó hiểu vì sao mình lại thăng cấp. Theo lý mà nói, tan thi vương chỉ có một, lúc tan thi vương xuất hiện, dù các tan thi vương khác thăng cấp tới đâu cũng sẽ bị tan thi vương áp chế, không thể thăng lên cấp vương. Thế mà anh lại có thể. Chẳng lẽ bởi vì thân thể này kiếp trước từng là tan thi vương? Chiến Nam Thiên chợt nheo mắt lại, vậy sao? Vậy tao càng phải lấy tấm thân kia về. Dứt lời, hắn liền phóng ra dị năng tấn công về phía mộ nhất phàm. Mộ nhất phàm liền dùng kết giới đỡ lấy đòn tấn công của Chiến Nam Thiên. Trong lúc mộ nhất phàm ngăn chặn Chiến Nam Thiên, Chiến Bắc Thiên quay trở lại doanh địa của mình, chẳng mấy chốc đã tìm được nhóm Trần Hạo. Sau khi Trần Hạo thông báo, hắn nhìn thấy cậu tang Thi mà mộ nhất phàm nhắc tới. Tóc cậu ta rất dài, buộc cao ra sau đầu mà vẫn dài tới đầu gối, gương mặt anh Tuấn, nhưng đôi mắt ôn hòa đẹp để kia lại có vẻ phức tạp, không giống những tang thi khác trong mắt chỉ có sự hung ác tàn nhẫn, còn có bờ môi xinh, cứ hé ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại hé ra, dường như có rất nhiều điều, rất nhiều nỗi tuổi hờn muốn nói ra, nhưng lại không nên lời. Nam tang thi không biết chiến nam thiên đang nhìn mình, toàn bộ sự chú ý đều dồn trên người khác. Chiến Bắc Thiên nhìn theo ánh mắt cậu ta, lại thấy cậu ta đang nhìn cha và chú hai mình đang xếp hàng. Ánh mắt hắn hơi dừng lại, cất bước đi về phía cha mình, mà khóe mắt không rời khỏi tang thi kia. Bố, chú hai. Chiến lôi cương trông thấy con trai, lập tức hỏi, con không bị thương chứ? Không ạ. À. Lúc chiến Bắc thiên trả lời, chú ý thấy trong lúc hắn xuất hiện, trong mắt tang thi kia đầy vẻ kích động và vui mừng, muốn hé miệng ra cất tiếng gọi, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại vội khép miệng sau đó vẻ mặt tối xuống nam thiên nó chiến lôi cương nhìn người em chiến lôi bình thấy bộ dạng vừa tức giận vừa đau khổ của chiến lôi bình trong lòng không khỏi thở dài chiến bắc thiên thành thật trả lời mộc mộc đang giữ chân nó không cho nó tới đây chiến lôi cương nghe thấy hắn nhắc tới mộ nhất phạm châu mày hỏi có phải từ lâu con đã biết mộ nhất phạm nó là chiến bắc thiên biết cha mình muốn hỏi gì lập tức khẳng định trả lời vâng ạ à. con đó Chiến lôi cương không biết nên nói gì, đành thở dài một hơi. Đột nhiên chiến lôi bình thấp giọng hỏi, Bắc Thiên, thi triều là do nó gọi tới thật à? Vâng. Chiến lôi bình giận dữ nói, súc sinh. Súc sinh. Sao nó có thể làm chuyện ấy? Sao đột nhiên nó lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Dù nó, dù nó có biến thành tan thi, cũng không thể thay đổi nhiều như vậy. Ông thực sự không rõ vì sao con trai mình lại đột nhiên biến thành bộ dạng này. Chiến lôi cương vỗ vỗ vai chiến lôi bình, chuyện tới nước này rồi, dần cũng chẳng để làm gì, nên nghĩ biện pháp giải quyết đi thì hơn. Chiến lôi bình trao mày, gương mặt bối rối rồi lại xoắn bệnh, cuối cùng xua tay nói, mặc kệ nó, bắt thiên, cháu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, chỉ cần nó không hại con người nữa là được rồi. Ông nghĩ nếu mình ra tay quản chuyện này, nhất định sẽ mềm lòng với đứa con trai, cho nên bèn giao chuyện này cho bác thiên để bác thiên xử lý thì hơn dù kết cục thế nào ông cũng chấp nhận chiến lôi cương thở dài không nói gì chiến bác thiên hỏi thím ở bên kia thì làm sao ạ à? chiến lôi bình nói chú sẽ nói với thím giờ đã có rất nhiều người biết thi triệu là do nam thiên gọi tới chú nghĩ chắc tin này cũng đã đến tai bà ấy chắc bà ấy cũng đã biết chuyện nam thiên là tang thi nghĩ tới vợ mình ông lại không nhịn được mà thở dài lập tức nhìn ông như già đi vài tuổi chiến bắc thiên an ủi chú hai chú đừng buồn có một số việc không giống như chú nghĩ đâu chiến lôi cương vừa nghe vậy liền biết chuyện chiến nam thiên này có ẩn tình liền hỏi hắn có ý gì chiến bắc thiên đưa mắt nhìn xung quanh đây không phải chỗ để nói chuyện hơn nữa có một số chuyện nếu nói mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi chiến lôi cương nhìn xung quanh người tới người lui không thể làm gì hơn là dừng lại chiến bắc thiên lại nói bố mọi người ở đây đợi đã con đi một lúc sẽ quay lại ừ con cứ đi làm việc của con đi chiến bắc thiên xoay người đi đi về phía cậu tang thi kia thiên nam thấy chiến bắc thiên đi về phía mình ánh mắt có vẻ giật mình trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và kích động bàn tay bất tri bất giác nắm thành quyền cậu ta không chớp mắt nhìn người anh họ chiến bắc thiên đi về phía mình không khỏi hé môi muốn nói gì đó nhưng đến khi thấy chiến bắc thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, lại nuốt lời bên miệng xuống, gương mặt khôi phục lại vẻ buồn bã. chiến bắc thiên liếc mắt nhìn bàn tay cậu nắm thành quyền, lạnh giọng hỏi: cậu này, tôi để ý cậu đã lâu, tôi thấy cậu cứ nhìn chồng chọc tôi với cha, không biết cậu có vấn đề gì không? thiên nam nghĩ có lẽ chiến bắc thiên không có hảo cảm với mình, vội há miệng ra muốn giải thích, không ngờ trong miệng phát ra tiếng gào gào, cậu ta cuống cuồng dừng lại, chỉ vào miệng mình sau đó xua xua tay, ý nói mình không nói được. Chiến Bắc Thiên nhìn ra cậu ta không nói được, bèn lấy vở và bút ra đưa cho cậu ta, hơn nữa, đối phương không nói được càng hợp ý hắn. Thiên Nam nhận lấy bút và vở, viết lên trên đó, xin lỗi anh, xin lỗi vì hành vi bất lịch sự của tôi lúc ban nãy, tôi không có ý nhìn chồng chọc mọi người, chỉ là tôi cảm thấy một người trong đó, rất giống với người thân của mình, cho nên không kiềm chế được mà nhìn thêm, gây khó chịu cho mọi người, xin hãy thứ lỗi. Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta thành thạo viết chữ bằng tay trái, ánh mắt lóe lên, sau đó trông thấy chữ trên vở, chợt ngẩn ra. Hắn mặt không đổi sắc hỏi, trông giống người thân của cậu. Thiên Nam ra sức gật đầu. Chiến Bắc Thiên hỏi, thế người thân của cậu đâu? Sắc mặt Thiên Nam tối xuống. Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta không nói gì, lại nói, cậu chỉ có một mình thôi sao? Thế có muốn kết giao với chúng tôi rồi cùng rời khỏi đây không? Hai mắt Thiên Nam sáng lên vội viết lên vở có được không chiến bắc thiên nhìn dòng chữ trên vở biến hóa theo tâm tình người viết dòng chữ như bay lên khóe môi khẽ cong lên khó thể nhận ra đương nhiên là được rồi chiến bắc thiên dẫn người tới trước mặt mấy người chiến lôi cương giới thiệu bố đây là một người bạn của con lát nữa rời thành bê phiền bố chú ý tới cậu ấy chiến lôi cương đáp được thiên nam gật đầu với bọn họ sau đó nhanh chóng viết lên một trang khác của quyển vở chào mọi người cháu là thiên nam chiến bắc thiên liếc mắt nhìn cái tên trên đó không nói gì chiến lôi cương nhìn cậu ta viết chữ để giới thiệu mình liền hiểu đại khái rằng cậu trai tên thiên nam này không nói được liền cười nói thiên nam à tên rất hay chiến lôi bình đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn chữ viết trên vở lẩm bẩm nói giống quá giống quá giống cái gì chiến lôi cương nhìn chữ viết trên vở không nhìn ra cái gì nhưng ông phát hiện có một điểm đặc biệt chính là thiên nam đọc ngược lại là nam thiên thiên nam chiến lôi bình nhìn hai chữ thiên nam lại lẩm bẩm thiên nam nam thiên đến tên cũng giống như vậy thiên nam lịch sự cười với họ sau đó lại viết xuống vở lát nữa làm phiền mọi người rồi chiến lôi cương cảm thấy rất có hảo cảm với chàng trai lễ phép này vỗ vỗ vai cậu ta lát nữa đi theo bọn tôi là được thiên nam gật đầu chiến bắc thiên nhìn hàng ngũ xếp hàng dài nói với Chiến Lôi Cương, bố, để con đưa mọi người vào. Chiến Lôi Cương trao mày, không đồng ý nói, tuy đây là doanh địa của con, nhưng không chen ngang thì tốt hơn, tối nay chúng ta đi cũng không sao. Chiến Bắc Thiên giải thích, bố, con đưa mọi người vào, không phải để sắp xếp cho mọi người đi, là con muốn mọi người giúp một việc, có nhiều người góp sức, có thể mau chóng đưa mọi người rời thành bê hơn. Chiến Lôi Cương nghe vậy, lúc này mới đồng ý gật đầu, được rồi. Chiến Bắc Thiên liền dẫn theo người nhà họ Chiến và họ mộ ở bên cạnh đi vào doanh địa, sau đó dẫn họ qua đường hầm giúp đỡ. Có người thấy người nhà họ Chiến đi thẳng vào đường hầm, nhất thời cảm thấy bất mãn và bất bình, ghen tị nói với người bên cạnh, người nhà họ Chiến hay nhỉ, không xếp hàng mà đi được luôn, chẳng bù cho chúng ta vất vả đứng đây xếp hàng, hơn nữa còn phải mạo hiểm tan thi có thể tới bất cứ lúc nào. Người bên cạnh nghe nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy đố kỵ, đúng đấy, hay thật, lại nói, Thi triều là do chiến nam thiên gọi tới Thế mà bọn họ không ở lại thu dọn cục diện thì thôi Còn chạy ra khỏi đây đầu tiên Để chúng ta chịu tội thay Mọi người xung quanh nghe vậy Đều cho ý kiến Hơn nữa Càng nói càng lớn tiếng hơn Mấy người chiến lôi cương cũng nghe thấy mọi người đều đang nghị luận rằng người nhà họ chiến là hạng ham sống sợ chết, không để ý tới tính mệnh và an nguy của những người khác, chỉ lo chạy trối chết cho bản thân, trong lòng cảm thấy hết sức tức giận. Nhất là chiến lôi bình, Ông tức giận nói với mọi người, chuyện con tôi làm, cứ nhằm vào tôi là được rồi, không có liên quan gì tới những người nhà họ Chiến khác, mong sau này mọi người đừng nói người nhà họ Chiến không tốt. Thiên Nam nhìn Chiến Lôi Bình đầy phức tạp. Chiến Lôi cương giận tối mặt, sao lại không liên quan tới bọn anh, chẳng lẽ em không phải người nhà họ Chiến? Chiến Lôi Bình vội giải thích, anh, em không có ý như vậy. Chiến Lôi cương xoay người nhìn mọi người, người nhà họ chiến chúng tôi không phải hạng ham sống sợ chết tuyệt đối không có chuyện bỏ mấy người đi hơn nữa tôi đảm bảo với mọi người chỉ cần một người trong số mọi người chưa rời thành b người nhà họ chiến chúng tôi cũng sẽ không rời thành b giờ chúng tôi tới đường hầm hỗ trợ chứ không phải bỏ đi cho nên mọi người hãy yên tâm mọi người đều bị lời nói này khiến đỏ bừng mặt lúng túng quay đầu nhìn sang chỗ khác không nói gì nữa chiến lôi cương xoay người nói với chiến lôi bình chúng ta đi thôi chiến bắc thiên dẫn họ đi tới cửa đường hầm tôn tử hào thấy mấy người chiến bắc thiên vội chạy tới cúi đầu chào sau đó nói lão đại chiến nhị phu nhân nghe tin nhị thiếu gia là tang thi đồng thời là người gọi thi triều tới thành bê đột nhiên ngất xỉu chiến lôi bình vội vã hỏi giờ bà ấy ở đâu cũng lúc này thiên nam lo lắng gào gào mấy tiếng thế nhưng mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người tôn tử hào chứ không hề để ý tới phản ứng của thiên nam giờ đang ở trong phòng nghỉ dẫn tôi qua đó xem tôn tử hào vội đưa chiến lôi bình tới phòng nghỉ thiên nam cũng vội vàng đuổi theo sau bọn họ đi tới phòng nghỉ trung tân đã tỉnh lại bà đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài a à tân chiến lôi bình cất tiếng gọi dường như trung tân không nghe thấy có người gọi mình vẫn cứ đờ ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ chiến lôi bình tiến lên trước a à tân em sao rồi thân thể không sao chứ Trung Tân không quay đầu lại Chỉ nhẹ giọng hỏi Lôi Bình, bọn họ nói con trai chúng ta là tang Thi Là thật sao Chiến Lôi Bình cho mày lại Không lên tiếng Trung Tân lại hỏi Bọn họ còn nói Thi Triều là do con trai chúng ta gọi tới Hại chết rất nhiều người Đây cũng là thật sao Còn chưa nghe thấy Chiến Lôi Bình trả lời Bà đã lẩm bẩm nói Con trai chúng ta ôn hòa như vậy Nhã nhặn như vậy Dù có là tang Thi cũng không thể nào làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế em không tin lời họ nói đâu chiến lôi cương đứng bên ngoài cửa nhìn thần sắc chung tân bất ổn lập tức hỏi dương phượng tình đang ở trong phòng chăm sóc cho chung tân đã tìm người tới khám cho chung tân chưa dương phượng tình nhỏ giọng nói rồi ạ à, bác sĩ trịnh nói cô ấy chỉ bị kích động thôi lúc này chung tân quay đầu kích động nắm lấy tay chiến lôi bình lôi bình anh nói cho em đi đây không phải sự thật đâu đúng không Chiến lôi bình thực sự không muốn lừa bà, hơn nữa, đã rất nhiều người biết chuyện này rồi, muốn giấu cũng không được. Ông nắm chặt tay Trung Tân, khàn giọng nói, bọn họ nói đều là sự thật. Đột nhiên cơ thể Trung Tân rung lên, sau đó ngã xuống. Chiến lôi bình vội vương tay ra, nhưng đã có người nhanh tay đỡ lấy Trung Tân. Thiên Nam ông lấy Trung Tân, vội kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho Trung Tân ngồi xuống, sau đó giúp Trung Tân xoa bóp đầu. Chiến lôi bình sửng sốt, vội hỏi, A à Tân, em không sao chứ? Trung Tân nhắm mắt lại không nói gì. Chiến lôi bình thấy bà dường như đã ngất, vội xoay người gọi, bác thiên, phiền cháu gọi bác sĩ tới. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy Trung Tân lo lắng gọi, Nam Thiên, Nam Thiên. Chiến lôi bình xoay người, thấy vợ mình đang lo lắng nắm lấy cổ tay Thiên Nam không buông. Trung Tân ngẩng đầu nhìn về phía mặt Thiên Nam, gương mặt mừng rỡ lập tức bị cảm giác mất mát thay thế, cậu không phải Nam Thiên, sao cậu không phải nam thiên? Thủ pháp xoa bóp của chàng trai này giống hệt con trai bà, từ nhẹ nhàng rồi dần mạnh hơn, sau đó lại từ từ nhẹ nhàng, dây đi dây lại khiến bà cảm thấy rất thoải mái, độ mạnh nhẹ vừa phải, không phải thợ massage nào cũng làm được, phải nói là thợ massage làm không đạt yêu cầu của bà, cho nên bà thường xuyên để con trai massage cho mình. Thế nhưng, lần cuối cùng được con trai massage, đã cách đây rất lâu rồi, lâu đến mức bà gần như quên đi cảm giác ấy, Giờ lại được như vậy, thật khiến con người ta hoài niệm, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác đau lòng. Sau khi Chung Tân buông tay ra, Thiên Nam lại tiếp tục mát xa cho bà để bà có thể thư giãn. "Sao thủ pháp mát xa của cậu giống hệt con trai tôi vậy?" Chung Tân khẽ nói tới đây, liền nhắm mắt vào giấc ngủ. Chiến Lôi Bình nhìn vợ mình bình tĩnh vào giấc ngủ, thở phào một hơi, cảm kích nói với Thiên Nam, "Cảm ơn cậu nhiều, nếu không tôi không biết nên làm gì." Ông thật sự rất lo vợ mình không chấp nhận nổi chuyện này, bị kích thích nghiêm trọng, từ nay về sau bị bệnh không dậy nổi. Thiên Nam lắc đầu, tỏ ý ông không cần phải khách khí. Chiến lôi bình lại thở dài một hơi, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Đột nhiên, một bàn tay khoác lên vai ông, sau đó, khẽ xoa xoa bả vai ông. Chiến lôi bình ngẩn ra, vội quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Thấy đối phương là Thiên Nam, trong mắt ông hiện lên tim mất mát khó thể nhận ra, sau đó lại thở dài. Ban nãy, có khoảnh khắc ông còn nghĩ con trai mình đã đi tới. Trước đây, mỗi khi ông gặp chuyện gì lại thở dài, con trai ông sẽ khoát tay lên vai ông như vậy, sau đó xoa xoa bờ vai ông, để ông thả lỏng tinh thần. Chiến lôi bình nhìn ra chàng trai này đang muốn an ủi mình, liền cất tiếng cảm ơn. Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa lặng lẽ thu mọi thứ vào tầm mắt, trông thấy Thiên Nam an ủi chú thím mình, trong lòng đã có đáp án nghĩ tới mộ nhất phàm còn đang giữ chân chiến nam thiên, hắn không tiếp tục ở lại phòng nữa, liền xoay người đi tìm Tôn Tử Hào. Hắn đưa Tôn Tử Hào tới một gian phòng bên cạnh, mở tấm bản đồ đường hầm thành B ra, chỉ vào miệng một nhánh đường hầm trong bản đồ, hỏi: "Tôi bảo cậu thông miệng đường ở bên trái con đường này, cậu đã làm chưa?" Tôn Tử Hào liếc mắt nhìn bản đồ, gật đầu, "Làm rồi ạ, à, người trong thành B sẽ chạy ra từ cổng đường hầm bên trái này." Tốt rồi, chiến Bắc Thiên lại chỉ về miệng một phân nhánh trong bản đồ, đợi mọi người đi tới đây, cũng chính là khi còn khoảng 10 km, bắt đầu dùng loa phát thanh nói với mọi người, chiến gia và mộ gia đều có tang thi, sau này sẽ phải chung sống cùng tang thi, nếu như mọi người nguyện ý đi cùng người nhà họ Chiến và mộ thì để họ đi về con đường bên phải, nếu như sợ phải sống cùng tang thi thì để họ rẽ đường bên trái, nhưng những người chọn con đường bên trái, sau này sẽ không thể gia nhập khu an toàn của chúng ta, chúng ta sẽ không giữ, nhưng nếu họ gặp tình huống gì, chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ. Tôn tử hào ngạc nhiên nhìn chiến Bắc thiên. Lão đại nói người nhà họ chiến và họ mộ đều có tang thi, một trong số đó là chiến nam thiên, cậu đã biết, vậy người. Lão đại, tang thi nhà họ mộ sẽ không phải là mộ nhất phàm chứ. Tôn tử hào không xác định hỏi. Đúng vậy. Chiến Bắc Thiên cũng không định che giấu nữa, bởi vì hắn muốn người bạn đời của mình có thể quan minh chính đại sống trong thế giới con người, cũng mong con người có thể chấp nhận người bạn đời của hắn tự đáy lòng. Cho nên, hắn mới không dập tắt tin đồn mộ nhất phạm là tan thi xuống, để mặc mọi người loan tin, để tất cả mọi người biết người bạn đời của hắn là tan thi, muốn nhìn xem mọi người phản ứng thế nào. Giờ trên bản đồ có chia hai con đường, là để người ở thành B tự lựa chọn. Tôn tử hào lại một lần nữa sững ra. Trước đó có tin đồn mộ nhất phàm là tan thi, cậu vốn không tin, chỉ nghĩ rằng có người cố ý gây bất hòa cho hai nhà chiến mộ mà thôi. Rồi ban nãy, cậu nghe tin mộ nhất phàm là tan thi thật, cũng không mấy tin tưởng, nhưng bây giờ, chính tai nghe lão đại nói mộ nhất phàm là tan thi, cậu không thể không tin. Chẳng trách rõ ràng Thủy Thành đủ sức chứa toàn bộ người ở thành B, nhưng lão đại vẫn muốn thông hai con đường, một đường thông tới Thủy Thành, một con đường khác dẫn tới Phúc Thành cách Thủy Thành không bao xa hơn nữa để dị năng giả phân tán hai nơi với người bình thường mà nói là rất bất lợi nhưng lão đại vẫn cố ý làm như vậy hóa ra cũng vì mộ nhất phàm khụ hình như cũng không hoàn toàn vì mộ nhất phàm chẳng phải nhà họ chiến cũng có tang thi hay sao chiến bắc thiên nhìn tôn tử hào không nói gì bèn hỏi có vấn đề gì không tôn tử hào lắc đầu vậy làm theo như tôi nói đi vâng chiến bắc thiên nghĩ tới mộ nhất phàm vẫn còn đang giữ chân chiến nam thiên lập tức dặn dò những chuyện khác sau đó đi sang căn phòng bên cạnh thông báo với chiến lôi cương hắn còn có việc phải đi tiện thể xem qua tình hình của thiên nam sau khi xác định thiên nam không có vấn đề gì bất thường hắn liền giao cho tôn tử hào đứng ngoài cửa chú ý nhất cử nhất động của thiên nam ngay lúc hắn định rời đi đột nhiên trong phòng nghỉ vang lên tiếng hét chói tai chiến bắc thiên giật mình vội đẩy cửa phòng ra chỉ thấy lòng đất dưới phòng nghỉ xuất hiện rất nhiều cành mây màu đen, như cuồng ma loạn vũ, mạnh mẽ tấn công về phía người trong phòng. Chiến lôi cương vội vàng kéo dương phượng tình ra phía sau bảo vệ, sau đó dùng dị năng tấn công cành mây. Chiến lôi bình cũng bảo vệ thiên nam và trung tân ở phía sau, để họ ra ngoài qua cửa sổ, tránh bị cành mây gây thương tích. Chiến bắc thiên nhìn cành mây liền đoán ra dung tuyết đánh lén tới, đôi mắt ánh lên tia rét lạnh, lập tức bắn một lưỡi chém không gian về phía cành mây ngay lập tức cành mây bị cắt đứt tới lúc này rồi chiến bắc thiên không cho dung tuyết có cơ hội bỏ trốn nữa lập tức phóng ra dị không gian bao phủ xung quanh nơi ở không để cho dung tuyết có cơ hội chạy trốn xuống lòng đất dung tuyết không thể chạy trốn xuống lòng đất thông qua rễ cây hoảng hốt vội chui lên mặt đất dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy ra ngoài cửa sổ những người ở bên ngoài cửa sổ trông thấy có một quái nhân cả người xù xì vỏ cây từ trong phòng nghỉ chạy ra không ngừng hét chói tai thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có quái vật, có quái vật xuất hiện. Mọi người hoảng hốt bỏ chạy, ngay lập tức, tình cảnh trở nên hỗn loạn. Dung tuyết nghe thấy mọi người gọi mình là quái vật, gương mặt tràn đầy sự hung hãn và sát ý, chém mạnh cành mây về phía con người. Mọi người sợ hãi kêu lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Mắt thấy cành mây sắp đánh vào người họ, đột nhiên, âm âm, không biết cành mây bị thứ gì ngăn cản dù cuộc thế nào cũng không thể đánh vào con người. Chiến Bắc Thiên chui ra khỏi cửa sổ, lại bắn một lưỡi chém không gian ra. Dung Tuyết đang đuổi theo con người phát hiện nguy hiểm cận kề, cuốn quyết tránh sang bên cạnh, chật vật tránh khỏi lưỡi chém cường đại, ngã lăn xuống đất. Mọi người thấy Chiến Bắc Thiên từ phòng nghỉ đi ra, liền thở vào một hơi. Có dị năng giả mạnh như vậy ở đây rồi, họ không còn sợ hãi như trước nữa, họ ngừng chạy trốn, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy rõ dáng vẻ của Dung Tuyết. Có người nhìn thấy bộ dạng dung tuyết, giật mình la lên, trời ơi, rốt cuộc đây là cái gì? Dị thú sao? Nhưng sao dị thú lại xuất hiện ở đây? Nghe nói vậy lập tức có một người khác lượm xéo, dị thú mà trông như vậy à? Không phải dị thú thì là cái gì? À, thoạt nhìn như là... Như là con người, hơn nữa, là một cô gái. Con người. Có người nghe thấy đáp án này, lại càng thêm khiếp đảm, con người mà lại có bộ dạng như vậy sao? Có lẽ có liên quan tới dị năng, nên cô ta thành ra như vậy. Sau khi mọi người biết không phải quái vật, cũng không còn sợ hãi như trước nữa, thế nhưng vẫn hết sức cảnh giác nhìn người dưới đất. Dùng tuyết bật người qua, hung tợn nhìn chồng chọc chiến Bắc Thiên, dùng sức nhảy bật lên, chém cành mây về phía chiến Bắc Thiên, đồng thời đánh về phía những người bình thường khác. Mọi người sợ hãi, lại một lần nữa cất tiếng hét chói tai. Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nhìn cạnh mây bắn tới, phóng ra lưỡi chém không gian, lúc này, cạnh mây như gặp phải cơn lốc mang theo dao găm, vừa cắt đứt lìa, vừa tấn công mạnh mẽ về phía Dung Tuyết. Dung Tuyết kinh hãi, muốn thu tay về đã không kịp, hơn nữa, tốc độ của lưỡi chém không gian rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, những cạnh mây nối liền với tay phải bị bẻ gãy xuống. Cô ta kêu thảm thiết, cơn đau lập tức lan truyền khắp cơ thể. Dung Tuyết chật vật mở mắt, nhìn tay phải của mình phát hiện cánh tay đã bị cắt xuống nơi bị cắt đứt không ngừng chảy ra dịch thể màu xanh mọi người nhìn thấy máu cô chảy ra có màu xanh lá càng chắc chắn cô không phải con người dung tuyết cố nén cơn đau vội vàng dùng cành mây bao quanh nơi bị đứt lìa ngăn cho máu chảy ra chiến bắc thiên không cho cô ả à có cơ hội nghỉ ngơi lại một lần nữa phóng lưỡi chém không gian ra muốn giải quyết cho xong một lần ngay lúc lưỡi chém sắp đánh vào cơ thể dung tuyết đột nhiên một bóng người lao tới quên mình mà che chở trước mặt dung tuyết mọi người sửng sốt chỉ thấy lưỡi chém không gian lập tức chém vào người kia thân thể kia lập tức bị chém đứt thành hai nửa chiến bắc thiên nhìn người vừa bị mình chém đứt lìa chân mày nhíu chặt lại dung tuyết nhìn người trước mặt nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì đến khi thấy cơ thể đối phương bị cắt làm hai nửa rơi xuống đất mới rõ người đỡ lưỡi chém không gian thay cho mình kia chính là mẹ đẻ của mình cô không thể tin trợn to mắt nhìn người chảy máu không ngừng viền mắt càng lúc càng ửng đỏ muốn há miệng ra gọi nhưng bờ môi không ngừng rung lên làm thế nào cũng không thể cất tiếng được không biết qua bao lâu cô mới đau lòng mà hét to một tiếng mẹ dung tuyết không thể nào tin vào lúc cô gặp nguy hiểm thì chính mẹ cô người mà từ nhỏ tới giờ cô luôn cho rằng không đáng làm mẹ mình lại không nề hà cái chết đỡ giúp cô một đòn chí mạng mà người cha ruột và mẹ kế từ nhỏ tới giờ cô luôn nghĩ rất thương yêu mình, đến khi gặp nguy hiểm, lại vì chút vật tư mà bán đứng con gái, vậy mới biết mẹ cô mới là người thực sự thương yêu cô. Thế nhưng, cô đã biết quá muộn màng. Mẹ Dung Tuyết đau đớn khóc lên, giọng nói tràn đầy hối hận. Cô lấy lại tinh thần, cuống quýt ngồi xuống. Đột nhiên, cơ thể phát ra tiếng xì xì. Dung Tuyết cứng người lại ở tư thế nửa ngồi sổng xuống. Cuối đầu nhìn cơ thể xù xì vỏ cây của mình. Giữa ngực cô xuất hiện một lỗ hổng, dần già, mỗi lúc một lớn, dường như có người xé ngực cô tìm kẻ hở, dịch thể màu xanh lá từ trong người cô từ từ chảy ra. Chuyện? Chuyện gì vậy? Dung tuyết liền nhớ ra tuy rằng ban nãy mẹ cô giúp cô cản đòn, thế nhưng, quy lực của lưỡi chém không gian thực sự quá mạnh, chém cắt ngang người mẹ cô, sau đó chém tới người cô. Bởi vì đột nhiên mẹ xuất hiện, cho nên cô không để ý mình cũng bị đánh trúng dung tuyết nghĩ tới đây hốt hoảng che ngực mình thậm chí dùng những cành mây nhỏ để che cơ thể mình lại thế nhưng trị ngọn không trị gốc lỗ hổng trên người mỗi lúc một lớn đã lan xuống dưới phía bụng và trên cổ máu chảy ra cũng mỗi lúc một nhiều không không dung tuyết sợ hãi trợn tròn mắt thấy cơ thể mình nứt ra trong lòng hết sức sợ hãi cô không muốn chết cũng không muốn nghĩ tới cái chết nếu biết trước như vậy, cô đã không tới đây. Trước đó, sau khi thoát khỏi mộ nhất phàm, cô nhớ ra Phan Nhân Triết có dặn dò, vào thành B kiểm tra xem mọi người ẩn núp ở đâu, có rời thành B không, sau đó quay về báo cáo cho hắn ta. Thế nhưng, mà xui quỷ khiến thế nào, lúc thấy trong doanh địa của chiến Bắc Thiên có nhiều người như vậy, cô lại muốn giết vài người để gây phiền phức cho chiến Bắc Thiên, nhưng, người tính không bằng trời tính, không ngờ chiến Bắc Thiên đang đánh nhau với chiến Nam Thiên đã quay trở về nếu không, với năng lực những người khác, không thể nào bắt cô được. Mọi người xung quanh thấy khe nước trên người cô càng lúc càng dài, đều nín thở không nói gì, lặng lẽ nhìn dung tuyết lúng cuốn che đi cơ thể mình. Không bao lâu sau, khe nước lan lên phía trên, lên miệng, lên mũi, mi tâm, trán, cuối cùng đột nhiên cơ thể bất động, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự hoảng hốt. Ngay sau đó, cơ thể cô từ từ nứt ra, cuối cùng, nứt thành hai nửa rồi đổ xuống phía dưới. Những người nhát gan nhìn thấy hai cơ thể bị phân nửa, không nhìn được mà hét lên, nhiều người phải quay sang chỗ khác không dám nhìn. Tôn tử hào nhìn cơ thể bà Dung, có chút khổ sở, lão đại, có cần chôn cơ thể họ không? Chiến Bắc Thiên trao mày, tìm chỗ tốt trong doanh địa, an táng cho bà Dung ở đó. Nói rồi, hắn dùng lôi hỏa đốt thi thể Dung tuyết thành tro. Tôn tử hào nhân cơ hội sơ tán mọi người xung quanh. Lúc này, Trịnh Quốc Tông chạy tới bên người bà Dung, rừng rừng nước mắt nhìn hai nửa thân thể của bà Dung, nức nở nói, sao, sao bà lại, như vậy. Chữ ngốc kia nghẹn trong cổ họng không thể nào cất lên được. Trước đó ông ở cùng một chỗ với bà Dung, lúc bà Dung nhận ra quái nhân đột nhiên xuất hiện chính là Dung tuyết con gái mình, bà cũng hết sức kinh hãi, cuối cùng quên mình mà lao ra. Ông cố kéo lấy bà Dung, nhưng thể lực của bà Dung so với cái người bác sĩ chỉ giúp khám bệnh cho người khác như ông thì hơn nhiều lắm, cho nên bà dung nhanh chóng dảy ra khỏi tay ông lao ra bảo vệ con gái mình trịnh quốc tông nghĩ tới đây liền thở dài một hơi thật ra nếu đổi lại là ông ông cũng sẽ làm như vậy bởi vì dù con mình có xấu xa hư hỏng tới cỡ nào thì vẫn là con mình cho nên bậc làm cha đương nhiên phải bảo vệ cho con trai mình tôn tử hào dẫn theo hai cậu lính đi tới bác sĩ trịnh trịnh quốc tông vội lau nước trưng trưng bên khóe mắt thường úy tôn có thể phiền cậu dùng một tủ để cất thi thể bà ấy không? Ông không muốn một người mẹ lấy tính mạng bảo vệ con mình, cuối cùng lại luân lạc tới mức chỉ dùng manh chiếu cuốn người rồi chôn xuống dưới đất. Đương nhiên rồi, cháu đã phái người đi tìm tủ." Trình Quốc Tông ngàn ngẹn nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trước đó lúc mới quen bà Dung, bởi vì chuyện của chiến thiếu tướng với Mộc Mộc mà ông ít nhiều có phiến diện với bà Dung và dung nhan, sau đó ở chung Càng ngày càng cảm thấy thật ra hai mẹ con họ là người tốt. Như Dung Nhan, cô không muốn bởi vì mình thân con gái nên chỉ trốn trong doanh địa không đi tìm vật tư, ngược lại, so với những người khác có khi cô còn tích cực hơn, muốn mẹ mình có thể sống tốt. Bà Dung cũng vậy, lúc ở trong doanh địa thì siêng năng cần cù, gặp người ngoài thì lịch sự chân thành, rất được mọi người kính yêu, không ngờ bà lại mất như vậy. Trình Quốc Tông lấy chiếc khăn tay trong lòng ra, nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt bà Dung bà đi mạnh giỏi, tôi sẽ giúp bà tìm dung nhan. chiến bắc thiên đã đi tới sau lưng trịnh quốc tông, nghe ông nói vậy, lại lặng lẽ xoay người, quay trở lại bên cạnh mấy người chiến lôi cương. chiến lôi cương liền hỏi bắc thiên, cái người đỡ đòn thay quái nhân kia là ai vậy? là mẹ của ả. mấy người chiến lôi cương sửng sốt. dương phượng tình thân là một người mẹ, bà vô cùng kính để hành động bảo vệ con gái của bà dung. bà xoay người nhìn về phía bà dung không người cúi chào mấy người chiến lôi cương cũng chào bà dung sau đó nói với chiến bắc thiên hãy an táng cho người mẹ này thật chu đáo chiến bắc thiên gật đầu con đã giao cho nhóm tôn tử hào làm rồi chiến lôi cương hít sâu một hơi vậy được rồi con không cần để ý tới chúng ta nữa con đi làm việc của con đi vâng chiến bắc thiên xoay người biến mất trước mặt họ chiến lôi cương xoay người nói với những người khác chúng ta cùng đi hỗ trợ mọi người mau rời khỏi thành B đi. Ừ. Cũng lúc này, trên bầu trời khu thành phía Bắc, mộ nhất phạm đang cố giữ chân chiến Nam Thiên. Với năng lực của anh, không thể làm tổn thương tới chiến Nam Thiên, với khả năng lành vết thương của hắn, chẳng mấy chốc cũng lành lại. Cho nên, anh chỉ giữ chân chiến Nam Thiên, không cho hắn phát hiện ra mọi người ở thành B đang chuẩn bị rút lui tới Thủy Thành. Nếu không, chắc chắn chiến nam thiên sẽ lại nghĩ cách gì đó để phá hoại hành động chiến nam thiên thấy mộ nhất phàm chỉ tránh né và phòng thủ trong mắt hiện rõ sự khinh bỉ nhưng hắn đánh không được mộ nhất phàm nên càng khiến hắn bực mình bởi mộ nhất phàm vô cùng khó nhằn nên hắn cảm thấy bó tay dù dùng dị năng thế nào cũng không mảy may chạm tới anh hơn nữa mộ nhất phàm còn có sáu dị năng muốn đã thương anh không phải chuyện dễ dàng chính bản thân mộ nhất phàm cũng không muốn tránh né mãi như vậy khiến bản thân có vẻ rất vô dụng, nhưng lúc Chiến Nam Thiên đang tập trung muốn đánh mình, ánh mắt lóe lên, dụ Chiến Nam Thiên tới bãi đổ xe của một tòa nhà nọ. Lúc này, trong bãi không có xe đổ. Đến khi Chiến Nam Thiên đuổi tới bãi đổ xe, bóng mộ nhất phàm lại biến mất. Hắn chợt nheo mắt lại, vừa đi vừa cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Mộ nhất phàm, mày nghĩ là mày trốn đi thì tao không tìm được mày chắc. Hơn nữa, tao cũng chẳng cần tìm mày làm gì chỉ cần tao quay lại giết bừa một người, mày sẽ ngoan ngoãn ra gặp tao thôi. Dường như mộ nhất phàm không nghe thấy lời hắn nói, cứ trốn trong góc sâu không xuất hiện ra. Chiến Nam Thiên thấy mộ nhất phàm không bị mình uy hiếp, vội xoay người, đi về phía cổng bãi đổ xe, nhưng chợt nhận ra con đường ra dường như xa hơn lúc đi vào rất nhiều, chứ không thẳng tắp như trước. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Cơ thể Chiến Nam Thiên lóe lên, chạy về phía tiếng động kia, chỉ thấy hơn 10 người nghiên cứu viên mặc áo bơ trắng, trên mặt đeo khẩu trang đang vừa đi vừa thảo luận đề tài. 10 nghiên cứu viên kia thấy chiến nam thiên, bước chân cũng không dừng lại, ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ đi về phía hắn. Nghiên cứu viên cầm đầu nói, sao cậu lại trốn ra ngoài? Chiến nam thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, sửng sốt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nghiên cứu viên cầm đầu lấy kim tim có chứa thuốc nước màu xanh đâm vào cánh tay chiến nam thiên. Lúc chiến nam thiên bị đâm vào, chợt thấy có chút đau, nhưng dường như không quá đau đớn. Nghiên cứu viên cầm đầu xoay người nói với những nghiên cứu viên khác, mọi người đưa cậu ta về phòng nghiên cứu. Vâng. Hai nghiên cứu viên giữ lấy tay chiến nam thiên, giải hắn lên phòng nghiên cứu trên tầng. Chiến nam thiên muốn giải dụa, nhưng không có chút sức lực nào, chân mày trao chặt lại, thầm nghĩ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là thuốc trong kim tim có tác dụng, nhưng hắn là tan thi, mấy thứ này đâu thể có hiệu quả với hắn hai nghiên cứu viên kia đưa hắn vào phòng nghiên cứu liền trói chiến nam thiên lên giường chiến nam thiên vừa vào phòng nghiên cứu liền quên cả dãy giụa hắn ngạc nhiên nhìn căn phòng không biết vì sao cảm thấy nơi này thật quen thuộc dường như đã gặp ở đâu chiến nam thiên vừa nhìn phòng nghiên cứu vừa hồi tưởng lại mãi đến khi nghiên cứu viên cầm đầu đi tới trước mặt hắn mới dừng lại ánh mắt cố định trên người nghiên cứu viên Nghiên cứu viên cầm đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Chiến Nam Thiên một lượt, nhạt giọng nói, trước mắt rút hết móng tay và móng chân của hắn ra, dùng thuốc số 1 để ngăn cản móng tay mọc dài, sau đó lấy băng gạc cuốn lấy móng tay, tránh cho hắn cào chúng ta. "Vâng, hai nghiên cứu viên lấy kìm ra." Không biết lời này khiến Chiến Nam Thiên nghĩ tới điều gì, hắn nôn nóng hỏi, "Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?" Nghiên cứu viên cầm đầu kia không để ý tới hắn, xoay người sai người cạo tóc Chiến Nam Thiên sau đó dùng một chiếc mũ trùng đầu làm bằng nguyên liệu đặc biệt để đội lên đầu chiến nam thiên chiến mũ trùng này rất đặc biệt đỉnh đầu để hở tiện cho nghiên cứu viên tiến hành giải phẫu đại não anh là nghiên cứu viên lý có phải không chiến nam thiên giận dữ nói chắc chắn anh là nghiên cứu viên lý dù anh có đeo khẩu trang tôi cũng nhận ra giọng anh hắn nhớ ở kiếp trước sau khi thua chiến bắc thiên liền bị chiến bắc thiên đưa tới viện nghiên cứu sau đó có một nghiên cứu viên họ Lý tiến hành nghiên cứu với hắn. Nghiên cứu viên họ Lý này hiểu rất rõ về tang thi, bởi vì anh ta đã tốn 2, 3 năm để nghiên cứu tang thi, cho nên rất biết cách đối phó với tang thi, có thể hành hạ tang thi tới chết đi sống lại. Đơn cử là, nghiên cứu viên Lý này biết phải rút móng tay hắn ra, tránh cho móng tay hắn làm tổn thương tới con người, còn biết cách dùng thuốc để ngăn nó mọc dài. Cũng từ lúc đó, ngày nào hắn cũng như ở trong nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng, sao nghiên cứu viên họ Lý lại ở đây? Hắn nhớ, nghiên cứu viên họ Lý này là hai năm sau mạc thế, từ nước ngoài trốn về, sau đó được chiến Bắc Thiên cứu giúp. Hơn nữa, giờ mới mạc thế được một năm, hẳn nghiên cứu viên họ Lý này vẫn chưa hiểu biết nhiều về tan thi mới đúng chứ. Ngay lập tức, không biết chiến Nam Thiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc trận trừng mắt. Lẽ nào hắn quay trở lại kiếp trước, lúc bị chiến Bắc Thiên đánh bại? Đúng lúc này, Chiến Nam Thiên cảm thấy móng tay hơi nhói đau. Hắn cúi đầu nhìn, thấy móng tay của mình bị rút ra. Nghiên cứu viên họ Lý thấy Chiến Nam Thiên có vẻ không cảm nhận rõ rệt, lại cất tiếng nói, "Chuẩn bị thuốc số 2." Thuốc số 2 tăng cường cảm nhận xúc giác của Tang Thi, cho nên Chiến Nam Thiên lập tức cảm nhận được cái nhói đau ở đầu ngón tay mỗi lúc một mạnh, cuối cùng không nhịn được mà khẽ rên lên bằng mũi. Nghiên cứu viên Lý thấy phản ứng của hắn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bảo nghiên cứu viên ở bên cạnh ghi lại khoảnh khắc này, Tang Thi có phản ứng với thuốc số 2, có cảm giác đau, như vậy, Tang Thi vẫn có hy vọng trở về làm người. Nghiên cứu viên rút sạch móng tay của Chiến Nam Thiên, đổ thuốc số 1, sau đó lấy băng cuốn kỹ ngón tay hắn. Nghiên cứu viên Lý thấy toàn bộ móng tay của hắn đã bị rút, liền lấy găng tay phẫu thuật bên cạnh đeo vào tay, đón lấy dao phẫu thuật từ tay những nghiên cứu viên khác, chuẩn bị lấy tinh hạch trong đầu Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên nhìn con dao trong tay anh ta bằng ánh nhìn tàn nhẫn, lắc đầu, không muốn nghiên cứu viên lý tiến hành mổ não mình. Nghiên cứu viên bên cạnh vội giữ lấy đầu Chiến Nam Thiên, không để cho Chiến Nam Thiên nhích tới nhích lui. "Chúng mày." Vốn là Chiến Nam Thiên muốn gầm lên vài câu, nhưng đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, hắn liền ngậm miệng lại. Người trong kia không phải hắn, không, nói chính xác thì là hắn của hiện tại, là một người tên Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên lập tức nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lóe lên. Ngay sau đó, dây trói trên người bị tháo ra, từng nghiên cứu viên một biến mất, mà dị năng thì quay trở lại bên người hắn. Một giây sau, hắn phẫn nộ lao vào nghiên cứu viên Lý. Nghiên cứu viên Lý nhanh chân lui về phía sau, tránh né đòn tấn công của Chiến Nam Thiên, khẩu trang và quần áo trên người anh ta dần biến mất, thay vào đó là gương mặt của mộ nhất phạm, phòng nghiên cứu cũng biến lại thành phòng làm việc. Chiến Nam Thiên nhìn về chỗ chiếc gương ban nảy, thật ra đó là hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ. Hắn trợn trừng mắt nhìn chồng chọc mộ nhất phàm, mộ nhất phàm, mày dám dùng ảo thuật với tao. Thực sự không thể tha thứ, bởi vì mộ nhất phàm vừa chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, chạm tới những tháng ngày tâm tối nhất trong cuộc đời hắn, đoạn ký ức mà hắn không muốn nghĩ tới một chút nào. Mộ nhất phàm chép chép miệng, nhanh như thế đã bị lật tẩy, tao còn tưởng mày phải ở trong ảo thuật ít nhất một tiếng, mới nhận ra tao dùng ảo thuật với mày cơ, tiếc quá, tiếc quá đi. Thật đáng tiếc, ban nãy suýt chút nữa là đã có thể giết chết Chiến Nam Thiên rồi, thế mà Chiến Nam Thiên lại tỉnh táo trước lúc quan trọng nhất. Chiến Nam Thiên tức giận gầm lên một tiếng, một cơn sóng âm mạnh mẽ cuộc vào người mộ nhất phàm. Nhưng đối phương là tan thi cùng cấp bậc, sóng âm vốn chẳng có tác dụng gì với mộ nhất phàm. Thế nhưng, Đám tang thi từ đằng xa xa nghe thấy tiếng gầm của chiến nam thiên Lại trở nên hết sức cáu kỉnh Cũng càng thêm hung hãn Rất nhiều tang thi cấp thấp xoay người quay trở về phía thành B Tang thi trung cấp có ý thức thì đợi chỉ thị từ tang thi cao cấp Phan nhân triết đợi mãi mà không thấy dung tuyết quay về Đành phải ra lệnh cho tang thi vào thành tìm chỗ con người ẩn nút Tang thi có dị năng nhận lệnh Đang muốn dùng dị năng bay về thành B Lại nghe thấy từ xa xa truyền tới tiếng gào Nhất thời, cắt ngang mọi hành động của bọn chúng ép chúng không được cử động sau đó lại một tiếng gầm vang lên giải trừ mọi áp bức của bọn chúng nhưng vừa mới giải trừ lại một tiếng gào vang lên ép chúng phải rời đi cứ như vậy hai tiếng gầm khác biết cứ lặp đi lặp lại đầu đám tang thi mỗi lúc một đau giống như muốn nổ tung nhưng vẫn có ý chí khống chế mọi hành động của bọn chúng nhưng bọn chúng lại không biết phải nghe ai dù nghe ai cũng sẽ bị một ý niệm khác cắt đứt khiến đầu chúng đau như muốn vỡ ra vô cùng đau đớn tất cả tang thi đều ngửa đầu lên trời mà gào thét phát ra tiếng kêu thống khổ ngay cả tang thi cao cấp cũng không chịu nổi hai tang thi vương hành hạ đau không đứng dậy nổi thậm chí ngã lăn xuống đất mọi người trong thành nghe thấy tiếng tang thi truyền tới không khỏi lo lắng hy vọng có thể mau chóng rời khỏi thành bê cũng may là đường hầm chiến bắc thiên bảo nhóm tôn tử hào thông rất rộng rãi cũng bằng phẳng còn dùng hàng rào ngăn cách hơn 20 đường cho xe chạy, tránh cho mọi người chen chúc vào đường xe chạy khác gây ùn tắc. Đồng thời, dưới sự sắp xếp của nhóm tôn tử hào, rất nhiều người không có xe cũng có thể lên xe rời đi. Ngoài ra, nếu chen ngang hay làm loạn thì sẽ bị bắt dừng lại tại chỗ, không được rời đi, cho nên mọi người không dám làm loạn, khiến mọi chuyện tiến hành rất đổi thuận lợi, cũng nhờ vậy mà không bị ùn tắc. Chỉ nửa giờ ngắn ngủi, đã có một nhóm người nhỏ rời đi. Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng gầm, liền tìm được tòa nhà nơi Mộ Nhất Phàm đang ở. Thấy Mộ Nhất Phàm vẫn bình yên vô sự, hắn thả lỏng mình, đi tới bên cạnh Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên, hai mắt sáng lên, sao rồi? Có chắc là em họ anh không? 80% là nó. Thế tiếp theo đây anh định làm gì? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên thấy Chiến Bắc Thiên tới, ngừng gầm lại dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chồng chọc bọn họ. Đột nhiên, cơ thể hắn phun ra một lượng hắc khí lớn, như cơn sóng mạnh mà cuột vào người nhóm Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên đưa mộ nhất phàm rời khỏi tòa cao ốc. Cùng lúc đó, mộ nhất phàm phóng ra dị năng hệ quan muốn thanh lọc hắc khí, nhưng không thành công, bởi vì lần này không giống như khi ở khu thành phía Bắc, khi đó không có chủ thể khống chế hắc khí, cho nên mới thanh lọc được. Hôm nay, Chiến Nam Thiên ở đây, hắc khí bị hắn khống chế, nuốt trọn dị năng hệ quan. Chiến Bắc Thiên đưa anh tới nơi an toàn, để mộ nhất phàm rời khỏi đây, còn hắn thì đối phó với chiến Nam Thiên. Mộ nhất phàm không đồng ý, một mình anh chỉ kéo dài được thời gian, có em thì sẽ khác, hai chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết hắn. Chiến Bắc Thiên cũng mong có thể giải quyết chiến Nam Thiên trong thời gian ngắn, nên đành đồng ý để mộ nhất phàm ở lại. Mộ nhất phàm lại nói thêm, hắn là tan thi, chúng ta đánh những vị trí khác trên người hắn cũng vô ích chỉ có thể tấn công đầu hắn nhưng dị năng của chúng ta vừa tới gần hắc khí đã mất hiệu lực đây mới là điểm khó nhằn nhất chiến bắc thiên nói hắn cũng không dám tới gần anh sợ anh sử dụng dị không gian với hắn chúng ta mộ nhất phàm còn chưa nói hết chiến nam thiên từ trong tòa nhà lao ra cả người đầy hắc khí tự như đám mây đen tối thui chiến bắc thiên liền nói chúng ta tách ra hành động đi dứt lời hai người hết sức ăn ý mà tách ra đi về phía đông và phía tây đột nhiên mộ nhất phàm xoay người dùng một kết giới to lớn bao quanh chiến nam thiên chiến bắc thiên nhân lúc trước khi kết giới của mộ nhất phàm bị hắc khí của chiến nam thiên nuốt lấy lập tức phóng ra dị không gian sau đó lại phóng lưỡi chém không gian vừa mạnh như gió bão vừa thoát ẩn thoát hiện về phía chiến nam thiên trong khoảnh khắc kết giới của mộ nhất phàm bị hắc khí nuốt lấy dị không gian bao vây chiến nam thiên đồng thời phóng ra lưỡi chém mãnh liệt vào người chiến nam thiên. Lúc này, dưới sự phối hợp vô cùng ăn ý của hai người, hắc khí bị đánh tan. Gặp tình huống như vậy, cơ hội hắc khí còn trên người rất nhỏ, gương mặt mộ nhất phạm liền lộ vẻ vui mừng, nhưng nghĩ tới chiến nam thiên không thể dễ dàng giải quyết như vậy, cho nên nhanh chóng thu hồi nụ cười. Quả nhiên, sau khi hắc khí tan ra, là một khoảng không trống rỗng. Người đâu rồi? Mộ nhất phàm giật mình hay là vốn trong hắc khí không có ai, chỉ là bọn họ nghĩ lầm rằng chiến nam thiên ở trong đó. Sau khi hắc khí bị đánh tan, chúng liền tản về phía bốn phía xung quanh, thực vật hoạt động vật đùng phải nó đều mau chóng héo rũ, thậm chí bị ăn mòn, biến thành một đống tro xám. Mộ nhất phàm vội dùng dị năng hệ quan để thanh lọc hết hắc khí. Chiến Bắc thiên nheo mắt lại, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cho mày lại, dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở về doanh địa của mình chỉ thấy chiến nam thiên đang ở trên không trung, tùy ý phóng hắc khí vào người trong doanh địa. Người trong doanh địa thấy trên trời có tang thi cao cấp, nhất thời trở nên hỗn loạn, đặc biệt là khi thấy những người bị hắc khí dính vào, nếu gương mặt không lộ vẻ thống khổ sợ hãi, thì cũng là bị ăn mòn, bọn họ lại càng thêm hoảng sợ, không ngừng phát ra tiếng hét chói tai, liều mạng chạy về phía đường hầm. Chiến nam thiên nhìn bộ dạng thống khổ của mọi người, vô cùng hưng phấn, miệng không ngừng phát ra tiếng cười âm trầm. Gương mặt chiến Bắc Thiên lạnh tanh, lập tức phóng dị không gian ra. Chiến Nam Thiên nhận thấy nguy hiểm, vội thu hồi hắc khí lại để né tránh. Hắn thấy chiến Bắc Thiên cách đó không xa, chế nhạo, trở về nhanh thật đấy, mày cho bọn người này trốn tới đây, là muốn đưa bọn chúng tới thủy thành sao. Chiến Bắc Thiên không nhiều lời, liền ra tay tấn công. Đầu tiên hắn dùng dị năng hệ băng đóng băng cả người chiến Nam Thiên lại, sau đó đợi chiến Nam Thiên dùng dị năng phá vỡ khối băng, lại phóng lưỡi chém không gian giết hắn. Nếu không phải chiến nam thiên phản ứng nhanh, dùng hắc khí triệt tiêu toàn bộ uy lực của lưỡi chém không gian, thì lúc này đây người hắn đã là mấy mảnh sát. Lúc này, chiến bắc thiên không còn do dự chút nào, tốc độ và uy lực tấn công đều nhanh và mạnh hơn nhiều, thực sự là muốn hạ gục chiến nam thiên chỉ trong một chiêu. Hắn không sử dụng dị không gian nhiều lần nữa, bởi vì trước đó liên tục dùng dị không gian, chỉ là muốn bắt người về, giờ hắn chỉ sử dụng lưỡi chém không gian và dị năng hệ lôi hỏa, dị năng hệ băng để đánh chết Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên cũng nhận ra Chiến Bắc Thiên muốn giết mình thật, hắn thu vẻ cật nhã trên gương mặt lại, nét mặt âm trầm, ra sức đánh trả lại. Lập tức, trên bầu trời doanh địa chỉ có tiếng vang ầm ầm, thi thoảng, dị năng cường đại đánh xuống đất, nổ thành một cái hố sâu, khiến mọi người sợ hãi chạy trối chết. Đám tôn tử hào càng tăng tốc độ, sắp xếp cho mọi người mau chóng rời khỏi đường hầm. Lúc mộ nhất phàm chạy tới, cả doanh địa hỗn loạn, những tiếng kêu than vang xé trời, nơi nơi đều là hắc khí, còn có những chiếc hố sâu xuất hiện, rất nhiều người nằm trong vũng máu. Nhóm dị năng giả hệ thủy từ hàng phòng tuyến thứ nhất ở thành B quay về, dưới sự hướng dẫn của Mao Vũ, tiến hành trị liệu cho những người may mắn còn sống. Mộ nhất phàm cũng gia nhập đội ngũ chữa trị, phóng dị năng hệ quan cường đại ra, thanh lọc hắc khí, để vết thương trên người họ khép miệng nhanh hơn doanh địa được vận sáng trắng bao phủ hắc khí được thanh lọc những người bị hắc khí khống chế nhanh chóng khôi phục được ý thức không còn cảm thấy sợ hãi nữa vội ngồi lên xe binh lính an bại để nhanh chóng rời đi những người bị thương không quá nghiêm trọng sau khi được vận sáng trắng trị liệu xong cũng miễn cưỡng đứng dậy mà đi về phía xe ngay cả những dị năng giả bị thương ở hàng phòng tuyến thứ nhất cũng được tiếp nhận trị liệu vết thương khép miệng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mọi người vừa mừng vừa sợ nhưng cũng rất đau lòng bởi vì vần sáng kia không thể hồi sinh cho những người đã chết nhóm chiến lôi cương đang giúp đỡ trong đường hầm nghe thấy những tiếng ầm ầm liên tục như sét đánh vội chạy ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì hoặc có nơi nào cần họ giúp đỡ một tay không đến khi họ thấy người đang đánh nhau với chiến bắc thiên là chiến nam thiên sắc mặt người nhà họ chiến liền tối xuống đặc biệt là chiến lôi bình sắc mặt ông hết sức khó coi thiên nam ở đằng sau vừa nhìn thấy chiến nam thiên đôi mắt ôn hòa liền ánh lên tia phẫn nộ chiến nam thiên ở trên bầu trời dường như cảm nhận được sự tồn tại của thiên nam sau khi né đòn tấn công của chiến bắc thiên xong liền đi xuống dưới nhìn trong nhóm người nhà họ chiến đứng trước đường hầm hắn nhìn thấy thiên nam đột nhiên chiến nam thiên nheo mắt lại phất tay một cái tia trắng chói mắt từ tay hắn bán ra phóng thẳng về phía người nhà họ chiến người nhà họ chiến cả kinh đang định tránh né đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt họ đỡ lấy chùm tia laser sau khi chùm tia laser bắn qua cơ thể anh lập tức biến mất không giấu như chưa từng xảy ra chuyện gì mọi người giật nảy mình là mộ đại thiếu gia có một tiểu bối nhà họ chiến la lên chiến lôi bình cầm loa lên giận dữ nói chiến nam thiên nếu mày còn coi tao là cha thì xin mày mau thu tay về nếu không quan hệ cha con chúng ta sẽ chấm dứt tại đây từ nay về sau mày không còn là người nhà họ chiến nữa lôi bình chiến lôi cương phức tạp nhìn chiến lôi bình không biết em trai mình phải hạ bao nhiêu quyết tâm hơn nữa ông cũng là một người cha biết rõ lúc em trai mình nói những lời này trong lòng đau đớn đến nhường nào chiến nam thiên vừa đánh vừa cười mỉa mai trong lòng không lại gì người cha này thế nhưng lại không nói ra trái lại lo lắng cất tiếng bố cái người tóc dài đứng sau bố là tang thi mọi người mau tránh xa cậu ta một chút, thi triều lần này thật ra là do cậu ta gọi tới. Sao cơ? Mọi người kinh ngạc. Ngoài chiến lôi bình và chiến lôi cương ra, những người khác đều dùng tốc độ nhanh nhất mà cách xa 5 mét, đồng thời phóng dị năng ra, chỉ cần thiên nam có hành động gì, bọn họ sẽ tấn công thiên nam. Thiên nam thấy người nhà họ chiến đề phòng với mình, trong mắt ánh lên tia đau lòng. Chiến lôi bình mơ hồ có chút không đành lòng. Dựa vào trực giác của ông, dù thiên nam có là tang thi cũng sẽ không làm loại chuyện gây tổn hại tới loài người chiến lôi cương đứng bên cạnh cũng không động đậy bởi vì ông tin tưởng con trai mình nếu thiên nam có vấn đề gì chắc chắn sẽ không để cậu ta ở bên cạnh bọn họ huống hồ chiến nam thiên bây giờ đã không còn là chiến nam thiên mà bọn họ biết tính tình khó đoán lúc thì ôn hòa lúc thì âm trầm độc ác những lời hắn nói đã được xếp vào phạm vi không thể tin tưởng được chiến lôi cương giơ tay lên ý bảo mọi người thu hồi dị năng lại cậu ấy là bạn của bắc thiên tôi tin tưởng cậu ấy mọi người nghe vậy liền bớt cảnh giác đi nhiều từ từ thu hồi dị năng lại thiên nam cảm kích nhìn ông gật đầu chiến nam thiên thấy người nhà họ chiến không đối phó với thiên nam trong mắt hiện lên tia tàn độc lại một lần nữa dùng dị năng tấn công thiên nam mộ nhất phàm lại một lần nữa nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công của chiến nam thiên đồng thời tạo kết giới phòng ngự trong doanh địa tránh cho sẽ lại xảy ra chuyện này chiến nam thiên thấy đòn tấn công của mình lại bị đỡ lấy lạnh lùng giận dữ nói mộ nhất phàm giờ mày giúp con người vì con người sẽ cảm kích mày sao đợi đến khi bọn nó không cần mày nữa kết cục của mày rồi sẽ giống đám tang thi bên ngoài thành kia thôi nếu không bị đuổi ra khỏi thành thì cũng móc tinh hạch của mày ra để thăng năng lực mình mộ nhất phàm nói tao chỉ cần làm tốt bổn phận của mình theo lương tâm mà làm những việc mình muốn làm là được rồi không cần bọn họ phải cảm kích tao. Chiến Nam Thiên thấy mộ nhất phàm nhiều lần muốn đối đầu với mình, cũng không khách khí với anh nữa, phóng dị năng về phía mộ nhất phàm. Ngay sau đó, dị hỏa màu đỏ đen như sóng mà nhanh chóng đánh về phía mộ nhất phàm. Mộ nhất phàm nhìn trong dị hỏa có hắc khí, bèn thử sử dụng kết giới, xem có thể ngăn cản dị hỏa không. Nhưng dù sao hắc khí cũng có khả năng vô hiệu hóa dị năng, cho nên lúc chạm tới kết giới, liền vô hiệu hóa kết giới mộ nhất phàm liên tục sử dụng kết giới nhưng chỉ có thể giảm bớt tốc độ của dị hỏa anh thấy kết giới không thể ngăn cản dị hỏa cũng không ngốc đến mức cứ đứng bất động tại chỗ bèn nhanh chóng xoay người dùng dị năng đánh cản dị hỏa thế nhưng dị hỏa cứ như có máy theo dõi bất kể mộ nhất phàm chạy tới đâu cũng đuổi theo tới đó hơn nữa những nơi bị dị hỏa đen đụng tới một giây sau sẽ biến mất không để lại chút vết tích nào thể như bị dị hỏa nuốt trọn hết tất cả khiến con người ta cảm thấy hết sức sợ hãi. Mà dù dị năng hệ quan của mộ nhất phàm nhanh tới đâu, cũng không thể bỏ rơi được dị hỏa, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi mà dị hỏa đã nuốt trọn hết phòng ốc và cây cối xung quanh doanh địa. Chiến Bắc Thiên thấy vậy, bèn dịch chuyển trong chớp mắt, đưa mộ nhất phàm theo tránh né dị hỏa. Cùng lúc đó hắn sử dụng dị năng hệ băng để đẩy lùi tốc độ của dị hỏa, sau đó dùng dị không gian bao vây nó, đè xuống đất. Nhất thời, mặt đất phát ra tiếng nổ lớn rung dữ dội thể như sắp sập xuống cường độ rung rất kinh hoàng đất đá trên trần hầm giống như trời mưa mà liên tục rơi xuống những người ngồi trong xe không ngừng phát ra tiếng chói tai sợ hãi chạy đi cũng may mà trước đó chiến bắc thiên đã sắp xếp cho dị năng giả hệ thổ ở trong đường hầm coi chừng nên đường hầm mới không sụp xuống sau khi va chạm xong tiếng động của trận động đất cũng không kết thúc mà ầm ầm về phía bên ngoài doanh địa những người trong doanh địa không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mặt đất trung dữ dội. Thế nhưng, mộ nhất phạm và chiến Bắc thiên ở trên không trung lại tận mắt chứng kiến tất cả. Nơi đây từng là thủ đô Mỹ lệ phồn hoa, thế nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dường như đổ nát trong nháy mắt, từng tòa cao ốc cao sừng sững biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Hơn nửa số các tòa nhà bị sang bằng, nhưng trận động đất vẫn không ngừng rung lên, nó vẫn nằm vang ầm ầm. đột nhiên, mặt đất lõm xuống, tất cả gạch đá, cùng với cây cối như bị mặt đất nuốt trọn, toàn bộ lún xuống bùn đất. Mộ nhất phàm không kiềm chế được mà rùng mình, chiến nam thiên chỉ tùy ý phóng dị năng một cái, mà hơn nửa số tòa nhà đã sụp đổ, nếu như phát huy dị năng tới cùng, không biết tình hình còn thảm khốc tới mức nào nữa. Đột nhiên anh cảm thấy may mắn vì mọi người đã đi tới doanh địa, có một bộ phận lớn đã rời khỏi thành bê. Chiến nam thiên nhìn đóng đổ nát, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười âm hiểm, nhân lúc mấy người mộ nhất phạm không chú ý, lập tức lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Trước khi hắn bỏ điện thoại vào túi, mộ nhất phạm quay phát đầu lại, nhìn chồng chọc chiến nam thiên. Nếu như tiếp tục để mặc chiến nam thiên sử dụng dị năng cường đại, đừng nói là thành bê bị phá hủy, chỉ e cả thế giới cũng bị người này hủy diệt. Chiến nam thiên thấy trong mắt anh ánh lên tia lạnh lùng, nụ cười trên khóe môi lại càng khắc sâu. Đây là hậu quả khi mày không phục tùng tao. Nếu mày còn cố ý ở cùng một chỗ với con người, thì mày cũng sẽ giống như tòa nhà này, bị chôn vùi dưới lòng đất." Mộ Nhất Phạm kéo bàn tay đặt sau lưng mình xuống. "Chiến Bắc Thiên lập tức hỏi, em định làm gì?" "Đừng lo, em chỉ muốn thử một dị năng khác của mình thôi." "Một dị năng khác?" Chiến Bắc Thiên còn chưa kịp phản ứng, Mộ Nhất Phạm đã biến mất trước mặt hắn, lao về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phạm hóa thành tia sáng trắng lao về phía mình không những không tránh né, còn mỉa mai nói, không phải mày có dị năng sao chép sao? Sao không sao chép dị năng hệ ám của tao? Hay là vốn mày không thể sao chép được dị năng này? Nếu quả đúng là như vậy, thì dị năng sao chép của mày cũng chẳng lợi hại gì. Nói đoạn, hắn từ từ bắn hắc khí về phía mộ nhất phàm. Mộ nhất phàm chỉ hơi nhích sang bên cạnh, một giây sau, hắc khí liền đánh vào cánh tay trái của anh. Anh liền dừng động tác lại, cúi đầu nhìn hắc khí trên cánh tay mình. Chiến Nam Thiên thấy hắc khí đánh trúng mộ nhất phàm, lập tức gia tăng uy lực của hắc khí để khống chế dị năng của anh. Mộ nhất phàm, giờ hắc khí do tao điều khiển, mày không thể nào dùng dị năng hệ quan để thanh lọc nó, nếu không có tao giải trừ, mày chỉ có thể bị hắc khí ăn mòn, cho đến chết. Nghe vậy, mộ nhất phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên, khóe môi công ra tạo thành ý cười ghẹo, vậy sao? Anh vẫy vẫy cánh tay bị hắc khí bao lấy, cười nói để mày phải thất vọng rồi ngay sau đó hắc khí dần dần biến mất khỏi cánh tay anh chiến nam thiên ngẩn ra không thể tin nhìn mộ nhất phàm đã xảy ra chuyện gì vậy sao hắc khí của hắn lại biến mất chiến bắc thiên cũng sửng sốt ngay lập tức hắn nhớ ra mộ nhất phàm còn có một dị năng khác tên là dị năng vô hiệu hóa mộ nhất phàm nhân lúc chiến nam thiên đang thất thần đột nhiên lao tới trước mặt chiến nam thiên nhanh chóng dùng kết giới giam cơ thể của chiến nam thiên lại giơ móng tay sắc bén lên chụp lấy đầu của chiến nam thiên chiến nam thiên lấy lại tinh thần thấy mộ nhất phàm giơ tay về phía mình ngửa đầu ra sau khó khăn tránh lấy đòn tấn công của mộ nhất phàm thế nhưng từ mũi hắn đến ngực lại bị năm ngón tay của mộ nhất phàm cào sâu thế nhưng với tang thi mà nói những vết cào kia không đáng kể chỉ mấy giây ngắn ngủi và đã lạnh lại như cũ mộ nhất phàm không cho hắn có cơ hội phản ứng dùng dị năng hệ kim biến dị tạo thành lồng sắt trong suốt mà chụp về phía chiến nam thiên. Khóe mắt chiến nam thiên liếc thấy xung quanh có ánh sáng lóe lên, nhanh chóng phá vỡ kết giới, lập tức chạy trốn khỏi nguy hiểm. Hắn không tiếp tục ở lại doanh địa nữa, dùng tốc độ nhanh nhất để rời thành B. Lúc này, gương mặt hắn u ám vô cùng. Từ sau khi sống lại, mộ nhất phạm vẫn là thứ duy nhất nằm ngoài tầm tay hắn. Mới đầu hắn còn tưởng bởi vì hai linh hồn không thể tồn tại trong cùng một cơ thể cho nên hắn mới bị đẩy vào trong thân thể của chiến nam thiên tuy rằng lúc đó bị nhập vào cơ thể của chiến nam thiên cảm thấy có chút quái dị nhưng biến thành chiến nam thiên hắn thấy không thành vấn đề ngược lại còn rất cao hứng cứ như vậy trên đời này lại có thêm một người kề vai sát cánh cùng hắn chiến đấu thế nhưng nghĩ thế nào cũng không ra linh hồn trong thân thể kia đã sớm không phải là hắn mà bị một linh hồn không rõ cướp lấy thân thể hắn Lúc này hắn vẫn nghĩ cũng không phải vấn đề to lớn gì, vấn đề là cái người này cướp lấy cơ thể hắn, không những không muốn hợp tác với hắn, lại còn không ngừng giúp đỡ con người, hơn nữa, còn dây dưa với chiến Bắc Thiên. Bây giờ, hắc khí của hắn lại không có tác dụng với tên mộ nhất phạm này, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, bởi vì rất nhiều chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mộ nhất phạm ở phía sau đuổi theo, nhưng bởi chiến Nam Thiên phóng ra một lượng hắc khí lớn, ngăn cản tầm nhìn của anh, cho nên anh nhanh chóng để vụt mất bóng chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên tìm quanh thành B và xung quanh thành một vòng, nhưng không tìm được chiến Nam Thiên. Hắn lo đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, không thể làm gì hơn là quay lại doanh địa, đẩy nhanh tốc độ sắp xếp cho mọi người rời đi. Vốn là mộ nhất phàm muốn tới Thủy Thành coi chừng trước, sợ rằng chiến Nam Thiên sẽ tới Thủy Thành phá hủy, nhưng lại bị chiến Bắc Thiên cản lại. Giờ hắn không nghĩ ra cách đối phó với em, nên tạm thời sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, có kình thiên ở đó, thằng bé sẽ bảo vệ tốt Thủy Thành. Chiến Bắc Thiên thật sự không yên tâm để mộ nhất phàm một mình tới Thủy Thành, nhưng nếu hắn cũng đi cùng, rất có thể đội ngũ sẽ bị tan thi tập kích, hoặc là Chiến Nam Thiên có thể quay trở lại đánh chết mọi người. Mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là cùng Chiến Bắc Thiên quay trở lại doanh địa, hỗ trợ sắp xếp cho mọi người rời khỏi đây. Trong lúc sắp xếp, anh phát hiện có rất nhiều người tránh anh như tránh ông dịch, đứng cách anh rất xa mộ nhất phàm biết họ sợ thân phận tang thi của mình cũng không để ý vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục hỗ trợ nhất phàm đột nhiên một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng anh mộ nhất phàm xoay người thấy mộ duyệt thành dẫn theo hai cậu lính khác lo lắng đi tới bèn hỏi sao ạ à? không thấy ông nội con đâu ông nội mộ nhất phàm châu mày lại sao lại không thấy ông binh lính trong doanh địa không trông chừng bảo vệ ông sao đột nhiên không thấy đâu Mọi người tìm rất lâu vẫn chưa thấy, Mộ Duyệt Thành nghĩ tới điều gì đó, bèn nói, phải rồi, ông để lại một tờ giấy trong phòng, nói là theo chiến lão quân ủy rời thành Bê trước, nhưng mà binh lính không thấy ông ra khỏi phòng. Mộ Nhất phàm nhanh chóng nghĩ ra lý do, "Bố, bố đừng lo, chắc là chuyện này do Bắc Thiên sắp xếp cho họ đi đó, nói không chừng giờ họ đã đã ở thành chúng ta muốn tới trước rồi." Lúc này Mộ Duyệt Thành mới thoáng thở phào, lại hỏi, "Nghe con nói vậy, con cũng biết sau khi chúng ta rời thành B sẽ tới đâu sao? Vâng, một thành phố an toàn hơn thành B. Mộ Duyệt Thành có phần không tin tưởng, còn nơi nào an toàn hơn thành B sao? Hơn 10 tường thành vừa dày vừa cao như vậy cũng không chống nổi thi triều, còn nơi nào kiên cố hơn thành B nữa? Cái này tạm thời không thể nói cho bố biết, đợi đến nơi rồi bố sẽ biết thôi. Mộ Duyệt Thành cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ thở dài, không nói thì thôi, nhưng có cái này bố cần nói rõ giờ phần lớn mọi người đều đã biết con là tang thi sau này muốn sống cùng họ là chuyện không thể bọn họ sẽ không bỏ qua cho con cho nên bố nghĩ chúng ta lánh tới một thành khác an cư thì hơn con nghĩ sao trước đó ông nghe mọi người nói chuyện con ông là tang thi nhất thời lo lắng lo họ sẽ không tha cho con trai ông nhưng ngẫm lại chỉ cần họ không sống cùng mấy người kia nữa thì không còn gì phải lo lắng cả sau này chỉ cần cả nhà họ vui vẻ sống cùng một chỗ, dù khó khăn tới đâu họ cũng có thể vượt qua. Mộ Thượng Tướng, chuyện này ngài không cần phải lo, cháu đã sắp xếp rồi, Chiến Bắc Thiên đi tới nói, cháu sẽ không để mộc mộc phải sống với những người không chấp nhận em ấy. Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Bắc Thiên, nheo mắt lại, Chiến Thiếu Tướng, tôi hỏi cậu, có phải cậu cố ý để mọi người biết nhất phàm là tan thi không? Nếu Mộ Thượng đang chỉ chuyện của Ung Ly, cháu xin lỗi chuyện này không phải do cháu sắp xếp là có người muốn vạch trần thân phận của mộc mộc cháu chỉ tiện thể thuận nước đẩy thuyền để cho tất cả mọi người biết chuyện này nếu không sau này vẫn sẽ có người lợi dụng thân phận mộc mộc là tang thi để hại em ấy mộc mộc cũng sẽ vì thân phận tang thi của mình mà ngày ngày phải sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng sợ có người biết em ấy là tang thi cho nên không bằng công khai ra để em ấy có thể sống mỗi ngày vui vẻ Mộ Duyệt Thành miễn cưỡng vừa lòng với lời giải thích này, thế giờ cậu định thế nào? Đợi rời khỏi thành bê rồi, mộ thượng tướng sẽ tự biết cháu sắp xếp thế nào? Nói tới nước này rồi, mộ Duyệt Thành cũng không gặn hỏi nữa, đợi sắp xếp cho tất cả mọi người rời đi xong, người nhà họ mộ và họ chiến mới lên xe rút lui. Trên đường, bầu không khí quạng cu ẻ toát lên sự u buồn, không có người nói chuyện, mọi người cảm thấy con đường trước mặt thật mịt mù. Hôm nay nhà đã mất, Tiếp theo đây họ biết đi con đường nào. Ngay lúc mọi người không biết tòa thành An Cư là nơi nào, đột nhiên phía trước vang lên tiếng loa phóng thanh. Xin mọi người chú ý, xin mọi người chú ý, đi thêm 10 km nữa sẽ có một ngã ba, đi thêm 10 km nữa sẽ có một ngã ba, đường bên trái sẽ thông tới Phúc Thành, đi thẳng sẽ tới Thủy Thành, người nhà họ Chiến và họ Mộ sẽ chọn Thủy Thành làm doanh địa sau này, thế nhưng, từ nay về sau, họ sẽ sống cùng với Tang Thi mộ nhất phàm không biết chiến bắc thiên lại sắp xếp như vậy anh ngạc nhiên còn cảm thấy cảm động những người khác thì không phải nói ầm cả lên mọi người đều sợ hãi nghị luận người nhà họ chiến và họ mộ muốn sống cùng với tang thi sao có phải họ điên rồi hay không họ không sợ mình cũng biến thành tang thi sao tang thi mà người nhà họ chiến và họ mộ muốn sinh sống cùng rất có thể là mộ đại thiếu gia và chiến nhị thiếu gia nếu là như vậy bọn họ muốn sống cùng với tang Thi cũng không kỳ lạ, dù sao thì họ cũng là người một nhà. Dù có là như thế, cũng không thể ở với tang Thi được, nhỡ sơ sảy một cái, bị bọn họ cào xước, chúng ta cũng biến thành tang Thi thì làm sao bây giờ? Đúng đó. Húng hồ thi triều còn do chiến nhị thiếu gia và mộ đại thiếu gia gọi tới, nếu sau này ở cùng bọn họ, kết cục của chúng ta rồi cũng giống như khi ở thành B. Tôi nghĩ, chắc thi triều không phải do mộ đại thiếu gia gọi tới đâu. Mọi người vừa nghe, đều nhìn về phía người ngồi bên ngoài thùng xe, lập tức có người đề phòng nhìn anh ta, chẳng lẽ anh cũng là tang thi, nên mới nói đỡ cho mộ đại thiếu gia. Người nọ cũng cùng xua tay, không phải, không phải, tôi chỉ tổng kết lại thông qua những gì mình đã chứng kiến thôi, lúc thi triều tiến vào thành B, mộ đại thiếu gia còn giúp chúng ta tránh khỏi thi triều bao vây, còn có lúc ở doanh địa của chiến thiếu tướng, anh ấy cũng dùng hết sức để trị liệu cho chúng ta không để chiến nhị thiếu gia làm hại chúng ta nếu anh ấy ở cùng một phe với chiến nhị thiếu gia thì việc gì phải hao tâm tổn sức giúp chúng ta lúc bị chiến nhị thiếu gia hại chứ có phải không có nhiều người cũng thấy mộ nhất phạm giúp đỡ chữa trị cho những người bị thương không còn lên tiếng nói mộ nhất phạm có phải vậy hay không nữa thế nhưng rất khó để bọn họ chấp nhận chuyện sống cùng tang thi này dù có như vậy chúng ta cũng không thể sống cùng một chỗ với tang thi được. Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa, cứ nhau nhau như thế, không biết loa nói cái gì. Mọi người yên tĩnh trở lại, lúc này, loa đã lặp lại đến lần thứ ba. Mọi người chú ý, mọi người chú ý, đi 10 km nữa sẽ có một ngã ba, thế nhưng, từ nay về sau họ sẽ sống cùng với tang thi. Nếu mọi người lo sống cùng với tang thi sẽ bị lây nhiễm, hoặc không muốn sống cùng với tang thi, như vậy, mọi người chuyển sang đi về phía bên trái ở đó có một con đường thông tới phúc thành mọi người vừa nghe vậy liền thở phào một hơi chỉ cần không phải sống với tang thi bọn họ ở đâu cũng được sau đó lại nghe thấy loa phát thanh nói những người chọn tới phúc thành xin chú ý những người chọn tới phúc thành xin chú ý sau này dù mọi người có muốn ở lại phúc thành hay không đều là lựa chọn của mọi người nhưng có một điều mong mọi người phải nhớ rõ nếu hôm nay mọi người chọn tới phúc thành như vậy sau này muốn dọn tới Thủy Thành, người ở Thủy Thành sẽ không chào đón, cũng sẽ không cho mọi người vào, thế nhưng, nếu Phúc Thành gặp trắc rối gì, người của Thủy Thành sẽ giúp đỡ. Nghe những lời này xong, có người liền cười nhạo, ai thèm tới Thủy Thành ở cùng tang thi kia chứ? Tôi chỉ mong cách Thủy Thành càng xa càng tốt. Đúng đó, có đánh chết tôi cũng không tới Thủy Thành, giờ Phúc Thành gần Thủy Thành như vậy, tôi còn lo không biết có nên ở lại Phúc Thành hay không. Mọi người nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Đi tới ngã ba, hơn một nửa đoàn người đều chọn rẽ trái đi tới Phúc Thành. Nhóm phía sau mới từ từ có người lái thẳng tới Thủy Thành. Những người tới Thủy Thành thật sự rất ít, chỉ có 5%, Chiến Bắc Thiên cũng chẳng để ý tới nhân số, nếu không chấp nhận được người bạn đời của hắn, không tới cũng chẳng thành vấn đề. Lúc mọi người đi vào đường hầm tới Phúc Thành, thấy ánh sáng bên ngoài, cuối cùng cũng thở vào một hơi, tăng tốc độ xe để tới Phúc Thành, mong muốn tìm được nơi ở tốt hơn người khác những người tới thủy thành phần lớn vì có quan hệ tốt với nhà họ chiến và họ mộ nên mới lựa chọn thủy thành chỉ có rất ít người vì tin tưởng chiến gia và mộ gia có thể bảo vệ họ nên mới đi theo hai nhà này cho nên lúc họ tới thủy thành trong lòng vẫn có chút âu lo không biết rốt cuộc mình chọn vậy có đúng hay không mãi tới khi đi tới tòa thành mỹ lệ được nước bao xung quanh những lo âu trong lòng lập tức bị cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ thay thế mọi người nghĩ sống ở đây đúng là một lựa chọn rất tuyệt vời mà những người chọn phúc thành tương lai nhất định sẽ hối hận vì đã không chọn tới đây trong lúc đoàn xe của họ từ từ lái qua cây cầu lớn đột nhiên phía đối diện sông có nước cuộn lên có người trông thấy cảnh này thì hoảng hốt la to mọi người mau nhìn xem bên kia sông hình như có cái gì mọi người ngồi trong xe tải lớn đều ngó ra ngoài chỉ thấy đột nhiên bọt nước sông bắn lên cao cả mét một con hải ngư khổng lồ từ trong nước nhảy lên mới nhảy một cái đã cao hơn 20 mét, sau đó, tầm một tiếng, lại rơi xuống nước, khiến bọc nước bắn lên thật cao. Ôi, ôi! Quái ngư gì kia? Mọi người thấy trong biển rộng nhiều cá, mặt hơi biến sắc, vừa sợ vừa hãi, rất lo nó sẽ nhảy tới, rồi nuốt chửng bọn họ. Binh lính ngồi đầu xe thấy phía sau có tiếng la, lập tức mở cánh thùng nối liền, trấn an mọi người, mọi người đừng hoảng sợ, mọi người đừng hoảng sợ. Mọi người trong xe cố kìm nén nỗi sợ mà nhìn về phía binh lính. Cậu lính vội giải thích, "Thiếu tướng của bọn tôi nói, dưới đó toàn cá biến dị, vô cùng hung dữ, răng sắc đến mức ngay cả kim cương cũng có thể cắn nát, đồng thời không ngừng ăn thực vật, sau đó nhanh chóng thải ra khỏi cơ thể. Nhưng cũng bởi vì chúng là cá, cho nên sẽ không lên mặt đất ăn thịt con người, chỉ cần mọi người không ở dưới sông thì sẽ an toàn, đồng thời, chúng còn có thể bảo vệ chúng ta." những lời này đều là chiến bắc thiên muốn giao phó nói ra chỉ có tới đây rồi mọi người mới có thể hiểu tại sao thủy thành lại là nơi ở tốt mọi người nghe thấy cá biến dị sẽ không lên bờ cắn người liền thở phào vội vàng hỏi chúng nó có thể bảo vệ chúng ta sao sau này thủy thành sẽ dùng cầu treo để làm đường đi chỉ khi ra vào thủy thành mới hạ cầu treo xuống cho nên nếu không có cầu tang thi sẽ không đi được dù chúng có biết bơi cũng bị cá biến dị dưới sông nuốt chửng cho nên so với 10 bức tường thành vừa cao vừa dày ở thành B thì cá có ít hơn nhiều. Sau khi giao tan thi cho cá biến dị giải quyết, chúng ta có thể tiết kiệm một đống pháo đạn. Mọi người vừa nghe vậy, đôi mắt liền sáng lên. Đúng là so với tường thành B thì hữu ít hơn nhiều, cá biến dị cũng tương đương như có dị năng giả bảo vệ, hơn nữa, còn tiết kiệm được một khoản. Có người lại hỏi, nhỡ gặp nhiều tan thi như khi ở thành B, liệu cá có thể ăn nhanh như thế không? mọi người nghĩ cá ít hơn người chúng ta sao? Mọi người xem con sông này không bằng biển lớn, nhưng bên trong nhiều cá nhỏ, tốc độ ăn rất nhanh, tốc độ ăn mỗi giây 10 người. Nếu không, sao có thể gọi là cá biến dị chứ? Cá biến dị là cá có dị năng, chắc chắn đây sẽ là một cách để đối phó với tang thi. Mọi người liền hưng phấn. Phúc Thành cũng như thế này phải không? Đột nhiên hỏi tới Phúc Thành, mọi người yên lặng lại. Binh lính nhạt giọng nói phúc thành chỉ là một tòa thành trống không xung quanh chỉ có hoa cỏ cây cối và động thực vật biến dị mọi người vừa nghe vậy trong lòng liền thổn thức cũng may mà họ chọn thủy thành nếu không ở phúc thành sẽ chẳng dễ chịu chút nào không chỉ có thể bị tan thi đột kích bất cứ lúc nào thi thoảng còn phải đối phó với động thực vật biến dị sau khi qua cầu sông đoàn xe từ từ đi vào thủy thành cả thành tiêu điều chứ không gọn gàng đẹp để như vẻ bề ngoài con đường đầy ấp lá rụng và bụi bẩn nhà cửa cũng bám đầy bụi những góc tường cũng bị rêu xanh leo bám không thì trên mặt đất cũng có thi thể đã thối rửa thể như đã hai ba năm rồi không có người ở đây mọi người nhìn nơi này không còn hưng phấn như trước nữa có người nói xem ra phải mất một thời gian để quét dọn nơi này mới có nhân khí để thủy thành từ từ quay trở lại dáng vẻ vốn có mọi người gật đầu xe lái tới trung tâm thành phố mới dừng lại mộ duyệt thành vừa xuống xe liền trông thấy cha mình và chiến quốc hùng đang đứng ở không xa mỉm cười nhìn lúc này trái tim mới bình yên quay trở về vị trí cũ bố mộ duyệt thành và mộ duyệt tri rảo bước tới mộ khiếu hổ quan tâm hỏi mọi người có khỏe không có ai bị thương không tất cả mọi người đều ổn cả mộ khiếu hổ yên tâm gật đầu chiến quốc hùng ở bên cạnh không thấy người nhà mình đâu nhìn sang chiếc xe bên kia một chút thấy các con mình vừa xuống xe đã vội đi sắp xếp công việc, lúc này mới thoáng yên tâm. Sau khi chiến bắt thiên xuống xe, đầu tiên sắp xếp cho người nổ hai cây cầu ở phía đông, năm, sau đó lại cho xây dựng cầu nối liền cổng lớn, sau này có thể vừa làm cầu, vừa có thể làm cổng, vô cùng tiện lợi. Sau đó, hắn lại phái người canh giữ bảo vệ cho cây cầu ở phía bắc. Giờ cây cầu ở phía bắc là cảng xuất nhập khẩu duy nhất của họ với các thành khác, cho nên không thể phá nổ được đợi đến khi làm cầu đông và nam sông cũng sẽ cho đổi cầu phía bắc thành cầu treo phía tây thủy thành là biển rộng tạm thời không cần họ phòng thủ thế nhưng vẫn phải phái người đi tuần tra tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn chiến bắc thiên bàn giao công việc xong xuôi lúc này mới xoay người hỏi mộ nhất phàm đang ngồi trong xe mộc mộc em có thể cảm nhận trong thành còn bao nhiêu tang thi không trước khi tới thủy thành tuy rằng hắn có sắp xếp mọi người tổng vệ sinh nơi đây một lượt nhưng diện tích thủy thành quá lớn, cũng nhiều nơi khuất sâu, muốn diệt trừ hết tang thi, không phải chuyện dễ dàng. Mộ nhất phàm dùng dị năng hệ tinh thần để quét một lượt quanh thủy thành, nói, ở phía đông trong quán kỷ niệm, có một hầm ẩn náu, có tổng cộng 3.089 tang thi, phía tây trong biển hoa biến dị cũng có 1.541 tang thi. Anh liệt kê liên tiếp một vài nơi, bao gồm cả những con số chính xác, để đội ngũ của chiến Bắc Thiên có thể đi diệt trừ tang thi chiến bắc thiên lại một lần nữa ra lệnh cho binh lính nhà họ chiến để họ sau khi họ dọn dẹp tang thi thì đối chiếu với số lượng sau đó lại kêu mau vũ đi kiểm kê lại nhân số theo họ tới thủy thành mộ nhất phạm thấy chiến bắc thiên bận rộn như vậy bản thân mình lại không giúp được gì mà xung quanh lại có nhiều người như vậy thật sự không tiện xuống xe tránh cho mọi người vẫn không thể thích ứng với chuyện anh là tang thi mà khiến họ sợ hãi cho nên anh đành phải ngồi ngẩn người trong xe ngẫm lại chuyện trước đó dị năng vô hiệu hóa của anh có thể đối phó với chiến nam thiên nói thật trước đó anh cũng chỉ muốn thử thôi chỉ cần đụng phải chút hắc khí là có thể thử xem dị năng vô hiệu hóa có tác dụng với dị năng hệ ám hay không nếu như không có tác dụng sau khi thoát khỏi sự khống chế của chiến nam thiên anh sẽ dùng dị năng hệ quang để thanh lọc hắc khí có lẽ không phải vấn đề gì quá to tác nhưng thật không ngờ dị năng hệ ám cũng có năng lực vô hiệu hóa có lẽ bởi vì hai dị năng đều có tác dụng vô hiệu hóa, cho nên hài hòa lẫn nhau. Nhất Phàm, một giọng nói trầm thấp vang lên các đứt suy nghĩ của mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, liền thấy mộ khiếu hổ không người ngồi vào trong xe. Anh vội đỡ lấy ông mình, ông nội. Mộ khiếu hổ nắm lại bàn tay mộ Nhất Phàm, gương mặt già nua hiện lên vẻ quan tâm. Nhất Phàm, ta đã nghe chiến lão quân ủy kể chuyện của cháu rồi. Lúc nghe chiến quốc hùng nói mộ nhất phạm là tan thi, ông thực sự rất khó chịu, cũng hết sức đau lòng. Cháu trai ông từ nhỏ đã mất mẹ, còn bởi vì chức vụ, nên không thể thường xuyên ở bên cạnh, thành ra hình thành tính tình âm trầm, sau đó vất vả lắm mới có thể cởi mở hòa đồng, thì lại bị ung thư, còn bị em trai mình hãm hại, bây giờ lại trở thành tan thi mà con người khiếp sợ. Cho nên, sao ông có thể không đau lòng cho người cháu trai này cơ chứ? sao số phận cháu trai ông lại trắc trở tới vậy mộ nhất phàm giật mình thử thăm dò ý ông là ông đã biết cháu là tang thi mộ khiếu hổ an ủi anh chiến lão quân ủy đã kể cho ông nghe rồi không cần biết cháu là cái gì biến thành dạng gì dù thế nào cháu vẫn là cháu của ta mộ nhất phàm nắm chặt lại tay mộ khiếu hổ mộ khiếu hổ hít sâu một hơi được rồi cháu đừng cứ trốn trong xe mãi thế nếu chiến thiếu tướng đã sắp xếp như vậy hẳn mọi người bên ngoài cũng đã chấp nhận cháu nếu không họ cũng không cần phải ở lại thủy thành nữa lúc lần đầu tiên nghe cháu trai ông nói mình thích đàn ông ông liền cho rằng đối phương đã hại cháu trai ông đi vào con đường không thể quay đầu cháu trai ông khen thằng nhóc kia lên trời hoàn toàn vì nó bị thằng nhóc kia mê hoặc mãi đến khi gặp chiến bắc thiên cậu ta thế mà lại có vẻ thành thục ổn trọng giống như lời cháu trai ông nói chiến bắc thiên thực sự rất tuấn tú lịch sự khiến ông không thể soi mói hơn nữa với kinh nghiệm nhìn người của ông chiến bắc thiên là một người đáng để phó thác cả đời nếu không ông đã không để cho cháu trai ông tiếp tục ở bên chiến bắc thiên nhất là sau khi trải qua chuyện thi triều này càng khiến ông cảm thấy chiến bắc thiên là một người đàn ông tốt không những không ghét bỏ cháu trai ông là tang thi còn để cháu trai ông có thể sống không cần phải giấu dếm thân phận mà tạo ra môi trường mới để những người khác cũng chấp nhận mộ nhất phàm mộ nhất phàm gật đầu trước khi xuống xe mộ khiếu hổ còn nói thêm đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt mộ nhất phàm nghe thấy mộ khiếu hổ khen chiến bắc thiên liền cười hì hì mắt nhìn người của cháu tốt thế kia mà mộ khiếu hổ tức giận cười mới khen có một câu mà đã đắc chí thế rồi ông khen bạn đời của cháu khác nào khen cháu đâu không vui sao được chứ cái thằng nhóc này mộ nhất phàm cười cười đỡ mộ khiếu hổ xuống xe nhóm trần hạo đứng cách đó không xa thấy mộ nhất phàm xuống xe liền lập tức gọi nhất phàm mộ nhất phàm hỏi mấy cậu không cần phải đi hỗ trợ sao cao phi ngượng ngùng gãi đầu bọn em muốn nhìn anh một chút rồi mới đi hỗ trợ thật ra họ muốn cho mộ nhất phàm biết bọn họ sẽ không ghét bỏ việc anh là tang thi mộ nhất phàm hiểu được tấm lòng họ cười nói anh khỏe lắm mấy cậu cứ đi làm việc đi trần hạo thấy anh không có việc gì bèn nói Vâng bọn em đi làm việc đây làm xong rồi lại tìm anh sau con không muốn đi đâu con muốn ở với mama cơ Vương băng lập tức kháng nghị từ đầu lên vai mộ nhất Phàm ứ ừ muốn đi chút nào Chu toàn nói cũng không có việc gì cần Vương băng giúp một tay cứ để cậu ta ở chỗ này chơi với nhất Phàm đi cái người này tính tình như trẻ con bảo cậu ta đi hỗ trợ chỉ càng làm rối hơn thôi nhóm Trần Hạo cũng tán thành để Vương băng ở lại đây Bọn họ vừa đi, mộ khiếu hổ liền hỏi, Nhất Phạm, sao cậu ta lại gọi cháu là Mama? Mộ Nhất Phạm chỉ chỉ vương băng, lại chỉ chỉ lên đầu, sau đó xua xua tay, ý nói trí lực của vương băng có vấn đề. Mộ khiếu hổ hiểu ý gật đầu. Vương băng thấy không cần phải đi theo nhóm Trần Hạo, hết sức vui vẻ, ông lấy tay mộ Nhất Phạm, hưng phấn nói, Mama, Mama, con có thể phân thân ra hơn một vạn người, con có siêu không? Mộ nhất phàm nghĩ tới trước đó đều là vương băng giúp di chuyển mọi người, lập tức khen ngợi, siêu lắm, rất siêu luôn, nhóm Trần Hạo còn kém cả cậu. Vương băng được mẹ khen, lại càng vui vẻ hơn, nhảy nhót, con còn có thể để cho hơn một vạn phân thân cùng thả bom nữa. Mộ nhất phàm sửng sốt, thả bom. Là ý nói đánh trắm của chú chu toàn đó, mama, để con biểu diễn cho mama xem. Mộ khiếu hổ ông thực sự không tưởng tượng nổi nếu để một vạn người cùng đánh rắm thì sẽ thế nào nhưng ông biết chắc chắn sẽ rất thúi khóe miệng mộ nhất phàm dần dật không cần không cần đâu tôi biết cậu siêu rồi cậu anh thấy kình thiên ở đằng trước đang chơi cùng thái nguyên vội nói cậu ra chơi cùng với kình thiên đi ở đó có rất nhiều đồ chơi vương băng vừa nghe nói có đồ chơi liền không để ý tới mộ nhất phàm nữa chạy ra chơi cùng kình thiên mộ khiếu hổ nói lúc nãy ta thấy cậu ta ở đoàn xe bố cháu xuống là người trong đội bố cháu à mộ nhất phàm giải thích cậu ấy là binh lính trong đội bố cháu trong quân đội lại tiếp nhận người trí lực có vấn đề sao cậu ấy là lúc đi tìm vật tư gặp nguy hiểm bị kích thích thành ra như vậy mộ khiếu hổ nghe vậy liền cảm thông cho tình cảnh của vương băng chắc là cậu ta không có người thân thế sau này cháu nhớ để ý chăm sóc cho cậu ta một chút cháu biết rồi ạ à? chúng ta ra chỗ ông chiến ngồi đi. Gương mặt mộ nhất phạm có vẻ do dự. Mộ khiếu hổ nhìn ra anh đang do dự cái gì, cười nói, cháu đừng lo, lúc ông chiến nói cho ta biết cháu là tan thi, còn an ủi ta nữa, khuyên ta đừng quá đau buồn, như này đồng nghĩa với ông ấy không để ý thân phận tan thi của cháu. Lúc này mộ nhất phạm mới yên tâm, theo mộ khiếu hổ đi về phía chiến quốc hùng. Dọc đường đi, có rất nhiều người không nhịn được mà lặng lẽ nhìn mộ nhất phạm, thấy vẻ mặt dáng dấp anh bình thường, mọi người cũng không cảm thấy sợ hãi gì. Huống hồ lúc bọn họ chọn theo mộ gia và chiến gia tới Thủy Thành, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên, sau khi nhìn mộ nhất phàm, họ lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Mộ khiếu hổ thấy mọi người không bài xích cháu trai mình, trong mắt ánh lên ý cười, thấp giọng nói, cách này của chiến thiếu tướng hiệu quả thật đó. Mộ nhất phàm cũng để ý ánh mắt mọi người nhìn anh không có gì kỳ lạ, thở phào trong lòng, ngay lập tức, anh thấy Thiên Nam đỡ Trung Tân xuống xe, liền cất tiếng gọi, "Thiên Nam." Thiên Nam nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, liền nở nụ cười nhàn nhạt. Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt Trung Tân tái nhợt, bèn chỉ về phía chiến quốc Hùng, "Chúng ta qua bên kia ngồi đi." Thiên Nam nhìn thấy chiến quốc Hùng, liền ngẩn ra, trong mắt khó nén nổi sự kích động, ra sức gật đầu. Chiến quốc Hùng thấy vẻ mặt Trung Tân tiêu tụy, thở dài một hơi, lại đưa mắt nhìn chàng trai đang đỡ lấy Trung Tân, nghi hoặc hỏi, cậu này là thiên nam lập tức há miệng nhưng nghĩ tới việc mình không nói được lại đau khổ khép miệng vào mộ nhất phàm nói cậu ấy là bạn của cháu bạn của cậu chiến quốc hùng cảm thấy kỳ lạ sao bạn của mộ nhất phàm lại ở cùng một chỗ với con dâu ông mộ nhất phàm nghĩ tới điều gì đó lại nói thêm cũng là bạn của bắc thiên cậu ấy tên là thiên nam dạo này thanh quản cậu ấy có vấn đề cho nên tạm thời không thể nói chuyện được lúc này chiến quốc hùng mới hết thắc mắc gật đầu với thiên nam thiên nam lấy giấy bút ra nhanh chóng viết xuống chào ông ạ à. chiến quốc hùng nhìn nét bút ánh mắt lóe lên ông nâng mắt lại cẩn thận nhìn thiên nam thêm lần nữa cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi mắt ôn hòa của thiên nam ánh mắt quen thuộc khiến ông không tự chủ mà thấp giọng nói tên thiên nam à thiên nam bị ông nhìn chồng chọc hết sức căng thẳng đúng lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên báo cáo Chiến quốc hùng, mộ khiếu hổ, thiên nam nhìn về người vừa nói, báo cáo, là một binh lính mặc đồ quân nhân, trên đầu đội mũ lính che đi đôi mắt, mà khẩu trang quân dụng thì gần như che hết gương mặt, khiến không thể trông thấy rõ bộ dạng cậu lính này. Thế nhưng, rất nhiều binh lính mặc trang phục thế này, họ cũng không để ý nhiều. Mộ nhất phàm cũng ngẩng đầu nhìn sang, bởi vì cậu lính kia đứng sau lưng anh, lại dựa vào ghế anh ngồi, cho nên, anh chỉ thấy tay cậu ta anh nghĩ bụng chắc cậu ta tới tìm chiến quốc hùng bèn quay đầu lại rót chén trà nóng cho mọi người đang ngồi ở đây chiến quốc hùng nhạt giọng hỏi có chuyện gì vậy chiến lão gia trung tướng chiến bảo giao phó cho cháu bảo cháu đột nhiên giọng của cậu ta trở nên lạnh lùng giơ mạnh tay lên đánh về phía mộ nhất phàm bảo cháu giải quyết mộ nhất phàm gương mặt chiến quốc hùng mộ khiếu hổ thiên nam biến sắc nhất phàm cẩn thận tiếc là không kịp nữa rồi Lúc bọn họ kêu cẩn thận muốn ngăn lại, cánh tay của cậu lính đã bắn dị năng về phía đầu Mộ Nhất Phàm. Lúc này, một tiếng ầm lớn vang lên, nhóm chiến quốc hùng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu lính kia bị bắn ra 10 mét, nặng nề ngã lăn xuống đất. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng nổ, giật nảy mình. Mộ Nhất Phàm phát hiện có người đánh lén mình, lập tức nhảy lên, nhìn về phía binh lính dưới mặt đất, cơ thể lóe một cái, dùng tốc độ nhanh nhất để tới trước mặt cậu ta túng lấy áo đối phương, giật khẩu trang và mũ xuống. Trông thấy gương mặt cậu lính, trong mắt anh hiện lên tiên ngạc nhiên, mộ nhất hàng. Không phải mấy tháng trước đó, hắn ta mất tích rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở Thủy Thành? Còn có, không phải mộ nhất hàng đã bị lấy tinh hạch ra rồi sao? Sao còn có dị năng? Mộ khiếu hổ nhìn thấy mộ nhất hàng, nhướng mày, nhất hàng. Sao cháu lại ở đây? Mộ nhất hàng cố nén cơn đau, cười suy một tiếng. Người nhà họ mộ và họ chiến nghe thấy bên mấy ông cụ có tiếng động, vội chạy tới xem một chút. Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Duyệt Thành bước nhanh tới bên người nhóm mộ khiếu hổ. Mộ khiếu hổ nghiêm mặt, hất cầm lên, con hỏi nó đi. Mộ Duyệt Thành quay đầu nhìn, thấy đứa con cả đang túng lấy một cậu lính, mà cậu lính kia thế mà lại là đứa con trai thứ đã mấy tháng rồi không gặp. Nhất hàng. Ông cho mày lại, sao nó lại ở đây? Mộ Nhất Hàng tức giận trận trừng mắt nhìn, tôi tới để báo thù cho mẹ tôi. Mẹ con, Triệu Vân Huyên. Mộ Nhất Hàng cười mỉ nhìn Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Thành, mới có mấy tháng chúng ta không gặp, mà ông đã quên mất người vợ trước của mình là ai rồi sao? Mộ Duyệt Thành nghe thấy con trai gọi thẳng tên mình, giận dữ nhíu mày, Mộ Nhất Hàng, ta là cha con, con nói chuyện với cha mình thế nào vậy? Cha, Mộ nhất hàng hừ một tiếng, ông không xứng. Hắn gạt mạnh cánh tay đang túng lấy cổ áo mình ra, đứng dậy nói, nếu ông là cha tôi, thì đã không mặc kệ sự sống chết của chúng tôi, nhất là khi mẹ tôi bị cưỡng gian, người làm cha như ông đã ở đâu hả? Sao cơ, người nhà họ mộ đều khiếp sợ nhìn mộ nhất hàng. Những người khác cũng rất kinh ngạc. Qua hồi lâu, mộ duyệt thành mới lấy lại được tinh thần, chuyện. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Ngay cái ngày chúng tôi rời thành, mẹ tôi bị người ta bắt vào xe làm nhục mấy lần, sau đó bởi vì không chịu nổi đã kích, nên đã cắn lưỡi tự tử. Mộ Nhất Hàng vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, đã cảm thấy vô cùng uất hận, thề phải giết cái người đã hại mẹ con hắn thảm như vậy. Mộ Duyệt Thành mím môi không nói gì, không thể ngờ ngày hôm đó Triệu Vân Huyên vừa rời thành đã chết, hơn nữa còn bởi vì bị người ta làm nhục, cắn lưỡi tự tử mà chết. Ông hé miệng ra, đang định nói cái gì đó, Đột nhiên, có tiếng người thống khổ quát to, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra anh là ai rồi. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng kêu, thấy vương băng đang ôm cái đầu đau nhói, tức giận la về phía mộ nhất hàng, anh là con trai thứ của mộ thượng tướng, nhị thiếu gia mộ nhất hàng. Bởi vì lúc nãy nhìn thấy mộ nhất hàng dùng dị năng tấn công về phía mộ nhất phàm, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nên trong đầu đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh, sau đó, cậu nhớ ra được rất nhiều chuyện. Mộ Nhất Phạm Nghi Hoặc, Vương Băng, cậu. Vương Băng tức giận tiến lên vài bước, anh lừa tôi phải không? Có phải trước đó anh lừa tôi không? Cậu ta thấy Mộ Nhất hàng nhếch môi không nói gì, liền biết mình đã đoán đúng, sao anh lại lừa tôi, tại sao lại lừa tôi nước sơn có thể xua đuổi động thực vật biến dị, khiến nó tránh các binh lính để họ có thể an toàn về thành Bê sớm hơn. Anh có biết bởi vì anh lừa gạt mà đã hại biết bao nhiêu đồng đội của chúng tôi không? Ngày hôm đó trước khi cậu lên đường cùng với nhóm trần hạo bị mộ nhất hàng gọi tới phòng làm việc sau đó đưa cho cậu một lọ nước sơn nói là dọc đường về chỉ cần sơn nước ở đuôi xe có thể xua đuổi được động thực vật biến dị còn nói lúc làm đừng để mọi người phát hiện ra lúc đó cậu rất tò mò bèn hỏi vì sao không thể để người khác phát hiện mộ nhất hàng trả lời nói nước sơn này còn đang trong giai đoạn nghiên cứu tạm thời không thể để những người khác biết thế nhưng có thể xác định 90% có thể xua đuổi động thực vật biến dị, chỉ cần lần này thí nghiệm thành công, sẽ mở rộng ra thị trường. Cậu cứ nghĩ mộ nhất hàng là con trai của mộ thượng tướng, nên sẽ không làm chuyện hại binh lính trong đội, nên không nghi ngờ gì mà nhận lấy lọ nước sơn. Thế nhưng thật không ngờ, nước sơn không những không thể xua đuổi động thực vật biến dị, ngược lại còn khiến động thực vật biến dị đuổi tới. Đến khi cậu thấy từng đồng đội của mình bị chết, cậu nhanh chóng nghĩ ra rất có thể nước sơn có vấn đề, vội tìm nước lau đi, sau đó bảo những người lính còn sống mau quay về thành bê thông báo cho mộ thượng tướng chuyện họ bị tập kích. Sau đó, cậu đi tìm các đồng đội bị động thực vật biến dị đưa đi. Bởi vì hình ảnh các đồng đội hy sinh quá thảm khốc, mà tất thảy đều là do cậu hại ra, cho nên não bộ bị kích thích nghiêm trọng. Hơn nữa, cậu còn đồng hóa với thực vật biến dị, dẫn tới mất hết ký ức, trở thành một người có chỉ số thông minh của đứa trẻ lên ba. Mộ nhất hàng cười nhạt, là do mày ngu quá thôi mộ nhất hàng vương băng nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ này đột nhiên một dị năng màu xanh hiện lên đánh mạnh lên trên người mộ nhất hàng ngay lập tức mộ nhất hàng bị đánh bay ra mấy mét ầm một tiếng miệng phun ra một bụng máu đỏ hắn không thể tin trận to đôi mắt nhìn người phóng ra dị năng đánh mình bố bố mộ duyệt thành tức giận lạnh mặt nói mộ duyệt thành tao không có đứa con trai độc ác như mày Nhiệm vụ lần đó, có bao nhiêu binh lính hy sinh, trong lòng ông biết rõ, lúc đó, không biết ông đã khổ sở thế nào, họ đều là những đồng đội đã từng theo ông vào sinh ra tử, trong mắt ông họ chẳng khác gì người thân ruột thịt, nhưng thật không ngờ, cái chết của bọn họ lại do con trai ông đứng sau bầy mưu. Mộ nhất hàng giận dữ nói, con, độc ác sao? Dù con có độc ác tới đâu cũng không bằng mộ nhất phàm. Lúc này mộ duyệt thành tràn đầy thất vọng, tới nước này rồi, mày còn không biết hối cải kiểm điểm, mày thực sự khiến tao rất thất vọng. Ông chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ dụng ý, vì sao mộ nhất hàng lại làm như vậy? Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Vương Băng, Vương Băng, tôi giao nó cho cậu xử lý, dù cậu có muốn nó chết, tôi cũng không ngăn cản. Mộ nhất hàng vừa nghe vậy, liền nén đau, vội đứng dậy, muốn sử dụng dị năng rời đi, nhưng lại thấy vô số Vương Băng bao vây xung quanh, giận dữ nhìn mình. Ngay sau đó, trong cơ thể vương băng phóng ra một đống hoa màu trắng như bông như nhung, bay về phía mộ nhất hàng, bọc hắn thành cái kén. Ngay lập tức, hắn cảm thấy cơ thể càng ngày càng bị siết chặt, chặt đến mức hô hấp mỗi lúc một khó khăn, thể như chìm trong nước, không thở được, khiến hắn vô cùng vật vả. Dù hắn dậy dù thế nào, hoặc là phóng ra dị năng mạnh tới đâu, nhưng phá mãi không hết lớp kén bao xung quanh mình, huống hồ, hắn còn bị thương, dị năng lại không mạnh bằng vương băng, dần dần, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong lòng cũng càng ngày càng sợ hãi. Cứu, cứu tôi với, hắn lo lắng hô to, máu trong người như bị rút cạn, cả người mất hết sức lực, không thể giãy dụa, cũng không thể sử dụng dị năng được nữa. Mộ Duyệt Thành đứng bên ngoài làm như không nghe thấy, xoay người rời đi. Mộ khiếu hổ khổ sở thở dài, nghiệp chướng mà. Chiến quốc hùng vỗ vỗ vai ông, muốn an ủi. Dường như vương băng cảm nhận được người bên trong đã chết, thu hồi hoa về, ngay lập tức, một cái xác khô rơi xuống mặt đất. Mọi người thấy vậy thì kinh hãi hô lên một tiếng, vội quay đầu sang nơi khác, không dám nhìn thi thể chỉ còn da bọc xương. Bởi vì mộ nhất hàng có chết cũng không hết tội, nên không ai thương cảm cho hắn. Vương băng thấy thi thể của mộ nhất hàng, lập tức lớn tiếng khóc, tôi đã báo thù, tôi đã báo thù cho các anh em, cuối cùng tôi cũng báo thù được cho các anh em, là tôi, là tôi có lỗi với mọi người, nếu không vì tôi, mọi người đã không phải chết. Mộ Nhất phàm tiến lên trước, vỗ vỗ bờ vai cậu, muốn an ủi đôi câu, đột nhiên, cơ thể Vương Băng lả đi, ngã xuống đất. Anh vội đỡ lấy Vương Băng, đưa cậu lên xe, lại gọi Trịnh Quốc Tông tới khám cho Vương Băng. Sau khi xác định Vương Băng không bị làm sao, anh mới quay về nhìn cái xác khô dưới đất. Hết chương 320, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.